chương 2326, cửa ra vấn đề. Đệ 2, 336 chương cửa ra vấn đề. Hoa thiên mệnh những năm này trong thâm Nguyên ma vực lưu lạc, tự nhiên cũng biết nơi đây nguy cơ tùng tùng. Chẳng qua là việc này nhiều như vậy thánh nhân, á à, thánh cùng nhau đi tới, hắn liền cùng một dạng với đám người mục hết dung, cũng thật không ngờ sẽ như thế khó khăn. Bây giờ vì bảo vệ tính mạng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy mắt thấy này tiểu ác ma ý định lại xông lên lần nữa đến cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên một thanh tử sắc trường kiếm đã sôi nổi nơi tay sau đó cánh tay một khúc sắc bén kiếm ý tăng gọn một vòng kiếm quang bén nhọn đã hướng phía cái kia tiểu ác ma chỗ phương vị kích bắn đi có thể là hắn mới vừa đâm ra một kiếm này thời khắc cái kia tiểu ác ma lại chạy mất dạng mà rồi mà khi kia kiếm quang mới vừa bay vút mà ra tiểu ác ma đã mở ra miệng rộng hướng phía trường kiếm của hoa thiên mệnh cắn tới tạch 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 liền cắn ba cái đông phương thuần quân ban cho hắn trôi này tử kiếm thân kiếm đã nuốt vào tiểu ác ma bụng nay tiểu ác ma theo trường kiếm cắn tới muốn một cái đem đầu của hoa thiên mệnh cắn xuống tới mà khi tiểu ác ma dựa vào gần hoa thiên mệnh thời khắc vẻ này không cách nào kháng cự ý chí lại lần nữa truyền tới nó không cách nào cắn con này tiểu ác ma tâm tình của giờ khắc này tràn đầy phiên muộn nó hoàn toàn không nghĩ ra tại sao phải đụng phải loại tình huống này cùng một thời gian ở vào mọi người phía dưới đông phương thuần quân đã lượn quanh tại cái kia to lớn tiểu ác ma trên đỉnh đầu một cỗ lực lượng cường đại hội tụ tại trong hai tay của hắn lập tức đột nhiên đẩy xuống đi phiêu lơ lửng trên không trung hai màu đen thủ ảnh cùng động tác của hắn giống như lúc chính là hung hãn chụp xuống đánh vào cái kia to lớn tiểu ác ma sau lưng đeo xuống dưới ẩm đi đôi với một hồi to lớn rên con này gọi là phẫn nộ tiểu ác ma toàn bộ liền nện vào phía dưới đống bùn nhau bên trong làm đến bước này về sau đông phương thuần quân cũng không có ngừng thế công hai tay liên tiếp hai ba chụp xuống đánh phanh, phanh 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 mỗi một lần phát đều có một lực lượng khổng lồ tác dụng tại đây chỉ tiểu ác ma trên người mà chỉ tiểu ác ma thân hình cũng trở nên càng thêm cực lớn dường như nó có thể không hạn độ bành trướng nhưng khi nó lâm vào này đống bùn nháo chi về sau thân thể to lớn ngược lại thành gánh nặng của nó mỗi một lần thừa nhận công kích của đông phương thuần quân nó thì sẽ vùi lấp càng sâu tầng một nay tiểu ác ma căn bản là không có cách giết chết đông phương thuần quân cũng không có ý định đem giết chết hiện tại chỉ cầu đem những tiểu tử này vây khốn sau đó mọi người thừa cơ chạy trốn cái mảnh này sương mù tím ngay tại đông phương thuần quân đem con này tiểu ác ma áp xuống dưới đất thời khắc đông phương thuần quân còn không quên chân nguyên truyền âm cho những cái kia thánh nhân nhắc nhở những thứ khác tiểu ác ma đâm vọt lên phương vị 67-356 tại đối kháng những thứ này tiểu ác ma trong quá trình đông phương thuần quân một thân người kiêm mấy trước nếu là thiếu đi hắn này một người ở đây những thứ này thánh nhân a à thánh tuy rằng số lượng không ít nhưng sợ là cũng bị những thứ này tiểu ác ma đám ăn thất thất bát bát đem con này tiểu ác ma kích nhập sâu đậm dưới mặt đất về sau đông phương thuần quân cùng mục hải cực ánh mắt hai người giao hội mục hải cực bàn tay lật lại vô ra một quả ngọc phù một cỗ đạo ẩn đánh vào ngọc phù này về sau liền nặng nề hướng chạm đất tiếp theo đập ầm ầm cả vùng cũng vì đó rung động lắc lư nay trong vòng ngàn dặm mặt đất mới vừa vẫn một mảnh xốp vũng bùn trong nháy mắt đã cố hoa đứng lên còn đây là địa linh chi phong là mục hải cực từ trong hậu thổ thần đạo tự hành ngộ ra đạo bên ngoài thần thông trong vòng ngàn dặm đại địa cố hóa sau liền sẽ hình thành một cái trình thể mà trong phạm vi này nhận lấy tất cả lực lượng đều 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 lan truyền tại ngàn dặm phạm vi một khi bị phong nhập trong đó coi như là thánh nhân cũng khó trong vòng thời gian ngắn dễ rủa đi ra ầm ầm ngay tại mục hải cực mới vừa phong bế cái kia tiểu gác ma trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái thật lớn vết dạng thứ này lực lượng thực không tầm thường mục hải cực cười lạnh một tiếng chúng ta đi đông phương thuần quân không có chút nào dừng lại thân hình tung bay liền hướng phía không trung kích bắn đi phía trên thánh nhân đám đã phi thăng lên độ cao tương đối nhưng còn không thể thoát ly cái kia mảnh xương ngủ tím đông phương thuần quân bình thường đuổi theo một bên lăng không lại lần nữa đánh ra mấy trưởng rầm 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 hai cái to lớn màu đen thủ ảnh lập tức xuất hiện ở trên không lại lần nữa đem mấy con vây công mà đến tiểu ác ma đập bay hoa thiên mệnh đối mặt cái kia tiểu ác ma mấy lần thử nghiệm phía dưới vẫn như cũ không có kết quả nó chỉ có thể lựa chọn vông tha cho lựa chọn mục tiêu kế tiếp có thể lúc này thời điểm đông phương thuần quân đã chạy tới cái kia tiểu ác ma mới vừa có hành động đã bị một đạo màu đen thủ ảnh chuẩn xác bắt bí hung hăng vứt ra ngoài mọi người thở dài một hơi nhao nhao tăng tốc độ sông lên gai nay một mảnh xương mù tím đã càng ngày càng thưa thớt chỉ chốc lát sau bọn hắn cuối cùng là chạy ra ngoài thâm nguyên ma vực tầng thứ ba đã là như thế hung hiểm la trinh tay bưng lấy ký ức chi hỏa của hoa thiên mệnh thì thào nói ra ký ức chi hỏa của chuyển thế chi địa trong trí nhớ là thực thì đổi mới nói một cách khác la trinh có thể kiểm tra ra bất kỳ người nào ký ức chi hỏa nhưng đọc sau hắn mới nhất chi nhớ đây coi như là một loại khác tầng diện độc tâm thuật Bây giờ thấy Hoa Thiên Mệnh hộ tống những cái kia thánh nhân đám bình yên thoát thân, La Trinh cũng thoáng thở dài một hơi. Ở trên bậc thang, cái kia ít thượng vị chân thần đám đúng là ngồi xếp bằng. Một chút ký ức chi hỏa, phiêu đáng tại bọn họ mi tâm phía trước. Luân hồi chi địa cũng không phải là bọn hắn có thể chấm mút, nhưng nếu như xuống một chuyến, cuối cùng không hy vọng tay không mà về. Dưới sự trợ giúp của La Trinh bọn hắn có thể rất thuận lợi đọc đến một ít đại viên mãn chân thần ký ức chi hỏa trong ít ký ức chi hỏa này ghi chép quý báu cảm nộ những thứ này cảm ngộ thậm chí dựa vào ngôn ngữ không cách nào biểu đạt nhưng thông qua ký ức chi hỏa lại có thể cảm động lây đem những này cảm nộ hóa thành của mình lại đi chạy nước rút đại viên mãn bình cảnh đem thật to hạ xuống độ khó húng chi bọn hắn có thể lãnh ngộ cảm nộ có thể không chỉ một điểm ký ức chi hỏa ở chỗ này chứa cả thần vực vô số năm qua ký ức chi hỏa chỉ cần linh hồn của bọn hắn có thể chịu được có thể có vô hạn kinh nghiệm tu luyện cung cấp bọn hắn cảm ngộ đối với cái này ít thượng vị chân thần đám mà nói cái này so với bình thường đến có chút dị bảo tài liệu chân quý hơn nhiều dù sao cũng là có thể bước vào đại viên mãn cơ hội lại có ai không quý trọng so sánh dưới hứng thú của thiên long tộc trưởng sẽ không có lớn như vậy hắn đã là á thánh rồi tường muốn phong thánh, chỉ có thể thông qua thánh nhân sơn. 360 tìm tòi. Dược nửa phù sinh. Ở chỗ này cảm nộ tu luyện của những người khác kinh nghiệm, không có quá lớn ý nghĩa, so sánh dưới. Hắn đối với cái kia cánh cổng lớn thứ phía sau cảm thấy hứng thú hơn. La Trinh cũng không có ngăn cản Thiên Long tộc trưởng. Thiên Long tộc trưởng cũng không có si vưu tộc huyết mạch. Hắn tiến vào trong chuyển thế chi điện không cách nào thông qua điện hồn một cửa ải kia còn có thể hay không bắt được ẩn giả thần thông thì nhìn bản lãnh của hắn hiện tại la trinh phải cân nhắc sự tình là như thế nào từ nơi này ra ngoài bọn hắn là thông qua tả quỷ vực danh giới huyệt động tiến vào nơi đây có thể cái huyệt động kia một số thật sự cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi cả truyền thế chi điệu tựa hồ cũng chỉ có một đường ra cái cửa ra này tức thì thẳng liên tiếp thâm nguyên ma vực hơn nữa là thâm nguyên ma vực nơi cực sâu chương hai nghìn ba trăm hai mươi bảy báo thủ cùng chấn hồn kiếm chương 2.337 báo thủ cùng chấn hồn kiếm la trinh suy tư một phen về sau vẫn là quyết định đến hỏi linh nha kia linh nha này nếu như trong chuyển thế chi địa ngốc lâu như vậy tổng nên biết ra ngoài phương pháp xử lý la trinh lại lần nữa đi đẩy cửa thời khắc cánh cửa kia đối với hắn đã đã không coi trở ngại chẳng qua là nhẹ nhàng đụng một cái cánh cửa cực lớn đã lộ ra một cái khe bất quá hắn mới vừa tiến vào liền nghe được từng đợt trói hai tiếng nổ vang ngũ hành thần đạo đạo ẩn bốn phía lưu truyền lên biến thành một cái ngũ hành đại trận mà thiên long tộc trưởng tức thì ở vào trong đại trận bộ phận thiên long tộc trưởng muốn lấy được gần giả thần thông muốn thông qua khảo nghiệm của điện hồn la trinh tại nguyên chỗ học hỏi một hồi từ đại điện một mặt khác lách đi qua có lẽ bởi vì la trinh đã lấy được chuyển thế hồn khí nguyên nhân điện hồn này cũng không có ngăn trở hắn tiến vào phía sau đại điện tiểu phía sau cửa la trinh lại lần nữa đã tìm được linh nha kia ngươi có trở lại làm gì linh nha chứng kiến la trinh chạy trở lại dùng cái kia thanh âm quái dị hỏi truyền thế chi địa có mặt khác rời đi đường sao la trinh hỏi lúc này đây la trinh tới nơi đây chỉ là muốn tìm kiếm thạch lấm thử chân tướng hiện tại thông qua trí nhớ của hoa thiên mệnh đã biết hào môn liên minh đến thâm viên ma vực tầng thứ ba hắn tự nhiên hy vọng lách qua linh nha không biết la trinh gì cố hữu câu hỏi này liền nói chuyển thế chi địa liền là ngay cả thâm viên ma vực đấy ly khai nơi đây tự nhiên tiến vào thâm viên ma vực rồi ngươi còn nghĩ muốn cái gì rời đi đường chúng ta tiến vào nơi đây là từ tả quỷ vực một cái huyệt động trong rơi xuống có thể mượn từ cái huyệt động này trở về la trinh hỏi linh nha suy tư một chút lập tức lắc đầu ba cái luân hồi chi linh chỗ tạo chỉ là một cái một chiều truyền tống trận mà thôi con đường kia là không thể nghịch nói cách khác ta chỉ có thể thông qua thâm nguyên ma vực đã đi ra la trinh cười khổ nói đúng linh nha suy nghĩ một chút lập tức nói ra hơn nữa dùng thực lực của ngươi ly khai thâm nguyên ma vực không hề khó khăn không hề khó khăn đối với con chim này mà nói la trinh chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười linh nha này ước chừng vây ở chỗ này thời gian quá lâu cả thâm nguyên ma vực cấm địa đã trải qua không mấy năm sau khuyết trương không biết bao nhiêu lần trong đó hung vật tại tín ngưỡng chi lực dưới sự thử thách cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn mới vừa la trinh có thể là thông qua hoa thiên mệnh thấy được cái kia nguy hiểm từng màn chỉ là mấy con tiểu ác ma liền huyên náo long trời lỡ đất nhưng nếu không có đông phương thuần quân chi đội ngũ kia thậm chí có toàn quân chết sạch khả năng chớ nói chi là trong vực sâu cũng không có thiếu so với đồ ách còn mạnh hơn ác ma la trinh nháy thoáng một phát kính mắt Nhìn chằm chằm vào Linh Nha nói ra, nếu như không hề khó khăn, cái kia ngươi tiễn ta cùng đi ra được chứ. Các cặc nghe nói như thế, Linh Nha này lập tức đem đôi cánh thu, ngồi xổm màu vàng trên trạng cây vẫn không nhúc nhích, dường như biến thành điều khác. Vô luận La Trinh nói như thế nào, Linh Nha cũng không trả lời nữa. La Trinh lắc đầu, chỉ có thể quay đầu rời khỏi nơi đây, xem ra chỉ có thể cùng Thiên Long Tộc trưởng là thương lượng một phen. Ngay tại La Trinh chuẩn bị ly khai nơi đây lúc, Linh Nha bỗng nhiên mở miệng nói, phía ngoài người kia, có thể lấy đi một cái ẩn giả thần thông, kia ẩn giả thần thông của hắn, toàn bộ đưa cho ngươi. La Trinh quay đầu hướng phía Linh Nha mỉm cười, liền đi ra cái kia cánh cửa nhỏ. 67-356 Coi như là Linh Nha không nói, La Trinh thế tất cũng sẽ mang đi một cái ẩn giả thần thông. Nếu như mạnh mẽ xông tới thâm viên ma vực, bản thân bảo vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt huống chi ẩn giả thần thông này chính là nắm giữ lưu lại nhất định cũng là không như bình thường đổ vật trong truyền thế chi điện thiên long tộc trưởng chính hô xích hô xích thở vừa rồi cái kia vòng tròn quay liên tục khảo nghiệm mặc dù là hắn cái này á thánh cũng khó có thể ứng phó cơ hồ là đã dùng hết toàn lực mới thông qua ta có thể chọn lựa một cái ẩn giả thần thông sao thiên long tộc trưởng hỏi thiên long tộc trưởng từ những cái kia trong quả cầu cảm nhận được huyền ảo lực lượng mà lại mỗi một loại lực lượng đều không giống nhau hán tự nhiên cực kỳ trọng thị ngươi không đủ tư cách chọn lựa điện hồn máy móc nói ta sẽ lập ra một cái ẩn giả thần thông cho ngươi sau đó cánh tay của điện hồn không hạn độ kéo dài một đường kéo dài đến một tòa điêu tượng phía trên hướng phía một cái trong đó viên cầu gật ô ô ô ng viên kia bóng chấn động một cái trên không trung tung bay một vòng cuối cùng chính là đã rơi vào đỉnh đầu của thiên long tộc trưởng thiên long tộc trưởng quan sát một chút này viên cầu hỏi ẩn giả thần thông này năng lực là cái gì chính ngươi dùng thần thức điều tra liền biết điện hồn trả lời thiên long tộc trưởng sau khi nghe xong mới đưa tự thân thần thức phóng xuất ra chui vào quả cầu này trong không biết thiên long tộc trưởng tra dò được cái gì sắc mặt có chút cổ quái lại có chút hề bại la trinh trên mặt lộ ra vẻ tò mò đi đến thiên long tộc trưởng bên cạnh hỏi làm sao vậy thiên long tộc trưởng cười khổ một tiếng ẩn giả thần thông này là báo thủ báo thủ la trinh hơi sững sờ nếu là ta thân tiêu đạo vẫn ẩn giả thần thông này mới có thể có hiệu quả sẽ phóng xuất ra tách ra lôi linh trả thù dùm cho ta thiên long tộc trưởng nói ra tuy nói la trinh cùng thiên long tộc trưởng cũng không biết tách ra lôi linh là cái gì nhưng ẩn giả thần thông này báo thủ trong đó uy lực tuyệt đối không thể xem thường vấn đề là cái đồ chơi này phải chờ tới thiên long tộc trưởng sau khi chết mới có thể khởi động có hiệu quả dù cho báo thủ ý nghĩa chỉ sợ cũng không lớn thực tế là đối với thiên long tộc trưởng bản thân mà nói Ý ẩn giả thần thông này liền là như thế chúng rất cường đại nhưng phải xuất hiện cần thiết điều kiện mới có thể phát động điện hồn không thức thời ở bên cạnh bổ sung một câu đã biết Thiên Long Tộc trưởng dầu dĩ nói La Trinh thì là mỉm cười nói với điện hồn ô nha kia nói kia ẩn giả thần thông của hắn đều thuộc về ta nghe nói như thế Thiên Long Tộc trưởng sưng sờ nhìn xem La Trinh hắn trải qua trăm cây nghìn đắng mới lấy tới một cái ẩn giả thần thông hơn nữa ẩn giả thần thông này thập phần lừa người phải hắn chết mới có thể có hiệu quả La Trinh này thoang cái muốn lấy đi tất cả ẩn giả thần thông điều này sao có thể hắn liền khảo nghiệm cũng không có tham thêm a à. có thể một màn kế tiếp mới để cho thiên long tộc trưởng nhận rõ ràng sự thật điện hồn thật thà phiêu lơ lửng ở giữa không trung trầm mặc một hồi sau đó gật gật đầu ta minh bạch dứt lời hắn lại lần nữa duỗi dài cánh tay hướng phía còn dư lại bảy tòa trên điêu tượng phương viên cầu nhẹ nhàng gõ đi con 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 bảy màu vàng nhạt viên cầu chậm rãi hướng phía la trinh trôi nổi mà đến treo ở trên đỉnh đầu hắn trong chuyển thế chi điện chín tòa điều tượng có tất cả một cái ẩn giả thần thông nhạc ngâm liễu cầm đi một người thiên long tộc trưởng lấy được cái thứ hai tự nhiên còn thừa lại bảy la trinh cũng là ít ẩn giả thần thông này rất ngạc nhiên dơ lên dưới đầu liền đem thần thức rót vào một cái trong đó viên cầu trong ngay mắt la trinh đã minh bạch tác dụng của ẩn giả thần thông này rồi sát niệm phản chế có người đối với ta lộ ra sát niệm thời điểm sẽ phát động chấn hồn kiếm phản kích Thông qua thần thức, La Trinh cũng mơ hồ phát giác được quả cầu này trong niêm phong một đạo cường đại linh hồn chi kiếm. Dù cho chấn hồn kiếm này bị niêm phong ở trong quả cầu, La Trinh có thể cảm nhận được thanh kiếm này đáng sợ. Chương 2328 ly khai. Chương 2.338 ly khai. Ẩn giả thần thông này ngược lại là bá đạo, chỉ cần cảm nhận được sát nghiệm, nó thì sẽ không chút lựa chọn phản kích. Trong lòng La Trinh lẩm bẩm nói ai biết cựu ngũ nhị thất lập tức bổ sung cái này có gì trong mẫu thế giới có ít tẩn giả thần thông bá đạo hơn trong mẫu thế giới cũng có ít tẩn giả thần thông này là trinh tò mò hỏi đương nhiên có một chút lớn có thể bảo hộ trong tộc tiểu bối đương nhiên sẽ ban cho ít tẩn giả thần thông này có một ít tẩn giả thần thông chẳng qua là nhiều nhìn đối phương vài lần liền đã phát động ra càng là bá đạo hư không tưởng nổi cựu ngũ nhị thất giải đáp nói nhìn vai lần cũng phải bị trừng phạt la trinh nghe cũng có chút im lặng kỳ thật ẩn giả thần thông này cùng loại với pháp bảo hộ thân chẳng qua là thứ này càng thêm chủ động chỉ muốn đạt tới nhất định được điều kiện liền sẽ tự động khởi động đệ nhất kiện sát nghiệm phản chế khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của la trinh tại là hắn lại lần nữa phóng xuất ra một đạo thần thức thăm dò hạ một cái ẩn giả thần thông người chết sinh cơ ẩn giả thần thông này tựa hồ cùng thiên long tộc trưởng lấy được báo thù đồng dạng cần la trinh tử vong về sau mới có thể phát động sau khi tử vong một ẩn giả thần thông này có thể để cho la trinh bất tử như trước có thể bảo trì hiện hữu chiến đấu lực một đoạn thời gian sau đó hắn mới có thể hoàn toàn vất lạc ẩn giả thần thông này cùng trong sinh mệnh thần đạo chuyển sinh thần thông giống nhau la trinh khẽ bước cảm trong sinh mệnh thần đạo viên mãn giai thần thông chính là chuyển sinh thần thông tu luyện sinh mệnh thần đạo đại viên mãn tại sau khi ngã xuống sẽ sáng tạo mặt khác một bộ thân thể kéo dài tánh mạng bất quá này kéo dài tánh mạng thời gian cũng là có hạn chế thời gian đến cũng tương tự sẽ vẫn lạc kế tiếp phong vân độn cái ẩn giả thần thông thứ ba ngược lại là để cho la trinh nhãn tình sáng lên này phong vân đột là ở la trinh tao nộ tử vong uy hiếp lúc trước cưỡng chế để cho hắn dịch chuyển một khoảng cách đây chính là bảo toàn tánh mạng hảo thủ đoạn bất quá trong thâm nguyên ma vực không gian pháp tắc là mất đi hiệu lực không biết này phong vân độn có thể hay không vượt qua quy tắc của thâm uyên ma vực thứ bốn là khô kiệt chi lực buộc phát ra lực lượng lớn nhất sau sẽ có hiệu quả sẽ giao phó lực lượng cường đại hơn cái thứ năm đáng tiếc ít Tẩn giả thần thông này chỉ có thể vận dụng một lần nay từng cái lướt qua đi la trinh cũng là âm thầm cảm thán hầu như mỗi một cái ẩn giả thần thông đều có thập phần ly kỳ hiệu quả chỉ cần có hiệu quả về sau sẽ mang đến to lớn chuyển cơ trên đầu đỡ đòn bảy cái ẩn giả thân thông để cho la trinh hết sức an tâm dường như trong vòng thời gian ngắn thực lực của chính mình bỗng nhiên tăng cường gấp mấy lần thiên long tộc trưởng ở bên cạnh sững sờ nhìn hồi lâu hắn cố nhiên là hết sức quen mắt có thể luôn không khả năng cướp đoạt lại cuối cùng nếu không phải la trinh hắn hiện tại chỉ sợ vẫn là như thi thể như vậy thẳng tắp nằm trên đất là la trinh cứu được tất cả mọi người húng chi thứ này chỉ sợ căn bản không cách nào cướp đoạt đem ẩn giả thần thông xem hoàn tất. La Trinh nhìn chằm chằm vào Thiên Long Tộc trưởng nói ra, rời đi nơi này đường chỉ có một đầu, chính là Thâm Viên Ma Vực. Thiên Long Tộc trưởng nguyên bản cũng nghĩ qua như thế nào ly khai, chỉ là hắn trước đây tưởng muốn đạt được ẩn giả thần thông, trong lúc nhất thời cũng không còn quan tâm cái này. Chợt nghe La Trinh nhắc tới, khoe mắt lập tức co quắp một trận, cái gì? Cái huyệt động kia chứ. 67356 huyệt động kia chỉ là một cái một chiều đường hầm vận chuyển la trinh bĩu môi nói ra thâm nguyên ma vực thiên long tộc trưởng đương nhiên biết rõ thâm nguyên ma vực kinh khủng hắn mặc dù không phải là hào phú chi nhân vốn lấy á thánh thân phận từng tiêu phí giá nhất định đi vào đương nhiên biết rõ thâm nguyên ma vực nguy hiểm hắn tiếp theo lại hỏi vậy chúng ta ở vào tầng thứ mấy thiên long tộc trưởng suy nghĩ chỉ cần là tại ba tầng ở trong hắn còn có thể tiếp nhận la trinh lắc đầu ta cũng không biết nhưng nhất định là tại sâu đậm địa phương thiên long tộc trưởng đã trầm mặc nếu như chuyển thế chi địa ở vào thâm nguyên ma vực tầng dưới chót bọn hắn trở về sát xuất sợ là cực kỳ bé nhỏ sau khi suy nghĩ một chút thiên long tộc trưởng cũng không cách nào dứt khoát quyết định cuối cùng nói ra đi hỏi một chút những người kia hắn nói những người kia chính là vẫn còn bận bịu tu luyện thượng vị chân thần đám nay ít thượng vị chân thần chẳng qua là tham lam hút ký ức chi hỏa căn bản không cân nhắc đến trên mặt này tới hơn nữa tại bọn họ trong mắt này nguyên vốn nên là thiên long tộc trưởng suy tính sự tình la trinh cùng thiên long tộc trưởng đã đi ra chuyển thế chi điện song song hàng lâm ở đằng kia trên bậc thang ngón tay của la trinh nhẹ nhàng vừa mới động nguyên bản trôi lơ lửng ở này ít thượng vị chân thần mi tâm ký ức chi hỏa nhao nhao không vào ký ức chi hỏa trong hải dương này ít thượng vị chân thần đám đồng thời mở mắt mờ mịt nhìn xem La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng làm sao vậy? Lộ Thiên giật kỳ quái nhìn La Trinh liếc mắt. La Trinh đem hiện tại vấn đề đại khái nói một lần. Này ít thượng vị chân thần đám lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bọn hắn bị vây ở dưới Thâm Viên Ma Vực mặt. chơi ạ, à, chúng ta căn bản là không có cách ly khai một tên thượng vị chân thần vẻ mặt buồn rười rười nói ra. Thâm Viên Ma Vực đối với chân thần môn mà nói chính là cấm kỵ chi địa cho dù là nhà giàu có chân thần tiến vào bên trong lưu lạc cũng không khác tự tìm cái chết ta không đi một tên thượng vị chân thần phản ứng rất nhanh nếu như ta chọn rời đi kết quả sau cùng chính là sẽ biến thành những vật này hắn nói mà chỉ vào những điểm sáng kia sau khi ngã xuống bọn hắn cũng chỉ có thể còn sót lại một điểm ký ức chi hỏa cho ta nhiều thời gian hơn ta có thể cảm nộ ra viên mãn giai thần thông Đến lúc đó có lẽ ta có thể rời đi nơi này một gã khác thượng vị chân thần nói ra. Tu thành đại viên mãn về sau, có thể sống mà đi ra thâm viên mà vực sát suất hoàn toàn chính xác sẽ gia tăng thật lớn. Lộ thiên giật cũng là cười khổ nói, đúng, dùng tu vi của chúng ta ra ngoài cùng tự tìm cái chết cũng không kém. Là trinh nhẹ gật đầu, các ngươi như nguyện ý ở tại chỗ này tự nhiên cũng được, nhưng ta sẽ rời đi nơi này, ai nguyện ý cùng rời đi chuyển thế chi địa, liền muốn làm ra lựa chọn nghe nói như thế một ít thượng vị chân thần bắt đầu trầm âm ở tại chỗ này cũng không là một sự tình tuy nói tuổi thọ của bọn hắn vô hạn nhưng không có khả năng một mực sống ở cái địa phương quỷ quái này hồi lâu sau cuối cùng có người làm ra lựa chọn ba tên thượng vị chân thần lựa chọn cùng la trinh cùng rời đi về phần thiên long tộc trưởng tuy nói hắn cũng thập phần kiêng kỵ thâm nguyên ma vực nhưng cuối cùng là a thánh tự cao thực lực cái gì mạnh Tất nhiên là không chịu bị vây ở chỗ này, cũng tương tự lựa chọn cùng với La Trinh Ly Khai. Làm ra quyết định về sau, La Trinh cũng không có lựa chọn làm tiếp xúc Ly Khai, mà là đang nơi đây dừng lại một đoạn thời gian. Ba ngày sau, La Trinh, Thiên Long tộc trưởng cùng cái kia ba tên thượng vị chân thần liền xuất phát. Chuyển thế chi điệu mặt khác một bên phần cuối, là đen kịt một màu hạp cốc. Mọi người đi đi ở trong hạp cốc này Dường như trong huyệt động ghé qua một dạng trên thực tế là không có bất kỳ hào quang chiếu xạ nguyên nhân Trong chuyển thế chi địa cũng không có nguy hiểm gì Bất quá thời gian một nén nhang, mọi người đã đến nảy tung lũng phân cuối Xuất hiện ở trước mọi người phương là một tòa tự nhiên hình thành thạch củng tiểu Mà ở thạch củng tiểu phía dưới, mãnh liệt nham thạch nóng chạy quần cuộn dòng nước chảy. Đây là một đầu do nham thạch nóng chạy sông lớn Mọi người cũng không hề để ý phía dưới nham thạch nóng chạy mà là chầm chằm nhìn qua thạch cùng tiểu bờ bên kia qua thạch cùng tiểu này rời đi rồi chuyển thế chi địa bọn hắn coi như là đặt chân trong thâm nguyên ma vực chương 2329, màu xanh lá đầu lâu chương 2,339 màu xanh lá đầu lâu đứng tại trên thạch cùng tiểu này ba tên thượng vị chân thần trên mặt hiển lộ ra một tia do dự bước vào cái kia chỗ hung hiểm có thể thật sự lành ít giữ nhiều bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp la trinh cười nhạt một cái nói hắn cũng không bắt buộc những người này đi theo chính mình sông thâm viên ma vực ngoại trừ bên ngoài thiên long tộc trưởng kia thượng vị chân thần của hắn đại đa số thời điểm chỉ có thể thành vướng bận nếu như đã làm ra lựa chọn sẽ không có hối hận cần thiết một tên thượng vị chân thần mặt mũi tràn đầy kiên định bọn hắn nếu như không muốn ở tại chỗ này đều có riêng mình lý do vậy đi thôi la trinh cười nhạt một tiếng sáu người này theo thạch củng tiểu bay vút đi tại vượt qua thạch củng tiểu lập tức linh hồn của thiên long tộc trưởng lập tức tản mát ra một cỗ chấn động một cỗ thần thức cực kỳ mạnh mẽ lập tức khuyết tán ra a à, thánh thần thức bao trùm phạm vi cũng là thật lớn nếu là có nguy hiểm gì cũng có thể phát hiện đầu tiên đám người la trinh cảm nhận được thiên long tộc bay thần thức tự nhiên cũng hiểu rõ cử động của hắn nhao nhao nhìn qua hắn vùng này rất trống trải mọi người thu liễm khí tức Cẩn thận đi về phía trước Thiên Long tộc trưởng dặn dò. Đám người La Trinh gật gật đầu, nhao nhao đem bản thân khí tức thu liễm đã đến cực hạn, sắc mặt đất Lặng Yên không tiếng động trở lên. Vùng này bốn phía đều là sông nham thạch, màu đỏ sẩm nham thạch nóng chảy đem mấy người bọn họ gương mặt chiếu rọi đỏ rừng rực. Tựa như Thiên Long tộc trưởng nói như vậy, vùng này cũng không có gì dị thường, cũng không có cái gì hung vật. La Trinh đang bay lượn phía dưới, lợi dụng chuyển thế hồn khí lại lần nữa liên tiếp đến trong chuyển thế chi địa, hắn muốn quan sát hoa thiên mệnh bọn hắn hướng đi. Thạch Lâm thử nói nhạc ngâm liêu nhất định sẽ trở lại chuyển thế chi địa, dựa theo một điểm này phán đoán, Hàm Thanh Đế đích xác hết sức khả năng mượn nhờ cơ hội này trở về. Nếu như Hàm Thanh Đế đem Đông Phương thuần quân dẫn tới nơi này, La Trinh chỉ sợ cũng thật sự phiền thoái. Hắn một mình đối mặt một đoàn thánh nhân, tuyệt đối không có chút nào phần thắng, đây cũng là La Trinh rời đi một trong những lý do nếu hắn không là sẽ rút ra nhiều thời gian hơn càng nhiều nữa kiên nhẫn đi đọc ký ức chi hỏa cuối cùng trong lòng la trinh còn còn có rất nhiều bí ẩn chưa từng cởi bỏ cũng may la trinh bây giờ có được chuyển thế hồn khí đang nắm trong tay tình huống của chuyển thế chi địa dưới cho dù hắn rời đi nơi này giống nhau cũng có thể đọc ký ức chi hỏa hô 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 nửa cái canh giờ sáu người này lặng yên không tiếng động bay vút phía dưới đã đi tiếp mấy trăm dặm lộ trình nay một đường đi tới phía dưới sông nham thạch càng ngày cũng nhiều những thứ này sông nham thạch hội tụ phía dưới hình thành càng thêm rộng lớn nham thạch nóng chảy biển rộng biển nham thạch nóng chảy biên giới là một mảnh màu xanh lục bãi cát trên bờ cắt trải rộng một loại xanh mơn mởn hạt cát mọi người ở trên bờ cắt làm sơ nghỉ ngơi thương nghị một phen quyết định cuối cùng trực tiếp đi ngang qua này biển nham thạch nóng chảy bất quá tại bọn họ mới vừa làm ra quyết định thời khắc Thiên Long tộc trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, chính là quay đầu trông đi qua. La Trinh chứng kiến Thiên Long tộc trưởng bộ dáng này, lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, chính là thích thả ra thần thức, theo biển nham thạch nóng chảy biên giới càn quét quá khứ. Này vô hạn lớn lên đường ven biển bên trên, La Trinh cũng không có phát giác được những người khác. Từ đám bọn hắn đi ra luân hồi chi địa về sau, phát hiện Thâm viên Ma vực này tựa hồ tên có chút không phù hợp thực tế. 67-356 vốn tưởng rằng trong thâm nguyên ma vực ứng với tràn ngập tàn bạo hung ác các loại hung vật có thể bốn phía đều là giống tuyết làm sao vậy là trinh hỏi thiên long tộc trưởng cũng lộ ra một tia hoang mang trên bờ cắt có đồ vật gì đó đang nhìn trộm chúng ta có đồ vật gì đó ở đâu cái kia ba tên thượng vị chân thần mặt bên trên lập tức hiện lộ ra vẻ khẩn trương ta không có phát hiện gì thường la trinh tức thì dao động lắc đầu nói cảm giác kia chỉ là một cái thoáng qua thiên long tộc trưởng suy nghĩ một chút lập tức nói ra mặc kệ chúng ta hay vẫn là mau mau chạy đi tương đối khá ở trong mắt thiên long tộc trưởng bọn hắn hiện tại là quan trọng nhất chính là xác định phương vị của chính mình xác định phương vị về sau lại tầng tầng hướng lên ly khai chẳng qua là thâm nguyên ma vực kéo dài qua mấy cái đại vực thật sự là quá to lớn rồi liền khi bọn hắn chuẩn bị lại lần nữa xuất phát thời khắc một tên trong đó thượng vị chân thần dưới chân hạt cát hóa thành bắt đầu nhúc nhích những cái kia hạt cát hiện lên hình xoắn úp điên cuồng xoay tròn hình thành một cái hấp lực cường đại liền đem tên kia thượng vị chân thần hướng xuống hút đi la trinh phản ứng tốc độ xem như cực nhanh hắn tự tay đột nhiên chụp vào này thượng vị chân thần đầu vai giang giác cái kia cố hấp lực vượt qua ngoài dự liệu của la trinh la trinh chỉ từ cái kia thượng vị chân thần trên bờ vai xé xuống một tấm vải tơ lụa sau đó này thượng vị chân thần đã bị kéo xuống dưới đất phía dưới mau rời đi mặt khác hai tên thượng vị chân thần thấy thế thần xác lập tức kinh hãi nhao nhao bay vút lên bất quá la trinh cùng thiên long tộc trưởng còn bảo trì tỉnh táo dùng thực lực của bọn hắn chỉ cần không đụng tới ít thâm nguyên ác ma kia đều sẽ không đặc biệt nguy hiểm la trinh cùng thiên long tộc trưởng đối mặt thoáng một phát thiên long tộc trưởng đã động thủ trước hắn đem hai tay vung lên phía dưới hướng phía phía dưới đột nhiên nhét lên Soạn. những cái kia màu xanh hạt cắt đã bị một cố lực lượng vô hình về sau hướng phía hai lật nghiêng lăn đi Này trên bờ cắt lập tức xuất hiện một cái sâu đạt trăm trượng khe ránh tại đây danh hai bên thì là một mảnh dài hẹp màu xanh lông tuyến đang không ngừng nọ ngoại mà tên kia thượng vị chân thần tất bị cuốn vào một cái xúc tu bên trong nhìn bộ dạng như vậy tại đây bãi cắt phía dưới tựa hồ che giấu một con to lớn bạch tuộc chiếu u la trinh không chút do dự đã hướng phía tên kia thượng vị chân thần bay vút đi danh hai bên cái kia một mảnh dài hẹp xúc tu to lớn hướng phía la trinh cuốn tới cho ta đoạn không đều la trinh ra tay phía trên thiên long tộc trưởng trong tay đã nhiều hơn một đầu màu vàng đỏ trường tiên chỉ thấy hắn đem trường tiên đột nhiên vung vẩy từ này trường tiên cuối cùng dọc theo từng đạo ngũ sắc bóng roi xét 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 xoát Thiên Long tộc trưởng đắm chìm ngũ hành thần đạo nhiều năm, đã sớm đem đạo này luyện thành xuất thần nhập hóa, thậm chí đạo ngoại thần thông đều tự hành ngộ ra được ba loại. Hắn như vậy ra dưới tay, uy lực tự nhiên không thể xem thường. Lung tung kêu bóng roi hầu như đem La Trinh tiền hậu tả hữu bao phủ, những cái kia lông tuyến còn không có đụng phải La Trinh, đã bị những thứ này bóng roi cắt đứt. Có thể cuốn lấy tên kia thượng vị chân thần lông tuyến, co giúp lại hết sức nhanh chóng nhanh chóng tại trước khi la trinh đổi tới liền đem cái kia thượng vị chân thần kéo vào đống cắt chỗ càng sâu lông mày của la trinh nhíu một cái thuận thế một quyền đánh vào khe dánh một bên trên đống cát. soạn lượng lớn lực lượng bắt đầu khởi động phía dưới số lượng cao hạt cắt bị sốc lên toàn bộ bãi biển dùng hình sóng hướng phía thiên về một bên cuốn, bãi cắt tầng ngoài hoàn toàn bị la trinh sốc hết lên dấu ở này bãi biển trong hung vật rốt cuộc hiện lên ra nguyên trạng toàn bộ bãi biển bên trong hiện đầy hơn một nghìn đầu màu xanh lông tuyến mà chạm tay ngọn nguồn tức thì liên tiếp một đầu lâu khổng lồ sọ đầu này hình tam giác hình mọc ra một khuôn mặt người diện mục khả tăng. giờ phút này nó lợi dụng mình một cái xúc tu vòng quanh cái kia thượng vị chân thần hướng phía buồn máu của chính mình miệng rộng trong nhét vào tên kia thượng vị chân thần nghe thấy được vẻ này thiên mùi tanh đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng ngay vào lúc này một đạo kiếm quang đông nhiên lập lòe mà tới. Giang giác. Liên tiếp đầu lâu kia hơn một nghìn đầu lông tuyến lên tiếng đứt gãy. Mà cái kia cái đầu cực lớn bị đau phía dưới, phát ra một hồi gào thét về sau, lại quay đầu sọ hướng phía tầng cắt phía dưới chui vào. Chương 2330, ép hỏi. Chương không ép hỏi. Tên kia thượng vị chân thần từ gãy mất lông tuyến trong rẽ rùa đi ra, chính là nhanh chóng trốn mau cách. Muốn chạy trốn. La Trinh thấy thế, liền muốn lần nữa chém ra một kiếm. Tuy nói vật này là trong thâm nguyên ma vực hung vật, nhưng cũng không hẳn như vậy có bao nhiêu lợi hại. Tưởng muốn tiêu diệt nó cũng không phải rất khó khăn. Ngay tại La Trinh muốn một kiếm kết nó lúc, thiên long tộc trưởng đống nhiên hô, La Trinh, không nên giết nó. Thứ này là có chi khôn. Tuy rằng thiên long tộc trưởng không có đem ý tứ biểu đạt nguyên vẹn, có thể La Trinh tại chốc lát đã hiểu được. Bọn hắn ly khai luân hồi chi địa về sau, hoàn toàn là bằng cảm giác đi về phía trước, hoàn toàn không biết đông nam tây bắc. Như là vận khí tốt, bọn hắn có thể từ nơi đây thoát ly, tiến vào thâm nguyên ma vực tầng trên. Có thể vận khí không được, xâm nhập một ít mạnh mẽ đại hung vật hang ổ, vậy có thể gặp phiền toái. Nếu như thứ này thật sự hữu trí tuệ, bọn hắn có thể từ trên thân tên này được một ít tin tức. Nay cái thật lớn hình tam giác đầu điên cuồng xoay tròn phía dưới nhanh chóng chui ra một cái hố to nó tại cắt sỏi bên trong tạt qua tốc độ cũng không chậm chẳng qua là cái này hình thể cuối cùng là ảnh hưởng tới tốc độ của nó la trinh thân hình nhẹ nhàng tung bay đã tới nơi này đầu đằng sau hai tay một phát bắt được phía sau nó lông tuyến đột nhiên kéo một cái này đầu đã bị la trinh dắt đi ra ẩm chợt hắn một cước đá vào đầu phía dưới này to lớn đầu hoa qua một cái đường vòng cung rơi ở trên bờ cát ô hoa hoa cái kia há to mồm phát ra một hồi khó nghe thét lên lộn một vòng về sau lại lại bắt đầu xoay tròn nó vẫn không có buông thà cho chạy trốn bất quá thiên long tộc trưởng giờ phút này đã hạ thấp ở trên bờ cát nhẹ nhàng dùng chân ở trên bờ cát dấm mạnh một cô đạo ẩn đã chui vào này hạt cắt bên trong nay một mảnh hạt cắt lập tức trở nên lại kết lại vừa cứng huyền như một khối phiến đá mặt ngoài hiện ra ngũ thải bàn làn chi sắc cái kia đầu chui vào trong chốc lát ở đâu chui xuống dưới cuối cùng chỉ có thể lựa chọn buông tha cho chờ cho la trinh hạ thấp tại thiên long tộc trưởng bên cạnh về sau thiên long tộc trưởng mới nhìn chằm chằm vào sọ đầu này nói ra nếu như ta không có đoán sai đây là tây hải ma đầu quái tây hải ma đầu quái là cái gì la trinh cũng chưa từng gặp qua loại này quái dị đồ vật là trên tây hải một cái cổ lão truyền thuyết loại này ma đầu quái tại ở chỗ sâu trong tây hải phiêu đãng nếu có người không cẩn thận bị nó lông tuyến cuốn lên cũng sẽ bị nó kéo vào đáy biển ở chỗ sâu trong thiên long tộc trưởng nói ra nghe đến chỗ này la trinh xem như đã minh bạch hắn mỉm cười hỏi xem ra đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi hơn nữa biết rõ truyền thuyết này cũng không có nhiều người cứu bản thân thâm nguyên ma vực nguyên bổn chính là không tồn tại trong đó hết thể đều là bị thần dân đám cho tưởng tượng ra được đấy ước chừng bởi vì cái kia truyền thuyết lâu đời tây hải này ma đầu quái chính là truyền miệng tại sự tưởng tượng của mọi người bên trong nó đúng là vẫn còn sinh ra trong thâm viên ma vực đích sắc thiên long tộc trưởng gật gật đầu tây hải ma đầu quái truyền thuyết chỉ là ở tây hải một vùng gần bên truyền lưu ta sinh ra ở bên kia tự nhiên sẽ hiểu về tây hải ma đầu quái truyền thuyết không nhiều lắm người biết ít bản thân nó nhận được tín ngưỡng chi lực cũng thì càng ít thực lực tự nhiên càng yếu nhưng thứ này ở trong truyền thuyết thập phần xảo trá, cực kỳ trí tuệ, thiên long tộc trưởng tưởng đến một điểm này, mới để cho La Trinh lưu lại thứ này tính mạng. 67-356 La Trinh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, chính là nhảy lên một cái, đứng ở ma đầu quái phía trên, nơi đây ở vào thâm nguyên ma vực tầng thứ mấy, đường ra ở đâu. Hắn cũng không muốn cùng này đồ vật xấu xin nói nhảm quá nhiều. Hoa hoa hoa, sọ đầu này hé miệng phát ra liên tiếp thanh âm quái dị tựa hồ nó cũng không hiểu được ngôn ngữ của nhân loại sắc mặt của la trinh không có biến hóa chút nào trường kiếm trong tay mũi kiếm hương xuống tiếng người nói nếu không lập tức chết dầm ào ào quần quận kiếm ý vây quanh la trinh trường kiếm lẩn quẩn hắn chỉ cần nhẹ nhàng run dưới tay liền có thể đem đầu này xoắn thành mảnh vỡ ma đầu quái cảm nhận được la trinh sắc nghiệm rốt cuộc hé miệng dùng một loại hết sức thô cạnh thanh âm quái dị hô đừng đừng giết ta Ta nói cho ngươi biết. La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng nhìn nhau cười cười, phán đoán của Thiên Long tộc trưởng là rất đúng. Nói La Trinh thản nhiên nói, ta biết cũng không nhiều, ta chỉ là thức ăn của bọn hắn mà thôi, nơi này là nuôi dưỡng chi địa. Ma đầu quái kêu ầm lên. Đồ ăn, nuôi dưỡng chi địa. La Trinh ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng, chúng ta những thứ này chỉ là ác ma đám thực vật mà thôi. Thường cách một đoạn thời gian, những cái kia đam ác ma thì sẽ hàng lâm nơi đây, đem chúng ta móc ra mang đi ma đầu quái trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ác ma nhất tộc đối với Thâm Nguyên Ma vực khống chế đã đến cực hạn, bọn hắn cái chủng tộc này dựa vào trí tuệ của chính mình, có thể nói đã đã vượt qua cấm địa hung vật loại này định nghĩa tồn tại. Nay cũng là vì gì ác ma nhất tộc có thể cùng thánh nhân đám đối kháng nguyên nhân. Như cái này nuôi dưỡng chi địa, chính là ác ma nhất tộc nông trường mà thôi vô luận là hồ nham thạch ở bên trong hay vẫn là này liên miên không dứt bãi cắt giảm đều nuôi dưỡng từng đạo mỹ vị thực vật mà ma đầu quái chính là một cái trong số đó vậy trong này ở vào thâm viên ma vượt tầng thứ mấy thiên long tộc trưởng Đỗng nhiên mở miệng hỏi đây mới là hắn quan tâm nhất tầng thứ sáu ma đầu quái lao lao thật thật hồi đáp nghe được cái này đáp án ở đây sáu người trong lòng nặng chính trị tuy nói bọn hắn cũng không biết thâm viên ma vực hiện tại đến cùng có mấy tầng nhưng đáp án này hay vẫn là vượt xa dự liệu của bọn hắn tầng thứ sáu xem ra chúng ta là không đi ra ngoài được thiên long tộc trưởng thì thào nói ra trên mặt phát ra cười khổ hắn thậm chí hoài nghi tầng thứ sáu chính là thâm viên ma vực tầng dưới chóp nhất nếu quả như thật không cách nào ly khai chúng ta hay vẫn là phản hồi luân hồi chi địa đụng phải ác ma trong truyền thuyết chúng ta không có khả năng có còn sống rời đi cơ lại cái kia ba vị thượng vị chân thần càng thì không cách nào bình tĩnh la trinh cau mày nhìn chằm chằm vào ma đầu quái hỏi nơi này có trở lại tầng thứ năm đường sao ta không biết ma đầu quái cái kia gương mặt khổng lồ tràn đầy khóc tang chi sắc ta thật sự không biết ta cũng tại địa phương quỷ quái này ngốc đủ rồi có thể ở đâu cũng không có thể đi kết quả cuối cùng cũng chỉ là thành làm ác ma lương thực So sánh với thần vực, trong cấm địa hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Những thứ này hung vật giữa hai bên cũng sẽ tranh đấu, mà bọn hắn căn bản không có cách nào trốn tránh. Cuối cùng bọn hắn không có khả năng trốn vào trong thần vực, trong cấm địa sinh linh chẳng qua là không tưởng chi vật, ly khai cấm địa chính là thật biến mất. Đã như vậy, ngươi cũng không có cần thiết tồn tại rồi, La Trinh nói xong liền dương lên trường kiếm trong tay, liền chuẩn bị đem giết chết. Những thứ này hung vật không có chút nào thương hại giá trị. Chờ một chút, vân vân ma đầu quái chứng kiến chính mình khó thoát khỏi cái chết, bỗng nhiên lại đại đạo, ta biết, trong nước có người, hắn nên biết đừng ra. Nham thạch nóng chảy trong nước. La Trinh đứng ở nơi này trên đầu, nhìn qua một mảnh kia màu đỏ sậm biển dung nham, lập tức hỏi làm sao tìm được tên kia. Chương 2331, câu cá. Đệ 2, 331 chương câu cá. Này ma đầu quái do dự một chút mới lên tiếng vật kia sống ở trong nham thạch nóng chảy là ác ma đám yêu thích nhất thực vật một trong bất quá vật kia thái quá mức linh hoạt bình thường đều chỉ dùng để thân thể của ta đưa nó lưỡi câu lên dùng thân thể của ngươi la trinh nháy mắt một cái ánh mắt quét trên bờ cát đúng ma đầu quái thành thật trả lời thờ nào mặt người trên rất có vẻ hủy khuất ma đầu quái xem như vùng này tương đối thấp cấp hung vật nó có lẽ là ác ma thực vật một trong nhưng chỗ dùng lớn nhất hay vẫn là vì dụ dỗ trong nước vật kia đã như vậy chúng ta cũng có thể đưa nó câu đi lên thiên long tộc trưởng nói ra chỉ sợ các ngươi còn muốn chờ chút ma đầu quái bỗng nhiên nói ra tại sao phải chờ la trinh nhữ mày hỏi tên kia trước đây không lâu đã bị ác ma ăn không biết hiện tại tại có hay không trùng sinh ma đầu quái cười hát hát nói trong cấm điệu tất cả hung vật đều trở đi trở lại xuất hiện tựa như thần vũ tệ như vậy cùng một cái địa điểm lấy đi thần vũ tệ về sau qua một đoạn thời gian quay về lại lần nữa xuất hiện không sai biệt lắm số lượng thần vũ tệ bởi vì tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng cung cấp nuôi cấm địa so sánh dưới ma đầu quái vận khí có thể phải so với biển nham thạch nóng chảy bên trong tên kia vận khí tốt một ít cuối cùng ma đầu quái cũng không phải như vậy được đám ác ma hoan nghênh biển nham thạch nóng chảy bên trong tên kia chỉ cần mới vừa trùng sinh cũng sẽ bị ác ma bắt đi một lần nữa ăn được một lần. Như vậy hoang đường tuyến nguyệt, không biết luân hồi bao nhiêu lần. Nghe được ma đầu quái nói như vậy, La Trinh liền nói, tạm thời coi như tên kia đã sống lại, ta cũng có thể thử xem. Sau đó La Trinh thỏ tay lăng không kéo một phát. chôn sâu ở dưới bờ cắt phương xúc tu đã bị La Trinh kéo ra khỏi một cái. Cầm chặt lấy điều này xúc tu về sau, hắn liền là dùng sức đột nhiên run lên, một ít đầu xúc tu trên không trung rũ ra một cái đường cong, thẳng đã rơi vào biển nham thạch nóng chảy mặt ngoài nay biển nham thạch nóng chảy trong nham thạch nóng chảy độ ấm mặc dù không thấp nhưng cái này xúc tu có thể chịu đựng được chỉ chốc lát sau cái kia xúc tu liền chìm vào biển nham thạch nóng chảy trong thiên long tộc trưởng thấy thế mỉm cười phía dưới cũng từ giữa cồn cắt rút ra một cái xúc tu giống như la trinh đem cái kia xúc tu vứt ra ngoài ném vào biển nham thạch nóng chảy cái kia ba tên thượng vị chân thần chậm rãi hạ cũng là không nhúc nhích cùng đợi. Bất quá bọn hắn đối với ma đầu quái cuối cùng là có chút sợ hãi, chẳng qua là trôi lơ lửng ở một bên, không dám đáp xuống ở trên bờ cát. Các ngươi, chậm rãi lươi câu, ta đây có thể rời đi trước sao? Ma đầu quái hỏi. Ngươi cứ nói đi. La Trinh nhàn nhạt liếc qua ma đầu quái. Này ma đầu quái liền câm miệng im lặng. Tuy nói ma đầu quái thân là cấm địa hung vật, có thể vô hạn chúng sinh nhưng mỗi một lần tử vong nó là sẽ giảm bớt tu vi của chính mình đấy cấm địa hung vật tu vi cân nhắc cùng thần vực hệ thống bất đồng chúng là căn cứ tự thân tích chứa tín ngưỡng chi lực nhiều ít để cân nhắc tử vong một lần trước đây tích góp tín ngưỡng chi lực toàn bộ hết hiệu lực vừa muốn lặp lại một lần nữa cho nên tại vùng này hung vật vận mệnh đều rất thê thảm bọn hắn chỉ có thể một lần một lần trùng sinh suốt đời sinh tồn ở chuỗi thực vật cấp thấp nhất 67, 356 chỉ có số rất ít hung vật có thể leo đi lên đương nhiên dù cho leo đi lên những hung vật kia cũng chỉ có thể làm đám ác ma pháo hôi mà thôi cuối cùng ác ma là đứng ở cả thâm nguyên ma vực tầng cao nhất hai cái lông tuyến ngâm ở trong nham thạch nóng chảy lạng yên không một tiếng động la trinh nhanh dắt lấy trong đó một cái sừng sững ở trên bờ cát giống như điêu khắc vậy thừa dịp này nhản rỗi thời gian La Trinh thông qua chuyển thế hồn khí lại lần nữa đọc đến ký ức chi hỏa của Hoa Thiên Mệnh. Không hổ là một chúng thánh nhân, lao ra cái kia mảnh xương mù tím về sau, nhanh chóng đem những cái kia tiểu ác ma dọn dẹp dễ bảo. Nhanh như vậy, muốn bước vào tầng thứ 4. La Trinh tại trong lòng yên lặng nói ra. Đông Phương thuần quân xuất lĩnh lấy thánh nhân đám từ dưới từ bên trên, chạy ra khỏi trận kia màu tím xương mù về sau, những cái kia tiểu ác ma như trước không ngất không bùng tha nhưng theo phệ hồn trùng tản đi thánh nhân đám cũng có thể tự nhiên tràn ra thần thức này giống vậy mù lòa bỗng nhiên trận mắt nhìn thế giới một dạng vận dùng thần thức đã tập trung vào tiểu ác ma phương vị về sau những thứ này tiểu ác ma ưu thế tốc độ liền biến mất hầu như không còn không cần đông phương thuần quân động thủ cho dù là những cái kia a thánh thậm chí đứng đầu vài tên đại viên mãn chân thần cùng những thứ này tiểu ác ma đều có lực đánh một trận trong đó hai tiểu ác ma bị bắt giữ về sau đường luân thậm chí hóa ra sồ hỏa đại trận đem này hai tiểu ác ma thả đặt trong đại trận một hồi đồ nướng cuối cùng đem hai tiểu ác ma đốt sạch sẽ mặt khác năm con tiểu ác ma cũng biết những người này không thể địch lại được chỉ có thể ẩn vào xương mù tím đi theo ít vệ hồn trùng kia cùng chung rút lui khỏi tuy rằng tiểu ác ma đám cũng là vô hạn trung sinh nhưng chúng nó cũng không trở thành xỏa hề hề chịu chết sau đó hào môn liên minh mọi người một đường thế như trẻ tre tại thâm nguyên ma vực tầng thứ ba cơ hồ không có tao nộ cái gì dáng dấp giống như mâu thuẫn nhanh chóng vọt tới thâm nguyên ma vực tầng thứ bốn lối vào nếu như đem trên không thâm nguyên ma vực cái kia đặc đến không tản ra nổi sương mù đều xua tán sẽ phát hiện cả thâm nguyên ma vực giống như một cái thật lớn ruộng bậc thang từ tít mai bên ngoài một vòng một vòng quay quanh xuống dưới này hố to nơi trung tâm nhất cũng chính là thâm uyên ma vực tầng dưới chót nhất tầng dưới chót nhất một cái bàn thờ khổng lồ chung quanh chỉnh chỉnh tề tề bày đặt màu ngọc bạch đầu lâu những đầu lâu này trên vẽ lấy từng vòng đặc thù đường vân tỏ ra vô cùng có nghệ thuật cảm giác cái này là ác ma công nghệ chân thần môn đầu lâu trong ác ma nhất tộc giá trị rất cao không phải nói xương đầu này đối với ác ma nhất tộc có cái gì thực tế tác dụng ác ma vẹn vẹn chỉ là tựa đầu cốt cho rằng chân tàng mà thôi bày đặt hoặc là treo ở phòng ngủ của chính mình cung cấp chính mình thưởng thức dâm vào hào dâm vào hào nay tế đàn trung ương có một lỗ tròn nhỏ lỗ nhỏ bên trong đông nhiên bắt đầu phun mạnh ra máu loãng cái kia máu loãng lan truyền phía dưới liền theo trên tế đàn đường vân dòng nước chảy rót vào chung quanh tế đàn bên trong sơn sọ những đầu lâu này quán chu máu loãng về sau lom sâu hai cái hốc mắt lập tức phát ra ân ánh sáng màu đỏ chờ cho tất cả đầu lâu hốc mắt bắt đầu sáng lên sau tế đàn trung ương liền thăng dọn ra một đoàn máu loãng máu này nhanh chóng ngưng kết hóa thành một cái nhân loại con nít hình dạng do trẻ mới sinh bắt đầu trổ mã phát triển từ lớn chừng ngón cái dài đến lớn nhỏ cỡ nắm tay về sau trên đỉnh đầu của nó bỗng nhiên dài ra hai cái xương nhỏ nguyên bản huyết mạch làn da cũng biến thành màu đỏ sợm bất ngờ chính là khi trước tiểu ác ma bộ dáng chết tiệt thánh nhân vậy mà đem ta luyện hóa bọn hắn đây là tự tìm đường chết cái kia tiểu ác ma còn không có hoàn toàn lớn lên hơi có vẻ gương mặt non nớt trên đã hiện ra nổi giận chi sắc bất quá nó mới vừa nói xong từ tế đàn phía trên bỗng nhiên giáng xuống một quả đấm khổng lồ ầm ầm một quyền này trực tiếp nện ở trên tế đàn con này tiểu ác ma tại quả đấm đè xuống hoàn toàn biến thành một cái bánh thịt sau đó chỉ có một âm trầm thanh âm truyền đến thật vất vả đem phệ hồn trùng dẫn vào tầng thứ ba, các ngươi nhưng lãng phí cơ hội rất tốt, thật sự là một đám rất rưởi. chương 2332 đám đại ác ma, chương 2.332 đại ác ma đám. tại tế đàn phía trên nồng đậm sương mù bên trong, một thân ảnh to lớn sừng sững trong đó, làm cái bóng người này đem nắm đấm chậm rãi thu sau khi trở về, cái kia tiểu ác ma nguyên bản bằng phẳng thân hình không ngừng vặn vẹo phía dưới, lại từ từ khôi phục nguyên trạng chủ nhân con này tiểu ác ma quỵ ở trên tế đàn hết sức sợ sệt kêu một tiếng tại tiểu ác ma bên cạnh lại xuất hiện mặt khác một đoàn máu loãng máu này nhanh chóng ngưng kết phía dưới liền lại lần nữa hóa thành một cái khác tiểu ác ma này hai tiểu ác ma bị thánh nhân đám bắt về sau bị đường luân luyện hóa mà chết cho nên hai người bọn họ trực tiếp trùng sinh tại thâm nguyên ma vực tầng dưới chót ngược lại là đã giảm bớt đi đường xá bôn ba đương nhiên chúng có thể không muốn nhắc tới trước trở về nhiệm vụ lần này triệt để thất bại ai trước trở về người đó liền phải gánh vác chủ nhân lựa giận chủ nhân không có thể trách chúng ta là phẫn nộ tên kia tới quá muộn phệ hồn trùng đã bắt đầu tiêu tán chờ cho những cái kia thánh nhân đám chạy ra khỏi phệ hồn trùng bao trùm phạm vi chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ đúng một cái khác tiểu ác ma giải thích nửa ngày nên đón nó như cũng là một cái quả đấm khổng lồ lúc này đây hai tiểu ác ma cùng một chỗ bị nện đã thành bánh thịt bất quá này loại trừng phạt đối với tiểu ác ma đám mà nói căn bản không tính là trừng phạt chúng không có cảm giác đau đối với thân thể đau đớn không hề khái niệm hai tiểu ác ma sợ hãi là chủ nhân đánh xuống những thứ khác trừng phạt đối với ác ma nhất tộc mà nói cha tấn thủ đoạn có thể nói phong phú đến cực điểm bọn hắn đã đem một ít đặc thù cực hình trên lên tới nghệ thuật cao độ trên thực tế nếu là dứt bỏ cái kia xấu xí bề ngoài không nói ác ma nhất tộc đích sắc có hết sức ưu tú nghệ thuật thiên phú được rồi bất quá là một lần dò xét mà thôi đối phương là trong thần vực đứng đầu nhất một đám thế lực dựa vào các ngươi đưa bọn chúng ngăn chặn ở căn bản không có khả năng trong xương mù cái kia thanh nhâm to lớn nhàn nhạt nói căn bản nhiệm vụ bất khả thi mị sỉ ẩn ỉm họ sạch lệ lại vẫn phân công cho chúng ta trong đó một con tiểu ác ma thầm nói những thứ này tiểu ác ma vốn là do ác ma nhất tộc cảm xúc tiêu cực chỗ bóp tạo ra, tính tình của chúng đều hết sức kém cỏi, tự nhiên không quản được miệng của chính mình. Ngươi muốn trở thành quỷ quái khuyển thực vật sao? Trong sương mù thanh âm to lớn quát lạnh nói. Cái kia tiểu ác ma lập tức im miệng rồi. Đùng, đùng, đùng. Theo cực lớn tiếng bước chân của vang lên, này thân ảnh khổng lồ tại trong sương mù ghé qua mà đi. Theo thế đàn phía bên phải là một cái rộng chừng trăm trượng con đường con đường này hình thành đã đến cực hạ lát con đường đá vương chặt chẽ dán tại cùng một chỗ mỗi một khối đá vương mặt ngoài đều điêu khắc lấy hết sức hoa văn phức tạp lẫn nhau dính liền cùng một chỗ tại con đường này mặt ngoài lưu lại một đạo bức họa xinh đẹp rất khó tưởng tượng đại biểu cho hỗn loạn đám ác ma sẽ đưa bọn chúng tụ cư địa trang điểm đến trình độ như vậy nay cuối con đường thì là một tòa cao tới ngàn trượng cự điện chỗ này cự điện do 66 cây cột đá treo trống, mỗi một cây cột đá trên cũng riêng phần mình điêu khắc ra bất đồng hình dạng. Thâm nguyên ma vực cuối cùng không so được thần vực, không có như vậy tài nguyên phong phú, thi công cự điện tài liệu khẳng định không so được hào môn phù đảo. Bất quá chỉ từ ngoại hình đến xem, chỗ này cự điện xây dựng so với chân thần môn bất luận cái gì một tòa kiến trúc đều phải tinh xảo cùng to lớn. Thân ảnh to lớn kia theo con đường một đường đi đến cự điện cửa ra vào, bao phủ trên người hắn sương mù đã chậm rãi tàn đi hiện lộ ra chân thân của nó đó là một cái cao tới sáu trăm trượng đại ác ma sáu mươi bảy ba trăm năm mươi sáu con này đại ác ma sắc mặt dữ tợn toàn thân làn da màu đỏ sậm to lớn gân bắp thịt trong ẩn chứa một cỗ thiên nhiên bạo phát lực trên thực tế thần dân đám một đời một đời tưởng tượng một đời một đời tín ngưỡng chi lực đã sớm đem đám ác ma huyễn muốn trở thành một loại bản thân hoàn mỹ lại cực kỳ lực phá hoại hung vật rồi tại đây chỉ đại ác ma trên người của treo các loại tỏa sáng lấp lánh dây chuyền có hình sáu cạnh có hình tăm giác, cũng có hết sức phức tạp bao nhiêu đồ án ẩm hắn đi đến cự cử điện cửa ra vào liền đẩy cổng ra lập tức thản nhiên nói ra lục những người kia đã đạt tới tầng thứ bốn cự điện bên trong là một chương khổng lồ bàn tròn ở trên bàn tròn đoàn tỏa chứ mặt khác ba con đại ác ma giờ phút này ba con ác ma đang cắm đầu ăn uống bàn tròn phía trên có một loại cao cỡ một người sinh linh những sinh linh này có ba chân hai tay tốc độ của chúng nhanh chóng tại khổng lồ trên cái bàn tròn bay nhanh chạy nhanh qua lại chuyên chở đồ ăn ba chân hai tay hung vật tên là sử ma cũng tương tự là ác ma đám sáng tạo sinh linh bất quá chức trách của chúng chỉ cần là phục vụ tại những thứ này đại ác ma đám giang giác Bàn tròn chính trước một tên đại ác ma đem từng cái màu đỏ tươi quả mọng nhét vào trong miệng. Loại này quả mọng đến từ chính trong vực sâu kết ma thụ, cũng là ác ma đám hết sức yêu thích một loại trái cây. Vừa hái xuống kết ma quả mọng tản ra một cô máu tươi ngai ngái vị. Ra lục cắn quả mọng về sau, từng có một đậm đà máu tươi mùi thơm tỏ khắp ở trong đại điện. Một ít sử ma đám nhìn lên một cái, lộ ra một tia thèm sắc, lập tức lại vất vả cẩn cù vì đại ác ma đám phục vụ lên chúng ta sợ hãi bọn hắn sao đồ đặc Gia lục ăn xong những cái kia quả mọng về sau thận trọng trà lau cái kia vừa thô vừa to sắc nhọn ngón tay không đếm xỉa tới hỏi ngược lại đương nhiên không đồ đặc hồi đáp Gia lục lên tiếng cười nhạt một tiếng vậy ngươi có cái gì tốt lo lắng trong vực sâu hung vật đều có thể vô hạn lần trùng sinh đám ác ma cũng không ngoại lệ bất quá mỗi một lần tử vong bọn hắn tích lũy tín ngưỡng chi lực sẽ mất đi thực lực sẽ bị suy yếu thế nhưng là ác ma nhất tộc địa vị vững chắc điểm ấy ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ ta cảm thấy đây là một cơ hội chúng ta không có khả năng vĩnh viễn cực hạn tại thâm nguyên ma vực trên mặt của đồ đặc toát ra hướng tới sắc chúng ta suy tư nhiều năm như vậy cuối cùng đã có như vậy một khả năng nhỏ nhoi vì cái gì không lợi dụng bọn hắn đi thử nghiệm tuy rằng cái này có chút mạo hiểm trong cấm địa hung vật đám từ nhỏ cường đại đây là bọn hắn may mắn địa phương bất quá bọn hắn cũng có được lớn nhất bất hạnh, vô luận là mạnh như đại ác ma, hay yếu như bình thường cấm địa một con địa hồ, chúng cũng không phải chân thật tồn tại, như trước là ảo tưởng chi vật. những thứ này đại ác ma đám trở thành thâm nguyên ma vực cực hạn tồn tại về sau, bắt đầu suy tính là như thế nào ly khai địa phương quỷ quái này. mục tiêu của chúng là cả thần vực. thế nhưng là thân là huyễn tưởng sinh vật, ly khai cấm địa thì sẽ trừ khử, đây là luật thép đám ác ma cũng tương tự không cách nào tránh khỏi nhưng những thứ trí tuệ phi phàm đám ác ma cuối cùng vẫn tìm được như vậy một khả năng nhỏ nhoi điểm ấy khả năng đủ để để cho hắn đám vượt qua cấm địa từ mà xuất phát thần vực ha 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 gia lục đống nhiên nở nụ cười mặt khác hai đại ác ma cũng tương tự đang bật cười lông mày của đồ đặc nhữ một cái hỏi các ngươi cười cái gì tại ngươi không có trước khi đến chúng ta vẫn còn bỏ phiếu có hay không muốn bước lên lần này hiểm một hai, ta thua rồi ra lục nụ cười nhạt nhòa nói, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ ủng hộ ta đây. chương 2333 câu. chương 2.333 câu. ác ma nhất tộc số lượng cũng không nhiều, quyết định chỉnh đốn trong thâm viên ma vực cũng không đến hàng ngàn. Cự điện trong bốn con đại ác ma chính là ác ma nhất tộc trên thực tế thống xoáy người. Nếu là có trọng đại nghị quyết, bình thường do bốn con đại ác ma tiến hành biểu quyết ta đương nhiên sẽ không ủng hộ ngươi đồ đặc sắc mặt nghiêm túc nói ánh mắt của nó lướt qua đỉnh đầu của gia lục nhìn xem phía sau hắn một bức to lớn bích họa tại đây trên bích họa hội chế là một vị tay cầm sách vợ láo giả mà ở này thần dân bốn phía tức thì vây quanh vô số ác ma mà ở này ác ma phía dưới thì là trong thần vực không mấy chân thần cùng thần dân đám giống nhau đám ác ma cũng có tín ngưỡng đối tượng mà bọn hắn tín ngưỡng đối tượng thì là trong thần vực một vị phổ phổ thông thông láo giả lao giả này tên là vương hy cho đến thọ nguyên sắp hết thời khắc vương hy cũng chỉ là một chứng thần vũ giả bởi vì không có chứng được thần đạo tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn sống ở thần vực giống như vậy một vị phổ phổ thông thông thần dân đối với thần vực mà nói bất quá là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại nếu như không phải là bởi vì vương hy một lần nhàm chán tiến hành quả quyết không có khả năng sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng lớn như vậy vương hy tại thiên phú về tu luyện thường thường trở thành chứng thần vũ giả đã là cực hạn của hắn lại cũng vô lực giải thành hạ vị chân thần theo thời gian trôi qua tuổi thọ của vương hy cũng dần dần đi tới khâu cuối cùng bất quá khi hắn cuối cùng trong năm tháng bắt đầu biên soạn các loại truyền thuyết vương hy chỗ ở niên đại đó vừa gặp thánh tộc biến mất không lâu cả thần vực mới sinh ra thần dân đám còn ở vào mơ tưởng giai đoạn. Hắn làm biên soạn những truyền thuyết này lại lưu truyền rộng rãi lên. Mà những thứ này trong truyền thuyết, truyền lưu rộng rãi nhất, chính là về ác ma nhất tộc truyền thuyết. Cái chủng tộc này không có đặc định dòng họ, cho nên có tên kỳ cục, tỉ như gia lục, đồ đặc, đồ đặc. Cái chủng tộc này cực kỳ trí tuệ. Cái chủng tộc này cường đại, mà thích giết chóc. Chúng sinh tồn ở trong thâm viên ma vực, chỗ đó hội tụ trong thần vực tất cả tà ác tồn tại cũng bởi vì vương hy phen này thêu dệt vô cớ lại dưới cơ duyên xảo hợp bị vô số thần dân truyền miệng về sau thâm nguyên ma vực ra đời từ điểm này đến xem vương hy đích sắc là sáng tạo ra ác ma nhất tộc cho nên ở trong mắt ác ma nhất tộc địa vị của vương hy tự nhiên không tầm thường tuy rằng hắn chẳng qua là một chứng thần vũ giả được rồi các ngươi đã ba cái đều kiên trì ta cũng sẽ không phản đối nữa ra lục cười Dùng to lớn kia ngón tay nhẹ véo nhẹ một cái búng tay. Ba cái sử ma khiêng một cái thật lớn màu bạc bàn ăn, nhẹ nhàng để đặt ở trước mặt của gia lục. Lần này mỹ vị, để cho đồ đặc ngươi tới hưởng dụng gia lục đem cái kia màu bạc bàn ăn đẩy tới bàn tròn một mặt khác. Đông đông đông. Này màu bạc trên bàn ăn phương có một cái to lớn cái nắp, cái nắp đang không ngừng rung động, tựa hồ bên trong có cái gì vật còn sống ở trong đó điên cuồng dây rùa. 67 356. Đô đặc mỉm cười, đi đến bàn tròn trước mặt. Cách đó không xa sử ma đám lại chống đỡ tới một người to lớn màu bạc chén rượu, trong ly rượu nở rộ thì là quần cuộn dũng động nham thạch nóng chảy. Đô đặc đem màu bạc trên bàn ăn cái nắp xúc lên, tại đây trên bàn ăn lại nằm một cái sắc mặt xấu xí quái ngư. Chết tiệt đám ác ma, các ngươi cuối cùng có một ngày sẽ diệt sạch. Các ngươi cả đời trốn ở ưu ám trong ma vực, quanh năm không thấy mặt trời, còn tự cho là mạnh mẽ đại. Ta! này con cá lạ không ngừng mà nhục mạ đồ đặc chút nào không có ý tức giận ác ma nhất tộc đã đem này con cá lạ ăn hết mấy trăm ngàn lần này con cá lạ không có thực lực chọn lựa ác ma nhất tộc vì vậy mỗi một lần đều cuối cùng ác độc chi tử đối với ác ma nhất tộc mà nói đã nghe lô thai nổi trai rồi nhưng vô luận quái ngư như thế nào ác độc cũng không che giấu được mỹ vị của nó đồ đặc nhặt lên cái kia màu bạc chén rượu Đem chén rượu trong nham thạch nóng chảy khuynh đảo tại trong bàn ăn. Ông ngong Này con cá lạ lập tức mở ra một đạo trong suốt kết giới, đều đem nham thạch nóng chảy ngăn cản ở bên ngoài. Đô đặc vươn một ngón tay út, nhẹ nhàng điểm ở trên kết giới. 3. Kết giới này như là bọt xà phòng một dạng lập tức tiêu tan. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy liền đem này quái ngư bao trùm, phát ra xì 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 thanh âm, tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm. Này con cá lạ đã bị nấu chín. Đô đặc ngửi một cái mùi thơm, có chút say mê nói, ta tại hưởng dụng thứ này lúc, phải có chút vui vẻ đồ vật xuất hiện. Một cái khác đại ác ma vô nhẹ nhẹ tay. Từ đại điện ở chỗ sâu trong, bay nhanh chui ra khỏi tầm 10 cô gái nhân tộc. Những này nhân tộc nữ tử da trắng tướng mạo đẹp, toàn thân chỉ khoác trên vai một kiện lửa lửa mỏng trong suốt. Đi đôi với một hồi huyền chuyển đông nhạc, những cô gái này liền bắt đầu phiên phiên khởi vũ những này nhân tộc nữ tử cũng có thượng vị chân thần tu vi các nàng đều là phù đảo hào môn tử đệ tại lưu lạc thâm viên ma vực trong quá trình bị ác ma nhất tộc bắt mà tới ngày xưa hào môn tử đệ luôn rơi xuống nông nỗi như vậy cũng là không thể nào lựa chọn đã trải qua vòng tròn quay liên tục tra tấn về sau các nàng trong nội tâm khuất nhục sớm đã biến mất hầu như không còn thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy chết lặng ở nơi này tuyển chuyển âm nhạc và kỹ thuật nhảy dưới đại ác ma đàm mới bắt đầu vui sướng một trận yến hội làm con quái ngư kia bị đồ đặc nuốt vào về sau ngay tại thâm nguyên ma vực biển nham thạch nóng chạy trong một lần nữa ra đời ô ô ô nz đang sinh ra trong nháy mắt quái ngư đã mở ra cái giới chết tiệt vương hy sáng tạo ra bọn này không bằng heo chó ác ma quái ngư hung tợn nguyền rủa nói có thể sinh ra tại thâm viên ma vực hung vật cũng không phải người lương thiện cuối cùng nơi đây hội tụ tất cả thần dân âm u mặt quái ngư bị ác ma nhất tộc trở đi trở lại nuốt vào ở trên bàn cơm cũng nghe đồn không ít ác ma nhất tộc bí mật nó là khá hiểu ác ma nhất tộc đấy so với mặt khác bất luận cái gì hung vật cũng phân giải mở ra kết giới về sau quái ngư tại biển nham thạch nóng chạy trong không ngừng mà tới lui tuần tra trong mơ hồ nó lại thấy được một cái mỹ vị lông tuyến nhanh như vậy vừa muốn lưới câu đi ta những heo chó này là như thế cơ đói không quái ngư trên mặt chảy lộ ra kỳ quái chi sắc theo lý thuyết nó mỗi một lần bị nuốt ăn đều sẽ bị nuôi thả một đoạn thời gian ác ma nhất tộc sẽ không trong thời gian ngắn nhiều lần đưa nó câu lên đi thân là độc nhất vô nhị hung linh nó trong ác ma nhất tộc chính là hết sức cao đoan thực vật cũng không phải là bình thường ác ma năng đủ hưởng dụng không nên a à. trong thời gian ngắn sẽ bị ăn một lần. Ta không có ngu xuẩn như vậy. Quái ngư kháng cự cái kia lông tuyến. Nhưng đang quái ngư trong mắt. Ma đầu quái lông tuyến lại là như thế mê người. Tựa như quái ngư so với ác ma nhất tộc như vậy mê người. Dù sao đều là được ăn. Tại bị ăn sạch trước còn có thể ăn ngốn nghiến một lần. Mặc kệ. Trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau. Này con cá lạ rốt cuộc cắn một cái tại chạm tay vào. Cùng lúc đó. Trên bờ biển La Trinh liền cảm giác mình, cái kia lông tuyến đột nhiên trầm xuống, hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, giống như mắc câu rồi. Dứt lời, La Trinh đột nhiên kéo một cái, đem trọn đầu lông tuyến từ biển nham thạch nóng chạy trong kéo đi lên. Chương 2334, nhập bọn. Chương 2.334 nhập bọn. Dâm vào hào. Này cắn chạm tay quái ngư, cũng bị ném ra biển nham thạch nóng chảy, hướng phía bên cạnh bờ rơi xuống. Không sai a. À. Quái ngư đầu góc có chút quay ngoắt tới. Dựa theo lệ cũ, nó ít nhất cũng có thể đem này lông tuyến ăn bảy tám phần về sau, mới có thể bị bắt lên bờ. Đám ác ma tưởng muốn bắt nó, nó là trốn không thoát đâu. Cho nên quái ngư bình thường cũng lựa chọn từ bỏ chống lại, có ăn liền ăn trước rồi hay nói. Đến đây câu cá ác ma cũng rất có kiên nhẫn, cũng sẽ để cho nó hưởng dụng một trận cuối cùng cơm trưa. Nhưng lần này mới vừa vặn cắn một cái. Liên bị bắt đi lên những người này là có bao nhiêu hầu cấp nhanh như vậy ma đầu quái trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên thiên long tộc trưởng mỉm cười chính là đem trong tay lông tuyến vứt bỏ xem ra khí vận của la trinh hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn phù phù quái ngư trực tiếp nện ở trên bờ cát tờ nào quái dị mắt cá nhìn chung quanh một vòng trước hết nhất thấy là ma đầu quái hạ hạ ma đầu quái ngươi nhỏ như vậy lá gan cũng dám từ trong cắt bỏ ra ngoài nói được nửa câu quái ngư đã phát hiện có cái gì không đúng tại ma đầu quái bên cạnh vẫn còn có mấy tên nhân loại tồn tại người loài người chân thần làm sao lại xuất hiện ở nơi này quái ngư quát to một tiếng trong mắt cá tràn đầy vẻ khó tin nơi này chính là ác ma nhất tộc vùng nấm cốt nhân tộc xuất hiện ở nơi này duy nhất có thể có thể tính chính là bị ác ma nhất tộc cho nuôi dưỡng vậy khẳng định là ác ma đám tưởng ăn người rồi đang trách trí nhớ của cá ở bên trong đám ác ma cũng không phải là không có làm qua loại chuyện này có lẽ nhân tộc là có thể so sánh chủng tộc của ác ma nhất tộc cho nên ác ma nhất tộc đối với nhân tộc hết thể đều có phần cảm thấy hứng thú nhân nhục tự nhiên cũng là một cái trong số đó nhưng tưởng muốn ăn thịt người thật sự là quá khó khăn cuối cùng nó này con cá lạ tuy rằng hy hữu vẹn vẹn chỉ có một chỉ thế nhưng là đã ăn xong còn có thể trùng sinh nó được ăn mấy trăm ngàn lần coi như là có mấy trăm ngàn con cá lạ nhưng lại lấy mãi không hết dùng mãi không cạn về phần nhân loại chỉ có thể tiến về trước thâm nguyên ma vực tầng trên bát có can đảm bước vào chân thần của thâm nguyên ma vực cũng không phải người lương thiện dù cho bắt được số lượng cũng sẽ không quá nhiều hưởng dụng một lần cũng sẽ không có tại là có ác ma thương nghị, chính là đem nhân tộc nuôi dưỡng ở chỗ này. Làm cho nhân tộc chân thần môn tự hành phồn diễn sinh sống, số lượng nhiều về sau, lại tùy ý kiếm ăn. Loại ý nghĩ này cố nhiên là tốt đẹp chính là, có thể vào chân thần môn thâm viên ma vực chính là hào môn tử đệ. 67-356 Những thứ này chân thần môn tâm khí là bực nào cao như thế nào lại ca nguyện bị cho rằng xuất sinh bình thường nuôi dưỡng. Bọn hắn tình nguyện lựa chọn tự sát, cũng không cho phép nữ nhi của chính mình cho ác ma nhất tộc nuốt vào. Ác ma nhất tộc cuối cùng chỉ có thể thôi, nhiều nhất cũng chỉ là nuôi một số nhân tộc nữ tử để cho nàng đám phục vụ những thứ này đại ác ma. Cho dù là những này nhân tộc nữ tử, ác ma nhất tộc cũng đưa cho một ít thật tốt đãi ngộ, thậm chí ở phương diện tu luyện nhiều lần có chỉ điểm, để cho nàng đám chứng kiến một tia hy vọng, hy vọng một ngày đám cường giả của thần vực sát nhập thâm nguyên ma vực giải cứu các nàng đã là như thế, cũng có một ít người tộc nữ tử vào thời điểm mấu chốt ra tay, huyên náo long trời lỡ đất sau lựa chọn tự bạo. Bây giờ trách cá ở chỗ này chứng kiến nhân tộc chân thần, nó tự nhiên kinh ngạc, trong mắt đều muốn rơi ra. Ta cũng không biết, ngươi hỏi bọn hắn đi. Ma đầu quái bất đắc dĩ nói, nó cùng quái ngư coi như là huynh đệ song hành rồi, khác biệt duy nhất chỉ sợ là ma đầu quái không có trách cá như vậy được hoang nên, cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh. Quái ngư nhìn chằm chằm La Trinh trong chốc lát, ngược lại trước tiên là đưa ra một điều thỉnh cầu, có thể để cho ta ăn tươi này ma đầu quái sao. Mỗi lần đều chỉ tham ăn nó lông tuyến, ta có chút chẳng án, ta muốn ăn hết đầu của nó. Ngươi! Ma đầu quái trợn mắt nhìn. La Trinh mỉm cười, rồi mới lên tiếng, ta muốn biết rời đi nơi này đừng ra, ma đầu quái nói ngươi đối với nơi này tương đối quen. Rời đi nơi này. Quái ngư trừng mắt La Trinh, dường như nghe không hiểu vậy đúng la trinh gật gật đầu đó là không có khả năng quái ngư cười hắc hắc mặc dù không biết các ngươi là vào bằng cách nào nhưng muốn từ tầng thứ sáu phản hồi căn bản không cửa nghe nói như thế la trinh cùng thiên long tộc trưởng sắc mặt đồng thời trầm xuống la trinh lập tức nói ra nói rõ ràng lên quái ngư lại nhìn một chút ma đầu quái nói để cho ta ăn hết ra hỏa này ta mới nói vậy để cho ta ăn trước ngươi Ma đầu quái cũng không phải tốt nhịn, khí trùng trùng liền muốn đem cái kia cái đầu cực lớn quay lại đây. Ẩm! Ma đầu quái đầu mới vừa lăn một vòng, đã bị La Trình một cước đá ra ngoài, đã rơi vào trên trăm trượng xa trên bờ cát. Lập tức La Trình chìa tay nhẹ nhàng vung lên. Siêu xiu xiu xiu. Vô số điều lông tuyến bị La Trình từ giữa cồn cắt rút ra, đã rơi vào quái ngư trước mặt của. Những thứ này ngươi có thể ăn, đem ngươi biết nói ra nếu như chúng ta có thể thuận lợi ly khai ta cân nhắc có thể mang người cùng đi quái ngư cười thảm nói đối với ngươi lại không cách nào ly khai thâm viên ma vực ngươi như thế nào dẫn ta đi quái ngư giống như ác ma cũng là huyễn tưởng sinh vật ly khai cấm địa cũng đã biến mất thâm viên ma vực khổng lồ như vậy ngươi hoàn toàn có thể giấu ở một góc nào đó thoát khỏi bây giờ vận mệnh la trinh nói ra ác ma nhất tộc mặc dù là thâm viên ma vực cực hạn tồn tại nhưng chúng nó bộ tộc này cuối cùng không phải là thâm nguyên ma vực trưởng khống giả cấm địa trưởng khống giả chỉ có thể là chân thần liền thánh nhân đều không được quái ngư trong mắt đi vòng vo một vòng lộ ra ý động chi sắc ý nghĩ như vậy nó đích sắc từng có ẩn nút đi dù sao cũng hơn ở chỗ này một lần một lần bị ăn sạch tốt hơn thế nhưng là bằng năng lực của nó căn bản không đủ để đào thoát trước mắt này mấy danh nhân tộc thực lực của chân thần tựa hồ cũng không tệ thật là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi lui một bước nói coi như là đã thất bại nó đơn giản cũng chính là bị ác ma ăn nữa một lần mà thôi vận mệnh của nó đã bi thảm đã đến cực hạn không có khả năng có tệ hơn tình huống được ta mang bọn ngươi tìm đường ra ngoài suy nghĩ một phen về sau quái ngư lại không do dự liền trực tiếp đáp ứng nửa chuồn đen phụ sinh vô đạn xong nghe được trả lời này la trinh mỉm cười an đi vì vậy này quái ngư không còn có kiên kỵ mở ra miệng cá ăn muốn nghiến cái kia từng chuỗi lông tuyến bất quá nó tại nuốt vào ngoài hay vẫn là đưa mắt về phía nơi xa ma đầu quái ma đầu quái biết rõ ra hỏa này an tâm của chính mình bất tử chính là xoay đầu hướng phía dưới bờ cắt phương chui vào lúc này đây la trinh cũng không có ngăn cản dù sao mục đích là đã đến hiện tại mấu chốt thì nhìn này con cá lạ rồi quái ngư phong quyển tàn vân một dạng đem những cái kia lông tuyến thôn vệ hết sạch lập tức mới lên tiếng hiện tại những cái kia đại ác ma đám mật mưu ly khai thâm viên ma vực phương pháp xử lý hơn nữa chúng tựa hồ cũng đụng phải một ít khó giải quyết định nhân đối với chúng ta mà nói ngược lại là cơ hội đổi lại bình thường các ngươi căn bản không có khả năng rời đi nơi này ly khai thâm viên ma vực phương pháp xử lý la trinh trên mặt lộ ra vẻ giật mình xem ra tựa như ma đầu quái nói như vậy này quái ngư biết rõ đấy còn thật không ít chương 2335 sông cửa đệ hai 335 chương sông cửa đúng ta là ở chỗ đó cho nên nghe rất rõ ràng quái ngư thập phần khẳng định nói không biết chúng tưởng xảy ra điều gì biện pháp thậm chí có có thể có khả năng mở địa phương quỷ quái này nói đến đây quái ngư trong mắt lộ ra hướng tới sắc chỉ cần là có chi khôn hung vật chỉ sợ cũng không muốn cuộn mình tại địa phương quỷ quái này. Thế nhưng là cấm địa hung vật, không có khả năng ly khai cấm địa Thiên Long tộc trưởng mở miệng nói, hiển nhiên cũng hiểu được thật không thể tin. Đây là thần vực thường thức, nếu không trong cấm địa hung vật đám đã sớm khắp thế giới chạy, ta cũng không biết, dù sao những cái kia đại ác ma ngay tại chủ tính cái này quái ngư nói ra. La Trinh lắc đầu, trước mặc kệ cái này, ngươi nói một chút, rời đi đường ở đâu? Quái ngư trên mặt đất ốn éo đông nhúc nhích thân thể, nó dưới thân thể phương đông nhiên dọc theo một mảnh dài hẹp thế tế chân, tổng cộng ước chừng có hai ba mươi cặp chân dài, dường như chân nhện giống nhau đem cả người nó nâng lên. Đi theo ta tới. Dứt lời, quái ngư những cái kia chân nhỏ bắt đầu thường xuyên vung vẩy. Này quái ngư đúng là dùng tốc độ cực nhanh, trên mặt đất chạy như điên. Chúng ta cũng xuất phát là trình gật gật đầu sau đó thiên long tộc trưởng cùng mặt khác ba tên thượng vị chân thần cũng hóa thành một đạo đội quang đi theo này còn cá lạ sau lưng quái ngư tốc độ mặc dù là cực nhanh nhưng vẫn là không có pháp so với la trinh bọn hắn dọc theo này thật dài đường ven biển sau khi đi được một khoảng la trinh có chút không kiên nhẫn chính là hỏi ta khiêng ngươi bay đi ngươi chỉ đường thì tốt rồi tuy nói này quái ngư hình thể không coi là nhỏ nhưng đối với la trinh mà nói cũng không tính là gánh nặng ta không thói quen hơn nữa cái này nông trường cửa ra vào cũng không xa nhiều nhất nửa canh giờ đã đến quái ngư cũng không vui trợ giúp của la trinh la trinh thôi chỉ có thể theo ở phía sau bay ở nơi này trong vòng nửa canh giờ la trinh lại lần nữa điều tra trí nhớ của hoa thiên mệnh lúc khẽ to mày đám người đông phương thuần quân thoát khỏi những cái kia tiểu ác ma về sau tiến lên tốc độ tăng lên rất nhiều trên đường đi cơ hồ không có gặp được cái gì hữu hiệu chống cự bây giờ lại đã vượt qua tầng thứ bốn tiến vào thâm nguyên ma vực tầng thứ năm cái này cũng không kỳ quái đó dù sao cũng là trong thần vực mạnh nhất một đám thánh nhân thâm nguyên ma vực có lẽ hết sức hung hiểm có thể thánh nhân đám bọn chúng thực lực cũng không kém bao nhiêu chỉ cần không phải đại ác ma đám tự mình ra tay những thứ khác hung vật căn bản là không có cách ngăn trở thánh nhân đám hoàn toàn chính là một đường nghiền ép tới đây đối với la trinh cũng không phải tin tức tốt nếu như thâm nguyên ma vực tầng thứ sáu phản hồi tầng thứ năm đường chỉ có một đầu như vậy hắn tao ngộ những người này sát xuất tương đối lớn nay quái ngư một đường dưới sự hướng dẫn đi về phía trước nửa canh giờ liên đến này biển nham thạch nóng chảy mặt khác một bên mà tại phía trước thì là hai tòa hỏa diệm sơn khổng lồ trên hỏa diệm sơn này quanh năm tháng dài thiêu đốt lên nóng bỏng lửa cháy mạnh dù cho cách khoảng cách mấy chục dặm cũng có thể cảm thụ kia cực cao độ ấm đã đến quan miệng Quái Ngư nhìn chằm chằm vào Hỏa Diệm Sơn kia nói ra, "Vì để tránh cho bại lộ, đám người La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng cũng chầm lại." 67-356 Đưa mắt nhìn ra xa phía dưới, La Trinh liền hỏi, "Nơi này có ác ma nhất tộc thủ hộ?" "Có." Quái Ngư sâu kín nhìn chằm chằm vào quái khẩu, hơn nữa số lượng còn không ít. Nay Quái Ngư cực không cam lòng mình bị nhiều lần nuốt vào vận mệnh, đã từng cũng sắp đặt qua vài lần chạy trốn kế hoạch nhưng mỗi một lần đều thất bại kết quả thất bại có thể nghĩ chính là tiện nghi đóng giữ nơi này ác ma trở thành mỹ thực của chúng nơi đây vẹn vẹn chỉ là ác ma nhất tộc nông trường mà thôi có trọng yếu như vậy sao là trinh hỏi quái ngư trong miệng phát ra một hồi tiếng cười quái dị có chút thê thảm nói ác ma nhất tộc nhưng là một cái rất hiểu hưởng thụ chủng tộc ham muốn ăn uống đối với chúng rất trọng yếu vô luận là văn hóa hay vẫn là nghệ thuật mặt ác ma nhất tộc đều hết sức chú ý loại này chú ý là phương phương diện diện tự nhiên kể cả thức ăn ngon đám ác ma không cách nào đọc lướt qua thần vực bên ngoài đồ vật tự nhiên đem thâm huyên ma vực hết thể triển khai đến mức tận cùng la trinh lắc đầu hắn và ác ma tiếp xúc chỉ có một lần chính là chỉ tên là đồ ác ác ma cái chủng tộc này bản tính như thế nào hắn cũng không phải rõ ràng cũng khó hiểu bất quá lúc này đây đã có cường giả xâm lấn đóng giữ nơi này đám ác ma sẽ phải tương ứng giảm bớt cho nên ta nói đây là một cơ hội quái ngư lại nói tiếp một đôi trong mắt cá lóe ra hảo quang màu u lam gần chút nữa một điểm mọi người đem thần thức đều thu hồi lại không nên lung tung phóng ra ngoài là trinh dạn dò đám người thiên long tộc trưởng gật gật đầu chính là toàn lực thu liễm tiếng động đi bộ hướng cái kia hai tòa hỏa diệm sơn tới gần ước chừng chỉ có mười dặm lộ trình thời khắc bọn hắn rốt cuộc phát hiện hỏa diệm sơn này một bên có một tòa thật to đỉnh nhọn kiến trúc mà ở này đỉnh nhọn kiến trúc trong mơ hồ có thân ảnh lắc lư dừng bước lại do xét một phen về sau thiên long tộc trưởng lập tức nói ra chúng ta cứ như vậy tiến lên khẳng định không được quái ngư lập tức phản đối nói như thế nào thiên long tộc trưởng khó hiểu chỉ cần không giải quyết những thứ này ác ma chúng có thể nhanh chóng triệu tập càng nhiều nữa đồng tộc quái ngư trên mặt của hiển lộ ra thận trọng nếu như gọi đến một con đại ác ma ta tối đa liền là bị chúng ăn một lần các ngươi hắc hắc kết cục có thể cũng khó mà nói rồi nghe nói như thế trên mặt của la trinh cùng thiên long tộc trưởng đều toát ra vẻ thận trọng quái ngư nhìn nhìn la trinh cùng thiên long tộc trưởng nó biết trong năm người này này hai cái nhân loại thực lực mạnh nhất lập tức lại là hỏi các ngươi có năm chắc đánh chết bình thường ác ma sao ác ma trong thực lực cũng phân cao thấp đứng đầu đại ác ma so với thánh nhân còn muốn lợi hại hơn mà ác ma nhất tộc thân là thâm nguyên ma vực cực hạn hung vật cực nhỏ vẫn lạc cho nên hầu như mỗi một con ác ma đều tích lũy tương đối trình độ tín ngưỡng chi lực cho dù là tầm thường ác ma cũng cùng đại viên mãn chân thần không sai biệt lắm chỉ có thể hết sức đánh cuộc một lần thiên long tộc trưởng nói ra Hán mặc dù là a thánh nhưng cuối cùng không phải là sinh ra ở hào phú thuộc về so sánh gần chót tồn tại luận thực lực chân chính chưa chắc là đối thủ của đồng phương thái thanh cùng mục huyết dung bọn hắn đã như vậy, ta liền cố mà làm, làm một lần con ngồi, các ngươi ở sau lưng tập kích như thế nào? Quái ngư cười hắc hắc, lại đề nghị. Đối với quái ngư mà nói, đây chỉ là một trận không có có nguy hiểm mạo hiểm. Có thể là trinh, cơ hội của thiên long tộc trưởng bọn hắn chỉ có một lần, áp lực tự nhiên bất đồng. Có thể là trinh gật gật đầu. Lúc trước cái kia đồ ách trong ác ma nhất tộc xem như cực mạnh rồi, vốn lấy thực lực của la trinh bây giờ tự hỏi là đủ để ứng phó huống chi đóng tại nơi này ác ma hẳn sẽ không so với đồ ách lợi hại thương nghị hoàn tất về sau quái ngư liền thẳng bỏ về phía trước la trinh cùng thiên long tộc trưởng hai người tức thì theo bên cạnh một cái chỗ chúng mang cẩn thận đi về phía trước về phần mặt khác ba tên thượng vị chân thần chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ lệnh bọn hắn chỉ có thể chờ đợi la trinh bọn hắn sau khi thành công lại theo kịp chỉ chốc lát sau này con cá lạ đã nghênh ngang xuất hiện ở dưới hỏa diệm sơn chương hai nghìn ba trăm ba mươi sáu giải quyết đệ hai ba trăm ba mươi sáu chương giải quyết đóng giữ nông trường đối với ác ma nhất tộc mà nói hoàn toàn chính là một cái chức quan nhàn tản những thứ này ác ma chức trách chính là phòng ngừa mục bên trong sân hung ngoại vật trốn nếu là phía trên có hạ mệnh lệnh tới chúng còn cần bắt thật nhiều tươi sống đồ ăn nộp lên quái ngư trong ác ma nhất tộc ở nhiều năm như vậy hoàn toàn chính xác là rất hiểu cái chủng tộc này đông phương thuần quân đem người thánh xâm nhập thâm nguyên ma vực ác ma nhất tộc cũng bắt đầu rút điệu nhân thủ nguyên bản chú đóng ở nơi này ác ma tổng cộng có mười hai cái nhiều nhưng điều tám cái về sau nơi đây chỉ còn lại bốn con ác ma khí khúc liên hoa lạc hắc, hắc ta nhìn ngươi như thế nào trốn chỗ này đỉnh nhọn trong kiến trúc hai cái ác ma vây quanh một cái lớn bàn cờ vây sắc mặt hương phân đánh cờ lấy Cờ vây biến hóa đa dạng, có thể ác ma nhất tộc trí tuệ phi phàm. Hầu như mỗi một cái ác ma cũng có người bình thường khó có thể so sánh kỳ nghệ, chúng vô cùng thiện đến đạo này, cũng vui vẻ vào trong đó. Một cái khác ác ma suy nghĩ thật lâu, lúc này mới rơi xuống một viên cờ đen. Ngươi hạ sai rồi, ngu ngốc. Bên cạnh một con ác ma cười khẩy nói. Đánh cờ ác ma hung hăng trừng mắt liếc, lập tức nói ra, những cái kia chân thần môn thế nhưng là có một lời chính là quan kỳ không nói nay ác ma nói được nửa câu ánh mắt đã lướt đến ngoài cửa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hắc 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 xem ra hôm nay có thể thêm đồ ăn rồi những thứ khác ác ma cũng nhao nhao dò xét tới đây đồng thời nhìn đến ngoài nhà con quái ngư kia nay con cá lại trong thần vực đều có mặt khác một phen truyền thuyết trong truyền thuyết miêu tả nó vì hết sức ngon chi vật trong thần vực có thể là có hứa nhiều chân thần dựa theo truyền thuyết này tưởng muốn tại bắc hải trong bắt bực này quái ngư cũng là bởi vì cái này truyền thuyết mới khiến cho này con cá lạ sinh ra tại thâm Viên ma vực đã trở thành ác ma nhất tộc cơm trong dĩa bất quá như vậy cơm trong dĩa có thể không phải tùy tiện một con ác ma có thể hưởng dụng quái ngư muốn dùng đến hiếu kính những cái kia đại ác ma tầm thường ác ma ở đâu có phần nhưng như bây giờ vậy chính là một cơ hội mặt khác ba con ác ma chứng kiến này con cá lạ sau trong mắt đều toát ra thèm thuồng chi sắc ra hỏa này ngược lại là biết chọn thời gian nó tất nhiên là ở trên bàn cơm đã nghe được cái gì nếu không sẽ không chủ tính hiện đang đào tẩu một cái ác ma cười hắc hắc này bốn con ác ma lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua lập tức chen lấn chạy ra khỏi này đỉnh nhọn kiến trúc quái ngư còn là một bộ nghênh ngang tư thái chứng kiến những cái kia ác ma nhào về phía chính mình ngược lại là không có chút nào vẻ sợ hãi nó thậm chí còn hướng phía bên phải lui lại mấy bước như vậy sẽ dễ dàng cho la trinh cùng thiên long tộc trưởng ra tay lão lục lúc này đây quy tan lo nê -e rồi a à. chạy như điên tại trước mặt nhất cái kia con ác ma lớn tiếng nói chuyện của chờ à? em mờ thôi lắm hai cái thần kỷ nguyên trước này con cá lạ đào tẩu ngươi không phải là ăn qua một lần sao lao tử thế nhưng là một cái cũng không có hưởng qua theo sát ở phía sau ác ma cả giận nói Ai cướp được tiểu là của người đó. Một cái khác ác ma nói ra. Mặt sau cùng cái kia con ác ma cái gì cũng chưa nói. Hiển nhiên là chấp nhận quy tắc này. Theo này bốn con ác ma khoảng cách quái ngư càng ngày càng gần. Quái ngư cũng nhanh hơn lui về phía sau bộ pháp. Càng ngày càng đến gần một bên chỗ chúng mang. Các vị đại ca, các đại ca có thể hay không nghe ta một lời quái ngư lui một khoảng cách về sau. Đông nhiên mở miệng nói nhưng mà những thứ này đám ác ma giống như sói đói xuống núi lại có ai sẽ theo trong khay của chính mình món ăn nói nhảm chứ huống chi này cơm trong dĩa còn cần cất đoạn mắt thấy những cái kia ác ma đã nhào đầu về phía trước trách trong mắt cá rốt cuộc toát ra vẻ kinh ngạc la lớn các ngươi còn chưa động thủ 67-356 nếu là thật được ăn quái ngư lần này mạo hiểm xem như chấm dứt nó tự nhiên là không vui Liên là vì nó này vừa hô cái kia bốn tên ác ma ánh mắt lộ ra một tia cổ quái này quái ngư chẳng lẽ còn muốn giúp đỡ mục trong chàng những xúc sinh này là tìm cách muốn tạo phản sao đang lúc đám ác ma nghi hoặc thời khắc từ cái này chỗ chúng mang trong đã có hai bóng người bay vút đi ra vụt trường kiếm trong tay của la trinh bỗng nhiên loay lên vạch ra một đạo sáng kiếm quang màu bạc lần trước la trinh đối mặt đồ ách hầu như không hề có lực hoàn thủ ác ma cường đại để lại cho la trình tươi sáng ấn tượng lúc này đây hắn vừa ra tay liền không có chút nào lưu thủ chính là toàn lực ứng phó người nhân loại phía trước nhất cái kia con ác ma khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ vô luận này ác ma sức tưởng tượng như thế nào phong phú cũng quả quyết không thể tưởng được nơi đây sẽ xuất hiện nhân tộc chân thần bất quá khiếp sợ của hắn chăm chú duy trì nửa cái hô hấp một đạo kia sáng kiếm quăng màu bạc đã cắt vào cổ của nó cái kia cái đầu cực lớn từ trên thân thể lan xuống chứng kiến La Trinh chém ra một kiếm này cùng La Trinh đồng thời xuất thủ Thiên Long tộc trưởng cũng là thầm giật mình một kiếm này cho dù hắn hóa thành thần duyên ngũ linh thể chỉ sợ đều không tiếp nổi lúc này thời điểm cũng không phải phân tâm thời điểm cánh tay dài của Thiên Long tộc trưởng mở ra một cỗ đậm đà ngũ hành đạo bao hàm khuyết tán ra ngũ linh chấn áp giống như La Trinh Thiên Long tộc trưởng vừa ra tay chính là toàn lực một luồng sáng rực rỡ từ không trung đống nhiên chiếu xuống tại đây ngũ sắc quang mang chiếu xuống một sức ép khổng lồ bao trùm tại mấy trăm trượng trong phạm vi ầm ầm tại trong phạm vi này hết thảy đều phải chịu đựng áp lực cực lớn mặt đất nhanh chóng dạn nước hóa thành bột mịn cho dù là những thứ này ác ma cũng thừa nhận áp lực cực lớn khó có thể từ ngũ sắc quang mang trong rẽ rủa đào tẩu la trinh nơi nào sẽ buông thà cơ hội như vậy thân hình lộn một vòng phía dưới trường kiếm trong tay đã bỗng nhiên điểm ra xiu 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 ba đạo kiếm quăng màu bạc gào thét mà đến hướng phía đám ác ma mặt kích bắn đi Này ba con ác ma trong có hai cái ác ma né tránh không kịp trực tiếp bị kiếm quăng mặc não mà qua nhưng một cái khác ác ma tức thì thập phân nhanh nhẹn chọi cứng lấy ngũ sắc quang mang chấn áp tránh đi la trình một kiếm này hướng phía đằng sau vội vàng thối lui mà đi đáng chết nhân loại Này ác ma một bên chửi tới một bên dương lên cánh tay tại cánh tay của nó bên cạnh có một cái tinh xảo xinh xắn đầu lâu ngăn cả nó nó phải báo cho những thứ khác các ma quái ngư đã trốn về sau đất chúng ở bên trong thấy một màn như vậy tất nhiên là gào to giống lớn nói ánh mắt của la trinh ngưng tụ sau lưng lôi xí lập tức hóa hình ba theo một tiếng thanh thúy tiếng sấm la trinh bay nhanh tới gần tên kia ác ma trường kiếm trong tay do trên tử hạ chém giết mà đi nhưng lúc này ác ma trên cánh tay tiểu đầu lâu đã bị thắp sáng, liền nghe được này ác ma giống to, nông trường, có nhân tộc. Phốc phốc. Trường kiếm của La Trinh từ đầu chém xuống, hầu như đem ác ma đánh thành hai nửa. Bài đù tẩu tắc nửa. Phụ, sinh, bách luyện thành thần. Đêm này con ác ma chém giết đồng thời, La Trinh nhanh chóng rút trường kiếm ra, lại lần nữa đâm ra, điểm vào cái kia tiểu đầu lâu bên trên. Ẩm nay tiểu đầu lâu lập tức bị mũi kiếm của La Trinh điểm nổ bể ra. La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng liên thủ đem bốn con ác ma đánh giết trong trước mắt, có thể nói nhanh đến mức cực hạn. Nhưng sắc mặt của bọn hắn cũng không dễ nhìn. Này ác ma đã đem tin tức truyền ra ngoài, chúng ta mau mau ly khai có thể, những thứ khác ác ma chạy tới vẫn cần thời gian. Quái ngư ngược lại là thập phần hưng phấn, nó không nghĩ tới nhân tộc hai người này lại có thực lực như thế. Có lẽ lúc này đây nó thật có thể thành công đào thoát. Chương 2337, Nghiền nát ta. Chương 2.337 Nghiền nát ta. Tạch 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 lục lục. Quái ngư chân nhỏ điền cuồng vũ động, theo hai tòa hỏa diệm sơn ở giữa đường chạy như điên, hồn nhiên không để ý có nguy hiểm gì. La Trinh thấy một màn như vậy, nhịn không được lắc đầu, một đoàn người như cũng là theo sát phía sau phi đột. nhưng mới vừa lao ra trong dặm khoảng cách hai bên đỉnh quần sơn trợn buộc phát ra một hồi tiếng kêu to bén nhọn âm thanh từng cái hình thể lớn chim khổng lồ quần quận sơn mạch rộng chừng trăm trượng cự xí giả thiên tế nhật trong thâm nguyên ma vực tia sáng nguyên bản là lờ mờ vô cùng những thứ này chim khổng lồ sau khi xuất hiện càng làm cho phía dưới đường núi hãm vào trong hát ám. a à, thật nhanh con quái ngư kia nguyên bản vẫn còn hưng phấn chạy trốn nó thậm chí chưa từng chú ý tới đỉnh đầu chim khổng lồ chẳng qua là này con đường núi phân cối đứng vững vàng một cái hình thể cao tới ba trăm triệu ác ma nó mới không thể không dừng lại sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn xem đám người la trinh này ngu ngốc quái ngư trong lòng la trinh mắng một câu nếu không phải cần này con cá lạ dẫn đường hắn sớm đã đem nó giết trên bầu trời chim khổng lồ còn đang không ngừng xoay quanh cũng không có công kích gì tứ nhưng chắn ở trước sơn đạo phương ác ma dẫn đầu mở miệng trước nhân loại các ngươi là từ chuyển thế chi địa ra tới nói chuyện này con ác ma thân cao trăm trượng gương mặt dữ tợn tản ra một cô âm u khí tức kinh khủng so sánh với giữ cửa cái kia bốn con ác ma này con ác ma vô luận là thực lực và địa vị đều cao hơn rất nhiều nông trường bên kia là một con đường chết không có khác biệt cửa vào có thể đi vào không lý do toát ra năm cái nhân loại chỉ có một khả năng chính là từ luân hồi chi địa chạy ra hứa nhiều năm trước từng xuất hiện chuyện giống vậy một tên thánh nhân từ nông trường một đường chạy đánh chết không ít ác ma hậu, còn lại để cho tên hướng kia thánh nhân từ thâm nguyên ma vực chạy trốn phải thì sao La Trinh cười lạnh một tiếng ánh mắt của Thiên Long tộc trưởng tức thì quan sát những cái phía trên chim khổng lồ những thứ này chim khổng lồ sau lưng đồng dạng đứng vững vàng thân ảnh cao lớn Hiển nhiên là một ít ác ma cười những thứ này chim khổng lồ ta là hắc hỏa là tầng thứ sáu thống linh ác ma tự giới thiệu mình ác ma nhất tộc chúng ta không có trong tưởng tượng của các ngươi tàn nhẫn nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn đi theo ta ta có thể tha các ngươi một mệnh chúng ta ác ma không có trong tưởng tượng của các ngươi tàn nhẫn tuy rằng la trinh là đại viên mãn chân thần thiên long tộc trưởng là a thánh nhưng hắc hỏa hiển nhiên không có đem hai người để ở trong mắt ác ma đại quân đã tại tầng thứ sáu tập kết dùng cho đánh lén những cái kia thánh nhân đám hắc hỏa là tạm thời nhận được nông trường thủ vệ tin tức Mới dẫn đầu lĩnh bộ chúng chạy đến, ở trong mắt Hắc Hỏa chính nó một cái liền có thể giải quyết trước mắt mấy người kia, huống chi phía sau nó còn có một cái cường đại đội ngũ. La Trinh sau lưng ba tên thượng vị chân thần chứng kiến như vậy trận chiến, đã sớm bị hù sắc mặt trắng bệnh. Dù cho có La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng ở đây, bọn hắn cũng không biết làm sao, nếu quả như thật có thể miễn đi vừa chết, bọn hắn chỉ sợ thật sự nguyện ý bó tay chịu trói. Tin tưởng ngươi rất dễ dàng làm ra lựa chọn hắc hỏa nhìn chằm chằm vào La Trinh cười nói, cái kia khuôn mặt dữ tợn trong thậm chí có một tia thành khẩn, chỉ cần chịu thành thành thật thật phục vụ cho ác ma nhất tộc nhân loại, chúng đều rất hoan nghênh. La Trinh ngước nhìn cái kia như núi lớn ác ma, cười nhạt một tiếng, ngươi cũng có hai lựa chọn. Cái gì? Hắc hỏa có chút kỳ quái. "Cứ ngay, hoặc là chết La Trinh thản nhiên nói, tự tìm cái chết." Trên mặt của Hắc hỏa tràn đầy dữ tợn tức giận rút ra một đầu dài đạt 500 trượng cốt tiên hướng phía La Trinh hung hăng quật mà tới. Này cốt tiên như cùng một cái cự long, theo đường núi một đường bao trùm tới. A. À, 67356. Quái ngư hú lên quái dị, vung vẩy cái kia tế tế chân dài hướng phía một bên tránh đi. Nhưng cái này cốt tiên đập xuống đất, nhấc lên sóng khí hay là đem nó đánh bay ra ngoài, đụng vào trên sườn núi. Chờ cho quái ngư xoay đầu lại vừa nhìn, La Trinh đã bị cái kia to lớn cốt tiên đặt ở phía dưới, nhịn không được thở dài nói, này thì không được. Ai? Hắc hỏa một roi nện xuống đến, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, hắn một roi này lực lượng vô cùng lớn, chính là nhân tộc đại viên mãn bị quất trên một cây roi, chỉ sợ là muốn thịt nát xương tan. Có thể nó còn không thể cười ra tiếng, liền thấy cốt tiên cuối hở ra hơi có chút. Không chết. Còn muốn đứng lên. Hắc hỏa trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn liền muốn lần nữa giơ lên cốt tiên có thể nó mới vừa giơ cánh tay lên thời khắc cũng cảm giác cốt tiên bên trên chuyển đến một lực lượng khổng lồ bệnh nó nhất thời không giữ được cái kia cốt tiên đúng là rời khỏi tay la trinh xong còn tay tận xương roi cuối cùng càng đem này dài đến ba trăm cốt tiên từ hắc hỏa trong tay cứng rắn đoạt lấy vù vù la trinh đột nhiên giơ lên phía dưới đồng thời hét lớn một tiếng thiên long tộc trưởng tránh ứng ra lại hắc hỏa động thủ lập tức thiên long tộc trưởng đã làm ra phản ứng hắn toàn thân làn da hóa thành ngũ thải bàn lan chi sắc sông lên giữa không trung bắt đầu đánh chết những cái kia chim khổng lồ cùng với chim khổng lồ lên ác ma những thứ này chim khổng lồ cùng ác ma thực lực cùng bình thường đại viên mãn sấp xỉ nhưng số lượng phần đông thiên long tộc trưởng ứng phó cũng hết sức cố hết sức nghe được la trinh la lên phía dưới thân thể của thiên long tộc trưởng đột nhiên một phen hướng xuống cấp tốc rơi xuống mà cái kia to lớn cốt tiên liền dùng tốc độ khó mà tin nổi rút ở giữa không trung chiếu U. cốt tiên tốc độ cao vung vẩy phía dưới đi đôi với một đạo tiếng rít bén nhọn lập tức nện ở mấy cái cự thân chim bên trên ba 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 tốc độ cao và chạm hạ phát ra từng đạo giòn vang những cái kia chim khổng lồ tính cả trên lưng chim ác ma cũng bị quất xương cốt của vỡ vụn thành từng mảnh lông chim như như là hoa tuyết từ từ bay xuống sắc mặt của hắc hỏa cực kỳ khó coi toàn bộ sự chú ý của hắn kỳ thật đều để ở đó tên á thánh trên người cho nên ra dưới tay trước hết giải quyết người này đại viên mãn lại đến giải quyết vị kia á thánh còn cái kia vài tên thượng vị chân thần hắn căn bản không để ở trong mắt không nghĩ tới này lực lượng của đại viên mãn chân thần đúng là kinh người như thế uy hiếp xa so với kia á thánh lớn rất nhiều cho hắn thêm mấy hơi thở hắn người mang tới ngựa sợ rằng phải đều vẫn lạc hắc hỏa bên ngoài thân cái kia ra xù xì bên trên lóe ra từng sợi ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, đông 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 như thế hình thể khổng lồ càng lấy tốc độ cực nhanh lao đến theo đạo lý hiện tại hẳn là thiên long tộc trưởng ra tay ngăn trở hắc hỏa có thể hắc hỏa buộc phát ra một cỗ khí tức cường đại phối hợp cái kia như núi lớn thân hình thiên long tộc trưởng đúng là do dự chẳng qua là mở miệng nhắc nhở la trinh cẩn thận nghiền nát ngươi bài đù tẩu tắc nửa phù sinh bách luyện thành thần trong nháy mắt hắc hỏa đã vọt tới trước mặt la trinh vạn quân trong tụ ở trên chân hắn, liền hướng phía la trinh vào đầu dẫm đạp xuống trong thâm nguyên ma vực đám ác ma am hiểu vận dụng ngang ngược lực lượng giải quyết cùng một chỗ bởi vì nơi đây không cách nào đại na gì, ác ma hình thể khổng lồ chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế mắt thấy cái kêu bàn chân khổng lồ vào đầu đạp xuống đến la trinh kính mắt khẽ híp một cái lộ ra một nụ cười lạnh lùng nghiền nát ta. Chỉ bằng ngươi? Phát triển. La Trinh phun ra một chữ. Hắc hỏa cái chân kia còn không thể đạp xuống đến, thân hình của La Trinh đã hóa thành 4 cao trăm trượng. Về mặt hình thể lập tức đã vượt qua hắc hỏa, nhưng lại đang tăng vọt bên trong. Chương 2338 Tuyệt vọng bình nguyên. Chương 2.338 Tuyệt vọng bình nguyên. Đối mặt còn cao hơn chính mình La Trinh, hắc hỏa một cước này ở đâu đạp xuống dưới? nó lộ ra một bộ vẻ mặt khó thể tin ngước nhìn thân hình không ngừng tăng vọt la trinh to lớn hình thể một mực là ác ma ưu thế hiện tại hắc hỏa lần thứ nhất cảm giác được mình nhỏ bé trong nháy mắt la trinh đã hóa thành năm cao ngàn trượng lớn cự nhân khổng lồ thân hình trên mặt đất kéo túm ra bóng mờ cực lớn những cái kia sơn mạch tại la trinh trước mắt giống như nguyên một đám tiểu thổ bao đây là cái gì thiên long tộc trưởng nhìn chằm chằm hình thể khổng lồ la trinh so với la trinh hắn giống như một con run dế bình thường nhỏ bé đơn từ trên thị giác sai biệt liền dành cho hắn trùng kích cực lớn núp ở góc ba tên thượng vị chân thần cũng trợn tròn mắt bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra rốt cuộc là ai nghiền nát ai la trinh cười lạnh một tiếng nhấc chân đạp xuống hắc hỏa hít một hơi thật sâu đột nhiên xoay người một cái hướng phía đằng sau lùi gấp mà đi ẩm một cước này đạp xuống đại địa chịu ra nước kẽ hở này kéo dài xuống mấy trăm trượng cuồn cuộn nham thạch nóng chảy muốn từ trong đó xuất hiện tránh la trinh này rất mạnh trong lòng hắc hỏa âm thầm may mắn nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng sinh ra một cỗ cảm giác khóc không ra nước mắt lần này ác ma nhất tộc cực kỳ trọng thị những xâm lấn giả kia tại tầng thứ sáu có thể nói là cường giả tụ tập hắc hỏa thân là tầng thứ sáu thống lĩnh cũng chỉ có thể coi là cái tiểu đầu mục vì vậy chủ động mời anh giải quyết bên này tiểu phiền thoái không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy một cái quái vật người này còn là nhân loại sao sao có thể biến thành khổng lồ như thế la trinh lần thứ nhất dẫm đạp nó là miễn cưỡng tránh đi nhưng lần thứ hai vô luận như thế nào đều tránh không thoát ẩm một cước này vào đầu dẫm đạp xuống hắc hỏa cũng cảm giác trước mắt tôi om bên hai truyền đến một hồi to lớn tiếng bạo liệt nó sửng sốt một chút mới ý thức tới cái kia là mình cốt cách vỡ vụn thanh âm sau đó liền hãm vào trong hát ám la trinh đem hát hỏa dẫm nát về sau thò tay liền hướng phía xung quanh không ngừng mà phát cái kia một đôi tay giống như hai cánh cổng lớn mà lúc trước hình thể khổng lồ chim khổng lồ tại trước mặt la trinh giống như con ruồi bình thường nhỏ bé chỉ cần vỗ chúng những thứ này chim khổng lồ cùng với trên lưng chim ác ma chính là thịt nát xương tan không bao lâu những thứ này hung vật đã bị la trinh giải quyết sạch sẽ còn sống hai con chim khổng lồ phát ra một hồi bén nhọn tiếng kêu to, chật vung vẩy hai cánh bỏ chạy mà đi. La Trinh ngắm nhìn một cái phương xa, lúc này mới tan hết hoang thần chi lực. soạn Toàn bộ người không ngừng mà thu nhỏ lại, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. 67-356 Thiên Long Tộc trưởng lại nhìn về phía ánh mắt của La Trinh, đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. Đọc truyện cùng. Có thể làm cho thân thể lập tức hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, thân là a thánh chính hắn cũng không còn nghe nói qua bực này thần thông thực lực của hắc hỏa kia cũng bất thường dù cho thiên long tộc trưởng chống lại cũng là tương đối khó giải quyết nhưng này vừa đối mặt đã bị la trinh một cước giết chết một màn này nếu không phải tận mắt nhìn thấy thiên long tộc trưởng cũng hiểu được khó có thể tin la trinh sắc mặt ngược lại là không có biến hóa chút nào mà là đối với cái kia quái ngư nói ra có còn xa lắm không quái ngư nhìn về phía ánh mắt của la trinh cũng thêm mấy phần sợ hãi tuy nói nó là không sao cả sinh tử của chính mình có thể bất luận cái gì sinh linh đối với sinh linh mạnh mẽ luôn là có thiên nhiên kính sợ phía trước hẳn là tuyệt vọng bình nguyên thông qua tuyệt vọng bình nguyên chính là thông hướng tầng thứ năm cửa ra vào chỉ cần lao ra chúng ta có thể đào thoát thăng thiên đối với la trinh cảm giác kính sợ chỉ giữ vững như vậy một cái trước mắt nay quái ngư chợt lại hưng phấn lên trên tuyệt vọng bình nguyên Từng đợt màu đen tử khí quẩn quanh dựng lên, cái này tử khí có thể thôn vệ hết thể tức giận. Như là một vui sướng thần dân tại trên tuyệt vọng bình nguyên, không xuất ra hai ngày, trong cơ thể sinh mệnh chi lực thì sẽ chạy mất hầu như không còn, hóa thành một cụ xác gớp an nghỉ ở nơi này. Trên thực tế đã liền ác ma nhất tộc, cũng không thích tuyệt vọng bình nguyên, tuy nói những thứ này tử khí đối với chúng không có uy hiếp chút nào. Nhưng lần này, lại có gần 400 ác ma chú đóng ở nơi đây trận địa sẵn sàng đón quân địch chứ những thứ này ra ác ma ra còn có lấy ngàn mà tính thâm viên ma sử tuyệt vọng bình nguyên là thâm viên ma vực tầng thứ năm thông hướng tầng thứ sáu sau đích đường phải đi qua lần này thánh nhân đám quy mô xâm chiếm ác ma nhất tộc ngoại trừ phái những cái kia tiểu ác ma tham dò ra cũng không có đại quy mô chống cự nhưng bây giờ ác ma nhất tộc tựa hồ cũng không tính nội bộ chúng lựa chọn tại trên tuyệt vọng bình nguyên ngăn cản thánh nhân đám bước chân của ba đi đôi với hai đạo liệu lượng tiếng kêu to hai con chim khổng lồ từ một phương hướng khác bay vút đến hạ thấp tại trên tuyệt vọng bình nguyên một con ác ma đi đến này hai con chim khổng lồ trước mặt dùng kỳ quái ngôn ngữ câu thông trong chốc lát sắc mặt hơi có chút biến hóa sau đó này ác ma báo cáo với một ác ma thống linh nói hắc hỏa bên kia ra chút ngoài ý muốn ngoài ý muốn nông trường bên kia ác ma thống lĩnh kia hỏi hắc hỏa bị giết nông trường bên kia nhân loại xuất hiện thực lực rất mạnh vậy con ác ma nói ra lông mày của ác ma thống lĩnh hơi nhíu lại hắn vốn cho là nông trường bên kia bất quá là mấy lao thử đang làm ầm ĩ mà thôi mới để cho hắc hỏa đi ứng phó xem ra thực lực của mấy lao thử kia vượt qua ngoài dự liệu của hắn hắc hỏa quá phế vật đến lượt ta đi qua đi một cái khác ác ma thản nhiên nói ác ma thống lĩnh lắc đầu không cần muốn rời khỏi nơi đây chỉ có thể thông qua tuyệt vọng bình nguyên chúng ta ở chỗ này đóng giữ ai cũng không qua được gia lục đại nhân lập tức sẽ tới chúng ta lúc này chờ đợi là đủ ở thời khắc mấu chốt này chúng không có tinh lực để ý tới những thứ này con chuột nhỏ tiếng nói của ác ma thống lĩnh này vừa vừa dứt tuyệt vọng bình nguyên phía sau quần cuộn khói đen trào lên mà tới nghe đến phía sau động tĩnh tất cả đám ác ma đều quay đầu nhìn lại chờ cho cái kia khói đen xoay quanh đến chúng ác ma trước mặt về sau chính là bỗng nhiên tan hết trong đó mới hiển lộ ra gia lục to lớn thân hình tung 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 tùng tùng tất cả đám ác ma tất cả đều nằm dạp trên mặt đất gia lục đồ đặc cùng bốn con đại ác ma trong ác ma nhất tộc địa vị cao cả bài đù xe ấp rực nửa phù sinh địa vị này không phải là theo dựa vào chúng nó sức mạnh của bản thân bởi vì về ác ma trong truyền thuyết này bốn con ác ma đã là tiếng tâm lừng lây, cho nên này bốn con ác ma đương nhiên có thể thu được càng nhiều nữa tín ngưỡng chi lực, trở thành trong ác ma nhất tộc vương giả. Gia lục to lớn thân hình sau khi đứng yên, ngắm nhìn một cái xa xa, nơi đó là một tòa thật tỏ tò không gian chi môn. Tộc ta các tướng sĩ, hôm nay các ngươi phải đối mặt địch nhân là trong thần vực thánh nhân Gia lục dùng thanh âm thông thả nói ra, các ngươi đều là tồn tại vĩnh hằng bất diệt hôm nay vẫn lạc sẽ để cho ngày mai các ngươi càng cường đại hơn những cái kia nhìn như nhân loại cường đại bất quá là chúng ta bước vào thần vực đá cây chân ác ma nhất tộc bất ý sinh tử bởi vì tại bọn họ khái niệm ở bên trong liền không tồn tại sống hay chết vẫn lạc đối với chúng mà nói bất quá là tu vi giảm bớt mà thôi chính thức để cho chúng hưng phấn là đặt chân thần vực hoác 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 mấy trăm con ác ma gầm hét lên Tiếng gào to tại phía trên Tuyệt Vọng Bình Nguyên không ngừng mà quanh quẩn. Chương 2339: Khốn cảnh. Chương 2.339: Khốn cảnh. Đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ tại trên Tuyệt Vọng Bình Nguyên quanh quẩn, truyền đưa tới khoảng cách cực kỳ xa. Nguyên bản bảo trì tốc độ đều đặn phi độn la trình, nghe thế bao hàm khí thế thanh âm bỗng nhiên định tại trong giữa không trung, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Long tộc trưởng cùng mặt khác ba tên thượng vị chân thần sắc mặt đồng dạng cũng khó nhìn các ngươi ngừng đi xuống làm gì phía trước chính là tuyệt vọng bình nguyên rồi quái ngư vừa nói một bên tự mình xông về trước la trinh thỏ tay tay lăng không vỗ lực lượng vô hình hóa thành một cái đại thủ trực tiếp nắm quái ngư kéo nó trở về bắt ta cái gì đường ra thì ở phía trước quái ngư vừa dãy rủa lấy vừa nói la trinh căn bản lười để ý này quái ngư ngón tay hơi động một chút lực lượng vô hình kia hóa thành một cái lưới lớn đem quái ngư trói buộc ở trong đó thân hình chậm dai hướng phía phía trước trên một ngọn núi cao bỏ chạy đám người thiên long tộc trưởng theo sát phía sau leo đến này núi cao đỉnh núi về sau đám người la trinh cũng là thận trọng thò đầu ra chơi ạ à, nhiều như vậy ác ma không phải là chờ chúng ta chứ Xong đời vài tên thượng vị chân thần lập tức vẻ mặt khóc hỗ trợ các ngươi đủ tư cách khiến cái này đám ác ma như thế trận chiến thiên long tộc trưởng cười lạnh nói trên tuyệt vọng bình nguyên phân bố mấy trăm con ác ma trừ lần đó ra còn có rậm rạp chẳng trị hung vật những thứ này hung vật khí tức cũng là không kém nhất là tuyệt vọng bình nguyên sau đoan cái kia cái thân hình khổng lồ ác ma mơ hồ tích chứa khí tức đã liền thiên long tộc trưởng cũng là trong lòng run sợ như vậy nhân vật mạnh mẽ chỉ sợ cũng liền thánh nhân đều muốn nhượng bộ lui binh thiên long tộc trưởng tự nhiên không tin những thứ này ác ma là tới đối phó bọn hắn đấy có thể rốt cuộc là ai giá lâm nơi đây cần ác ma nhất tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên long tộc trưởng lẩm bẩm nói la trinh mắt nhìn xuống tuyệt vọng bình nguyên ánh mắt theo tuyệt vọng bình nguyên một đường lướt về phía mặt khác một bên nơi đó có một cái to lớn không gian chi môn vậy phiến không gian chi môn chính là thông hướng tầng thứ năm đường la trinh hỏi con quái ngư kia quái ngư hiện tại đã bị la trinh trói gô không cách nào bốn phía tán loạn chỉ có thể bị động gật đầu đúng chính là cánh cửa kia mắt kính của la trinh nháy vài cái lại lần nữa vận dụng chuyển thế hồn khí điều tra trí nhớ của hoa thiên mệnh chỉ chốc lát sau về sau la trinh trên mặt hiển lộ ra vẻ thận trọng bọn hắn đã tiến vào này không gian thông đạo rồi bọn họ là ai thiên long tộc trưởng nhìn la trinh liếc mắt ngươi biết những thứ này đám ác ma đang đợi ai la trinh gật gật đầu đông phương thuần quân hoặc có lẽ là là hào môn liên minh cái gì? Thiên Long tộc trưởng trên mặt toát ra vẻ giật mình. Hắn đương nhiên biết rõ Hào môn Liên Minh là nào hào phú tạo thành, vì mượn đường tiến vào cấm địa, hắn cũng chỉ có thể giao hảo những nhà giàu có này. Bọn hắn tiến vào tầng thứ năm, Đông Phương thuần quân là muốn không chế Thâm Uyên Ma vực. Thiên Long tộc trưởng hỏi, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Vâng La Trinh có chút gật gật đầu. Như vậy chúng ta chẳng phải là được cứu rồi. Thiên Long tộc trưởng có chút hưng phấn mặt khác ba tên thượng vị chân thần cũng lộ ra dáng tươi cười tuy nói bọn hắn tầng thứ này không có thể cùng thánh nhân đám kết giao có thể thánh nhân đám cuối cùng là nhân loại tổng sẽ không giống ác ma như vậy đối đãi đồng tộc la trinh tiếp tục gật đầu nói nên tính là trong chốc lát thừa dịp hỗn loạn ta cũng có thể thừa cơ ly khai thừa cơ ly khai thiên long tộc trưởng có chút khó hiểu la trinh tựa hồ rất cấm kỵ những cái kia thánh nhân đám ta cùng hắn có chút liên quan không nên mặt đường La Trinh nhàn nhạt nói. 67-356 La Trinh nghĩ đến tại hào môn liên minh tiến đến lúc trước dẫn đầu rời đi trước nơi đây, hiện tại xem ra là không thể nào. Cùng hào môn liên minh có liên quan thiên long tộc trưởng trong mắt có chút dị sắc. Ở trong mắt hắn, trong thần vực không có người nào có thể gây ra hào môn liên minh, cho dù là huyền nguyệt gia tộc cùng kiếm tộc cũng không thể. La Trinh hời hợt nói có chút liên quan, phỏng đoán không phải là đơn giản như vậy bất quá thiên long tộc trưởng nguyên bổn chính là dã nhân một người hắn đương nhiên sẽ không trộn lẫn những chuyện này chỉ cầu có thể chạy trốn nơi đây ngay tại lúc này trên tuyệt vọng bình nguyên gia lục đống nhiên quay đầu nhìn sang nguy rồi đám người la trinh cùng thiên long tộc trưởng lập tức đệ thấp thân thể thiên long tộc trưởng thậm chí trong nháy mắt hóa xuất đạo bao hàm đánh ra một đạo thần thông bao trùm ở trên thân mọi người này thần thông có thể ẩn nấp chúng khí tức của người gia lục đại nhân làm sao vậy một ác ma thống lĩnh hỏi tại sao phải có nhân loại xuất hiện ở bên kia gia lục nhàn nhạt mà hỏi ánh mắt của ác ma thống lĩnh kia nhìn ra xa phía bên phải sân mạch lập tức cười lạnh một tiếng nói lúc trước có báo cáo đoán chừng là chuyển thế chi địa bên kia chui ra ngoài mấy con chuột nhỏ đem những cái kia con chuột nhỏ bóc chết ta không hy vọng có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào gia lục thản nhiên nói phải gia lục đại nhân nếu như hắc hỏa không có có thể làm được vị ác ma thống lĩnh này chỉ có thể tự thân xuất mã chỉ thấy ác ma thống lĩnh này phất phất tay một cự điểu hạ thấp tại trước mặt hắn hắn nhảy lên cự điểu liền chở ác ma thống lĩnh này kéo lên dựng lên hướng phía phía bên phải sơn mạch bay vút qua đám người la trinh vì để tránh cho bị phát hiện thân thức đã thật sớm thu liễm cho đến la trinh nghe được cự điểu cánh hốt phiến thanh âm hắn mới ngẩng đầu lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ không cần né, đã bị phát hiện rồi. Ác ma thống lĩnh kia đứng ở cự điểu bên trên, mắt nhìn xuống đám người La Trinh, sấm xét bình thường thanh âm đã bao trùm xuống, mặc kệ các ngươi những thứ này con chuột nhỏ từ đâu chui ra ngoài, ngoan ngoắn bó tay chịu chói, còn có một chút cơ hội sống sót. Ô, 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 NG. Vừa nói, ác ma thống lĩnh này dơ lên một thanh màu đỏ thấm tam xoa kích, cái kia tam xoa kích mặt ngoài có nhàn nhạt năng lượng màu đỏ bao quanh thiên long tộc trưởng cảm nhận được cổ năng lượng kia uy thế mỹ mắt run rẩy vài cái này con ác ma so với trước đó hắc hỏa kia lợi hại hơn rất nhiều cái kia ba tên thượng vị chân thần thì là lạnh run loại này tầng diện đọ sức đã không phải là bọn hắn có thể tham dự la trinh sắc mặt giữ vững bình tĩnh ánh mắt xéo qua tức thì lướt về phía tuyệt vọng bình nguyên cuối cái kia phiến không gian chi môn bài đù tẩu tắc lửa phụ sinh bách luyện thành thần cơ hội duy nhất của hắn chính là thừa dịp song phương giao thủ tại lẫn vào lúc rối loạn lặng yên ly khai thông qua trí nhớ của hoa thiên mệnh la trinh đã biết đông phương thuần quân một đoàn người khoảng cách không gian thông đạo cửa ra vào gần vô cùng ác ma thống lĩnh nhìn la trinh một đoàn người không hề có động tinh gì cười một tiếng dữ tợn kéo dài thời gian sao vậy để cho ta chấm dứt các ngươi nó lời nói mới vừa nói phân nửa cái kia phiến không gian lớn cửa bỗng nhiên lóe ra một đạo đậm đặc qua mang hơn mười đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng xuất ra đông phương thuần quân đã xuất lính hào môn liên minh chúng sinh đặt chân tầng thứ sáu ác ma thống lĩnh kia chú ý lực bị hấp dẫn tới ngay tại lúc này ánh mắt của la Trinh bỗng nhiên lóe lên thưa ảnh kiếm đã sôi nổi nơi tay thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ác ma thống lĩnh tật bắn đi Phản ứng của ác ma thống lĩnh kia cũng là cực nhanh, chứng kiến La Trinh tại dưới bực này tình huống còn dám động thủ, lập tức cười lạnh một tiếng, trong tay Tam Xoa kích đã hướng phía La Trinh vào đầu đâm tới. Chương 2340 thừa dịp loạn mà chạy. Chương 2.400 thừa dịp loạn mà chạy. Gia Lục cũng không có chú ý La Trinh động tĩnh bên này, mà là đem tất cả tâm thần đều đặt ở truyền tống chi môn bên trên. Làm Đông Vương thuần quân xuất lĩnh chúng thánh vượt qua truyền tống thông đạo trong nháy mắt gia lục thanh em hùng hậu đã vang lên chư vị các tướng sĩ là lúc này rồi lấy ngàn mà tính thâm nguyên ma sử bên ngoài thân bỗng nhiên nhảy ra kim quang óng ánh về phía trước chen trúc mà đi những kim quang này có thể để cho chúng khỏi bị đạo hởn thần thông uy năng tuy nói thực lực của bản thân thâm nguyên ma sử chưa đủ mà đối kháng thánh nhân thậm chí ngay cả đại viên mãn chân thần cũng thì không bằng có thể chúng đặc biệt thiên phú xử lý cũng hết sức khó giải quyết đông vương thuần quân mới vừa bước ra truyền thống thông đạo thấy một màn như vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh ánh mắt trông về phía xa phía dưới đã đã rơi vào tại chỗ rất xa đại ác ma trên thân gia lục chư vị đại viên màn đám ít thâm viên ma sử này giao cho các ngươi xử lý những người khác đi đánh chết ác ma mục hải cực lãnh diệu đường luân đi theo ta hào môn liên minh bên trong cũng chia thân sơ mục hải cực lãnh diệu cùng đường luân là đông phương thuần quân tín nhiệm nhất ba người hạ lệnh về sau ba tên thánh nhân đã là nhảy lên một cái hóa thành ba luồng sáng lấp lánh hướng phía gia lục bay trốn đi tại bọn họ bay vút tuyệt vọng bình nguyên thời khắc trên bầu trời mười mấy cự điểu nhao nhao vây tụ tới đây tưởng muốn đưa bọn chúng ngăn chặn ở nhưng ít cự điểu này còn không có tới gần cũng đã hóa thành một đoàn ngọn lửa đi đôi với một hồi tiếng kêu thê lương từ trên cao rơi xuống dưới Cú a đường luân chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua ít cự điều này căn bản không đủ tư cách ngăn trở bọn hắn gia lục đứng tại chỗ cũng không có nhúc nhích chẳng qua là mắt lạnh nhìn ba tên thánh nhân thẳng đến tới mình thời khắc này đám người mục huyết dung đã hóa thành một đạo huyết quang xông về tuyệt vọng bình nguyên bước vào tuyệt vọng bình nguyên thời khắc nàng cũng cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ nhanh chóng trôi qua bất quá tu đến nàng tình cảnh như vậy sinh cơ trong cơ thể dồi dào đến cực điểm điểm ấy mất đi tốc độ cũng không coi vào đâu vụt đi đôi với một đạo giòn vang nhục thể của một thâm viên ma sử đã bị chém thành hai đoạn thực lực của ít bản thân thâm viên ma sử này không cách nào cùng đại viên mãn đối kháng có thể chúng không sợ thần thông chỉ có thể từng cái đánh chết đông phương thái thanh cất bước mà đi cái kia bàn tay sắt tiện tay sờ phía dưới đầu lâu của một thâm viên ma sử lập tức nổ tung kia đại viên mãn chân thần của hắn cũng là nhao nhao ra tay về phân á thánh cùng những thứ khác thánh nhân đám tức thì trực tiếp vượt qua ít thâm viên ma sử này mục tiêu của bọn hắn là những cái kia ác ma đông phương thuần quân sừng sững tại trước mặt gia lục giữa hai người hình thể giới so sánh giống như là voi cùng con mũi một dạng sai biệt cực lớn nhưng một phương là nhân loại trong nhân vật mạnh mẽ nhất một phương khác tức thì là ác ma trong mạnh nhất tồn tại nhưng sắc mặt của đông phương thuần quân bình tĩnh như trước để cho ta khống chế thâm nguyên ma vực ác ma nhất tộc các ngươi như cũng là nơi này bá chủ gia lục chằm chằm lấy trước mắt ba tên thánh nhân ánh mắt kia phảng phất là nhìn xem ba con sâu nhỏ vậy nghe được lời của đông phương thuần quân gia lục lên tiếng cười hắc hắc thâm nguyên ma vực nguyên bản là thuộc về ác ma nhất tộc ta ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép các ngươi khống chế nơi đây ta muốn mượn dùng chẳng qua là lực lượng của thâm nguyên ma vực những thứ khác hết thể ta cũng sẽ không làm vượt đông phương thuần quân tiếp tục nói Gia lục dường như đã nghe được một người vô cùng vì hoang đường chê cười, nơi này lực lượng, vĩnh viễn chỉ sẽ thuộc về ác ma nhất tộc, nhân loại các ngươi. Bất quá là con kiến mà thôi. Đông Phương thuần quân nhìn ngang con này đại ác ma, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười, vậy ngươi có thể mở mang kiến thức một chút con kiến lực lượng. 67-356 Tiếng nói vừa vừa dứt, Đông Phương thuần quân dĩ nhiên ra tay. Ô! 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 ng một cỗ đặc biệt đạo ẩn từ trong tay của đông phương thuần quân khuyết tán ra những thứ này đạo ẩn hình thành từng đạo phụ chú phụ chú giữa hai bên tụ tập rất nhanh liền biến thành một thanh kim sắc bảo kiếm thanh kiếm này ánh mắt của đường luân cùng mục hải cực cũng vì đó ngưng tụ đông phương thuần quân rất ít vận dụng vũ khí thanh kiếm này tích chứa uy năng cực kỳ khủng bố mà câu thông kiếm này đạo ẩn phức tạp như vậy cho nên ngay cả hai vị thánh nhân đều nhìn không thấu ta có thể không có hứng thú gặp nhận thức con kiến lực lượng chết da lục lật dưới tay trong tay đã hóa ra một cái thật lớn hắc cầu hướng phía ba tên thánh nhân vào đầu đánh tới ừ đường luân lạnh rên một tiếng lửa cháy mạnh cuồn cuộn từ hai chân của hắn lan tràn mà lên cả người thân thể đã hoàn toàn trừ khử hóa thành một cái thuần túy hỏa nhân bất diệt hỏa thể hóa thành bất diệt hỏa thể sau đích đường luân hai tay vung lên một đoàn điên cuồng xoay tròn bạo viêm đã nổ bắn ra mục hải cực cũng rũ ra một thanh thuần túy trường kiếm màu đen cực kỳ mạnh mẽ đạo ẩn khuyết tán ra giống như sắp xếp ba ngược lại như biển hướng bốn phương tám hướng lan truyền lập tức liền hướng phía ra lục mãnh liệt chém tới một tên thánh nhân ra tay liền có được uy thế hủy thiên diệt địa húng chi này ba tên thánh nhân đều là trong thần vực mạnh nhất mấy vị kia ầm ầm làm công kích của đường luân cùng mục hải cực cùng gia lục giao hội một cái trước mắt năng lượng chính là cao độ ngưng tụ dù cho trong thâm nguyên ma vực không gian pháp tắc hoàn toàn mất đi hiệu lực nhưng giờ khắc này không gian chung quanh như trước bắt đầu điên cuồng sụp xuống lấy trên tuyệt vọng bình nguyên hào môn liên minh cùng đám ác ma đánh chính là khó lịa khó bỏ mặt đối với la trinh ác ma thống lĩnh kia tắc đã đầu thân ở riêng thiên long tộc trưởng kinh ngạc nhìn la trinh hồn nhiên có chút không tin một màn trước mắt này xa xa từng cỗ một cường đại đạo bao hàm cùng uy năng lan truyền tới đây không chút nào ảnh hưởng đến thiên long tộc trưởng lúc trước la trinh một cước đem hắc hỏa dấm nát bày ra thực lực liền rất mạnh rồi ác ma thống lĩnh này cho dù là thiên long tộc trưởng cũng không cách nào chiến thắng thực lực chỉ sợ có thể so với cái kia đỉnh phong a thánh dĩ nhiên cũng làm bị la trinh một kiếm chém giết vừa rồi la trinh chém ra một kiếm kia trong đạo hởn hết sức phức tạp Dường như tích chứa mấy trăm loại thần đạo một dạng Thiên Long tộc trưởng một lần cho là mình hoa mắt sinh ra hào giác. Đi thôi, ánh mắt của La Trinh xẹt qua Tuyệt Vọng Bình Nguyên. Vèo. Thừa dịp như vậy lẫn vào lúc rối loạn, hắn thậm chí lưu ý đã đến đang tại tại Thâm Nguyên Ma sử kịch chiến hoa thiên mệnh. Thứ cho ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ lưu lạc Thâm Nguyên Ma vực, La Trinh thầm nghĩ. Lập tức hắn đem con quái ngư kia phóng thích về sau, mấy người theo Tuyệt Vọng Bình Nguyên một bên đi vòng hướng phía to lớn kia không gian chi môn bay trốn đi nhìn hào môn liên minh này tấm tư thế bọn hắn rất khó chiếu cố được la trinh một đoàn người rất nhanh mấy người bọn họ đã đã rơi vào không gian chi môn phía trước mà đúng lúc này đợi mới vừa chém giết mấy thâm viên ma sử mục huyết dùng, ánh mắt đúng lúc đã rơi vào trên thân la trinh cặp kiêu kỳ xinh đẹp trong con ngươi lóe ra vẻ khó tin la trinh hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ước chừng là chú ý tới ánh mắt của mục huyết dung la trinh tại bước vào cái kia không gian chi một lúc quay đầu lại hướng phía mục huyết dung mỉm cười trong lòng mục huyết dung lạnh lẽo nàng có lòng muốn đem la trinh lưu lại có thể nghĩ lại thực lực của nàng bây giờ đã vượt qua xa đối thủ của la trinh mà trong tộc các trưởng bối tức thì trong tuyệt vọng bình nguyên cùng đám ác ma ác chiến đây là cơ hội ngàn năm một thở cứ như vậy để cho hắn trốn rồi hả nhưng lại tại La Trinh thông dong bước vào không gian chi môn lúc, không gian chi môn trong lại không có phản ứng chút nào, này không gian chi môn đúng là mất hiệu lực. Chương 2341, không cách nào thoát thân. Chương 2.401 không cách nào thoát thân. Cao lớn không gian chi môn ở bên trong, không có một tia một hào không gian ba đậu Tại sao có thể như vậy Thiên Long tộc trưởng sắc mặt âm trầm nói. Tạch 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 lục ổng con quái ngư kia thì tại không gian chi môn trong xuyên tới xuyên lui chẳng qua là này không gian chi môn nếu là không có quy luật trèo trống bất quá chính là một cái khung cửa mà thôi nó như vậy xuyên tới xuyên lui làm sao có thể có hiệu quả hẳn là ác ma nhất tộc phong bế không gian chi môn la trinh nhữ mày nói ra lúc này đây hảo môn liên minh quy mô xâm chiếm ác ma nhất tộc chắc hẳn cũng là chuẩn bị đã lâu chỉ chờ cho thánh nhân đám tiến vào tầng thứ sáu về sau liền cắt đứt đường lui của bọn hắn. Đồng thời cũng liền cắt đứt đường lui của La Trinh. Làm sao bây giờ? Có thể làm cho này không gian chi môn khôi phục sao? Thiên Long Tộc trưởng hỏi. La Trinh ngẩng đầu quan sát một chút này không gian chi môn, khuôn cửa chung quanh hội tụ vô số phức tạp trận văn. Thâm nguyên ma vực cấm không gian pháp tắc, ác ma nhất tộc có thể ở cái này kiến tạo một cái không gian thông đạo, chắc hẳn cũng là hao phí không nhỏ công phu, chúng đem cắt đứt về sau, nhất thời nửa khắc căn bản không có khả năng khôi phục sợ là không được la trinh nhẹ giọng nói ra thiên long tộc trưởng cùng mấy chân thần kia ngược lại là không có gì chỉ cần hào môn liên minh thắng ác ma nhất tộc có lẽ cũng không phải làm khó bọn họ thế nhưng là la trinh lại bất đồng vô luận phương nào thắng được thắng lợi hắn đều không có kết cục tốt ngay tại la trinh suy nghĩ thời khắc mục huyết dung thanh âm thanh thúy kia bỗng nhiên khuyết tán ra La Trinh đều muốn xuyên qua thâm viên ma vực đảo tẩu. Tuy nói thánh nhân cùng ác ma giao dưới tay, tiếng nổ vang đại tác, bốn phía đều là hỗn loạn tương bừng. Có thể mục huyết dung quán chu chân nguyên thanh âm, rõ ràng chuyển tới trên tuyệt vọng bình nguyên trong thai của tất cả mọi người. Trong mắt của mục huyết dung, một trận cũng không khó khăn, chỉ cần thánh nhân, hoặc là á thánh xuất mã ngăn chặn La Trinh là được, gia hỏa này quá mấu chốt. Trình độ nào đó thậm chí so với thâm viên ma vực còn muốn mấu chốt, cho nên tại đây tình trạng nguy cấp nàng không quan tâm truyền tin tức này đưa ra la là trinh làm sao lại ở chỗ này hoa thiên mệnh sửng sốt một chút cho dù là hào môn liên minh tiến vào thâm viên ma vực cũng hao phí ra không nhỏ vẫn lạc mấy tên á thánh cùng đại viên mãn chân thần một người la là trinh làm sao có thể lưu lạc cái này cấm địa chẳng lẽ la trinh một đường đi theo của mọi người thánh đằng sau nay càng thêm không có khả năng thánh nhân đám bọn chúng thần thức cường đại cỡ nào không có khả năng đi theo lâu như vậy cũng không phát hiện có thể hoa thiên mệnh quay đầu vừa nhìn xuống đồng tử lập tức co rụt lại thật sự liền trông thấy la trinh đứng sững ở cửa không gian phía dưới hàm thanh đế bốn eo dưới đầu ánh mắt cũng đã rơi vào trên thân la trinh trong ánh mắt loe ra một câu nghi hoặc một dạng với hắn cùng hoa thiên mệnh đồng dạng cũng nghĩ không thông bất quá này nghi hoặc chăm chú duy trì một hơi trong mắt đông nhiên lóe ra một đạo tinh quang tại chỗ thánh nhân ở bên trong chỉ có hắn biết bí mật của chuyển thế chi địa la trinh cũng không phải là theo cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thâm viên ma vực đấy như vậy chỉ có khả năng từ một cái khác cửa vào tiến vào cái kia chính là chuyển thế chi địa cuối cùng năm đó hàm thanh đế cũng là từ chuyển thế chi địa ly khai ta tại chuyển thế chi địa đã bố trí xong hết thảy dù cho tìm được thạch lấm thử tiến vào bên trong cũng chắc chắn phải chết La Trinh là thế nào rời đi? Trong lòng hàm thanh đế hiện ra thật sâu kiên kỵ, tiểu tử này. Không thể lưu. Đi chết đi. 67-356 Một tên thân hình ác ma thống lĩnh khổng lồ khiêng một cây búa to, hướng phía hàm thanh đế đập xuống giữa đầu tới. Giờ phút này ác ma nhất tộc bên ngoài thần, đều lóe ra một cô hết sức bạo loạn hào quang màu đỏ. Thực lực của bản thân ác ma thống lĩnh này, đã tiếp cận với tuột cùng A Thánh, nhưng ở đằng kia cuồng bạo hào quang màu đỏ dưới kích thích càng là có được cùng thánh nhân sức đánh một trận lúc trước hàm thanh đế trả cho ác ma thống lĩnh này ác chiến mấy chục hiệp cả hai đánh chính là khó lịa khó bỏ ác ma thống lĩnh này nhìn hàm thanh đế hơi có thất thần thì là buộc phát ra tất cả lực lượng này toàn lực nhất kích đúng là muốn lấy đi tánh mạng của hàm thanh đế Hừ! hàm thanh đế lạnh rên một tiếng đột nhiên giương tay Bề rộng chừng hai trăm trượng búa lớn bổ xuống, cuối cùng bị hàm thanh đế một con tay chặn. Ác ma thống lĩnh này lập tức trợn tròn mắt, một đôi to lớn trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tạch tạch tạch, búa lớn lươi búa phía trên xuất hiện một cái thật nhỏ vết dạn này vết dạn nhanh chóng ra ra, lan tràn đến toàn bộ lưỡi búa. Này búa lớn lại là cả đều vỡ nát rồi, mà chăm chú chính là bị hàm thanh đế nhẹ nhàng đón đỡ xuống. Ô, ô ô NG Hàm thanh đế trong mắt trợt loài sáng Đã cầm theo trường kiếm bay vút hướng ác ma thống lĩnh này Đầu óc của ác ma thống lĩnh chuyển cũng là cực nhanh Nó biết trước mắt người này thánh nhân thực lực vượt xa tưởng tượng của nó Nguyên lai like lúc trước đối thủ này căn bản cũng không có chăm chú Hô Thân thể khổng lồ kia cũng là nhảy lên một cái Tưởng muốn bỏ chạy Có thể tốc độ của nó thì như thế nào hơn được hàm thanh đế mới vừa vặn chui ra khỏi hai thân vị cũng cảm giác trên bụng của chính mình truyền đến vẻ lạnh lẽo đồng thời một thanh âm đạm đam truyền lại mà đến một kiếm đoạn thiên địa trong một kiếm này lại mơ hồ ẩn chứa đạo chi chân ý cái kia cao tới ba bốn trăm trượng thân thể cứ như vậy bị sạch sẽ gọn gàng chém thành hai nửa căn bản không hề có lực hoàn thủ hàng thanh đế hao tổn tâm cơ gia nhập hào môn liên minh có thể không phải là vì trợ giúp đông phương thuần quân khống chế thâm viên ma vực đấy huống chi hắn như biểu hiện mạnh mẽ quá đáng tất nhiên sẽ bị đông phương thuần quân kiên kỵ giao thủ với ác ma thống lĩnh này hắn lại như vậy xuất công không xuất lực có thể bây giờ thì khác hắn trước phải bắt được la trinh đang lúc hàm thanh đế ý định thẳng đến la trinh mà đi thời khắc phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ thật to Bành! ảnh đi đôi với một đạo cường quang một đạo thân hình bắn ngược lại tại hàm thanh đế phía trước bên trên bình nguyên đập ra một cái hố to đông phương thuần quân ngật đứng ở cự trong hầm vừa rồi hắn là ngạnh kháng ra lục một chiều quần áo trên người hơi có tổn hại nhưng trong đôi mắt tràn đầy chiến ý ánh mắt của hắn có chút liếc mắt hàm thanh đế liếc mắt lập tức nói ra thực lực của thanh đế huynh nổi bật ít ác ma thống lĩnh này thật sự không dễ ứng phó liền cần thanh đế huynh nhiều hơn trông năm rồi dứt lời đông phương thuần quân lại lần nữa hóa thành nhất trận phong xông về tuyệt vọng bình nguyên cuối gia lục lão hồ ly này trong lòng hàm thanh đế có chút giận dữ hắn tự nhiên biết đông phương thuần quân đối với chính mình trong lòng còn có kiên kỵ nhưng bây giờ đông phương thuần quân đường luân cùng mục hải cực ba người muốn cuốn lấy gia lục không rảnh phân tâm cũng là hắn thời cơ tốt nhất một trong có thể đông phương thuần quân nói như vậy hiển nhiên là muốn giữ lại mình trên chiến trường hắn nhìn xem la chính đã hướng phía tuyệt vọng bình nguyên bên trái bỏ chạy tâm niệm chính là hơi động một chút bắt hắn lại hàm lưu tô cùng hàm sơ nguyệt còn có hàm thương yên ba người cũng đang cùng đám thâm nguyên ma sử ác chiến ở bên trong ba người bọn họ phối hợp lẫn nhau phía dưới giống như tâm linh tương thông một người cho dù ba người bọn hắn đều là vừa vừa bước vào đại viên mãn cảnh có thể liên thủ biểu hiện ra thực lực đúng là vượt xa bình thường đại viên mãn chân thần Giờ phút này ba người bọn họ đỗng nhiên dừng tay, ánh mắt hướng phía tuyệt vọng bình nguyên bên trái ngưng tụ đã tập trung vào La Trinh về sau, ba người đồng thời nhảy lên một cái, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía La Trinh cái hướng kia lao đi. Chương 2342 Truy binh Chương 2.402 Truy binh trong tuyệt vọng bình nguyên thập phần hỗn loạn, tuy nói thánh nhân đám lâm vào trong lúc kích chiến, nhưng tổng thể cục diện chiếm cứ lấy tương đối lớn ưu thế bất quá thánh nhân đám cũng biết thâm nguyên ma vực cũng không phải dễ dàng như vậy bắt xuống đám ác ma nếu như chịu ở chỗ này giao thủ nhất định là có lưu hậu thủ gì đông phương thuần quân bên này dính dáng ra lục nhưng là lạng yên quan sát đến toàn cục mục huyết dung đang nhắc nhở về sau hắn đương nhiên cũng phát hiện là trinh đông phương thuần quân phát hiện là trinh về sau cũng là trong đầu hồ đồ tiểu tử này không khỏi cũng quá thần địa phương quỷ gì đều có thể chui vào hắn đoạn đường này xuất lĩnh chúng thánh tiến vào tầng thứ sáu cũng đã trải qua phiền thoái không nhỏ la trinh này chính là đại viên mãn cảnh rốt cuộc là dựa vào cái gì xuất hiện ở nơi này bất quá cũng tốt hắn gấp suy nghĩ muốn không chế thâm viên ma vực một nguyên nhân quan trọng liền là đúng đối kháng vực ngoại cái kia ít bị ngạ cảnh nếu là có thể bắt được la trinh cũng là một nặng nề thẻ đánh bạc dù gì hắn cũng có thể thông qua la trinh hiểu rõ cái kia ít bị ngạn cảnh cực giả trong nháy mắt những thứ này lung tung kia ý niệm trong đầu đã sáng ngời qua hắn náo hải t e r u i e -n, n c u a t u i n, -n e t sau đó môi hắn hơi động một chút đã là chân nguyên truyền âm ra ngoài đông phương ra đường ra còn có trong mục ra có tất cả một tên á thánh nhận được đông phương thuần quân truyền âm ánh mắt của bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía tuyệt vọng bình nguyên cánh bắc sau đó liền nhảy ra chiến đoàn đồng dạng cũng là bay về phía kia lướt bọn người kia hảo lợi hại a à, ác ma đều không phải là đối thủ của bọn hắn muốn là bọn hắn có thể tiêu diệt ác ma thì tốt rồi thật sự là thống khổ a à, liền gia lục đại nhân đều bị bọn hắn đánh bẹp ha ha quái ngư dựa vào cửa không gian một bên đúng là hưng trí bừng bừng nhìn xem cuộc hôn chiến này thiên long tộc trưởng không nói một lời sắc mặt bình tĩnh tại trên tuyệt vọng bình nguyên có chút á thánh thiên long tộc trưởng đều là quen biết chỉ cần hào môn liên minh đạt được thắng lợi hắn lần này xem như vượt qua một kiếp bất quá la trinh chỉ sợ cũ thiên long tộc trưởng nhìn xem la trinh phương hướng bỏ chạy đã vừa mới có bảy tám gã đại viên mãn truy đuổi mà đi xem ra thật sự như la trinh từng nói hắn và hào môn liên minh ở giữa thật có liên quan hơn nữa còn là không nhỏ liên quan nếu không hào môn liên minh không có đạo lý tại lúc mấu chốt này còn phân ra nhân thủ đi đuổi giết hắn chẳng qua là thực lực của la trinh vượt xa tầm thường đại viên mãn chân thần mặc dù thiên long tộc trưởng thân là a thánh đối mặt la trinh đều có tương đối lớn áp lực đặc biệt là la trinh chém giết ác ma thống lĩnh một kiếm kia một kiếm kia cho thiên long tộc trưởng áp lực cực lớn hắn là xa xa không tiếp nổi đấy những thứ này đại viên mãn dù cho xuất từ ở hào phú sợ cũng không phải là đối thủ của la trinh hy vọng la trinh huynh ngươi có thể chạy thoát La Trinh cho hắn cuối cùng là có ân tình, nếu không phải hắn, thiên long tộc trưởng sợ là đã bỏ mạng ở chuyển thế chi địa. 67-356 Ngay tại thiên long tộc trưởng thầm nghĩ thời khắc, trên tuyệt vọng bình nguyên lại lần nữa thoát ra ba đạo nhân ảnh. Ba tên A Thánh Ánh mắt của thiên long tộc trưởng có chút co rụt lại. Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ, Đường Sầu Cùng đại viên mạng giống nhau, A Thánh bên trong cũng chia thực lực cao thấp tốt cùng đại viên mãn chân thần tỉ như thực lực của đông phương thái thanh đối mặt bình thường á thánh cũng không kém bao nhiêu như thiên long tộc trưởng loại này hào phú ra á thánh thì không cách nào chiến thắng đông phương thái thanh đấy mà đông phương cầu mục thiên thủ cùng đường sầu này ba tên á thánh cho dù là hào trong môn rất nhiều á thánh ở bên trong cũng là đứng đầu tồn tại bọn hắn cùng thiên long tộc trưởng đều là á thánh nhưng thực lực vượt qua nhiều lắm ba người này vậy mà cũng ra tay là trinh huynh sợ là lành ít giữ nhiều nghĩ tới đây thiên long tộc trưởng nhịn không được thở dài một hơi hắn hiện tại cố tình cũng là vô lực chỉ có thể yên lặng hy vọng la trinh có thể bình yên đào thoát tại mục huyết dung nhắc nhở chúng thánh thời khác, la trinh đã quyết đoán lựa chọn chạy trốn có một điểm trong lòng hắn vô cùng xác định mặc dù là rơi vào ác trong ma thủ cũng so với rơi vào đông phương thuần quân trong tay mạnh hơn Lướt qua tuyệt vọng Bình Nguyên bên trái sơn mạch về sau, phía trước không ngờ là một mảnh to lớn biển nham thạch nóng chảy. Không có lựa chọn khác phía dưới, La Trinh không chút do dự, tại biển nham thạch nóng chảy mặt ngoài phi đột, đồng thời đem thần thức khuyết tán ra. Có người đổi tới. La Trinh lan truyền thần thức lập tức đã cảm giác được sau lưng có ba đạo khí tức. Đó là khí tức của đại viên mãn chân thần. Chẳng qua là ba tên đại viên mãn chân thần. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái mới vừa trở về thần vực lúc la trinh đã bày ra qua thực lực của chính mình đông phương thuần quân nên biết đại viên mãn chân thần là không có tư cách lưu lại hắn đừng nói là ba người coi như là ba mươi người chỉ sợ cũng không có cái này năng lực la trinh cũng lười để ý chẳng qua là trong đầu buồn bực tại đây mở mịt biển nham thạch nóng chạy trên bay vút lấy có thể la trinh không biết là tuyệt vọng bình nguyên phía bên phải là ác ma nhất tộc nông trường trong đó hung vật cơ bản đều thuộc về của bọn hắn lương thực mà bên trái thì là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt vọng chi hải cái địa phương quỷ quái này dù cho là ác ma đám cũng không quá nguyện ý giao thiệp với ừ ngực ừ ngực ừ ngực chính là la trinh tốc độ cao đi về phía trước thời khắc phía dưới biển nham thạch nóng chạy trong bỗng nhiên hiện ra từng tầng một gọn sóng chứng kiến biển nham thạch nóng chạy nội bộ động tĩnh lông mày của la trinh lập tức nhíu một cái hắn cảm nhận được tám chín cỗ khí tức cường đại từ biển nham thạch nóng chạy phía dưới truyền đến lôi hình hóa ý đùng từ trên lưng la trinh hóa ra một đôi to lớn lôi xí độ tốc càng là bạo tăng thêm vài phần nhưng lại tại la trinh bay nhanh thời khắc biển nham thạch nóng chạy trong bỗng nhiên thỏ ra mấy vật lớn cành càng ngăn cản đường đi của la trinh rầm rầm quần cuộn nham thạch nóng chạy văng từ phía cái kia một cây cây dài nhỏ mà to lớn đầu rắn mỗi một cái đầu rắn mặt ngoài đều hiện ra kim là tầm thường màu sắc chúng đối mặt với la trinh tản ra một cỗ hung hãn khí tước sinh tồn ở biển nham thạch nóng chạy trong cựu đầu xà la trinh cũng không có hứng thú suy đoán cựu đầu xà này đến từ chính bao nhiêu cái truyền thuyết không đợi những thứ này đầu rắn hướng chính mình cắn tới la trinh đã chém ra vài kiếm hiu 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 chiếu uu những cái kia kiếm quang còn trên không trung bay vút thời khắc la trinh đã triển khai lôi xí nhanh chóng lạp thăng độ cao của chính mình tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy hắn không có rảnh cùng những thứ này hung vật chơi đùa ngao ngao ai biết này trong nham thạch cựu đầu xà dơ thẳng lên trời phát ra một trận gào thét về sau chín đầu lâu khổng lồ đỗng nhiên bắt đầu vô hạn duyên thân thẳng đến la trinh mà tới chúng tốc độ này lại so với la trinh tốc độ đi về phía trước còn nhanh hơn vài phần trong đó ba cái đầu lâu càng là lượn quanh tại la trinh phía trước muốn chặn đứng đường đi của la trinh phiền thoái bát khúc phi yên đạo pháp tự nhiên chân ý thân thể của la trinh tại thời khắc này trở nên hết sức nhanh nhẹn trên không trung gây ra một cái quỷ dị đường nhỏ từ những thứ này đầu rắn trong lướt tới cái kia cựu cá xà đầu há miệng to như chậu máu luân phiên cắn xé nhưng đều chỉ có thể cắn chúng La Trinh sau lưng tàn ảnh mà thôi. Nhưng lại tại cựu đầu xà này cản trở xuống. Sau lưng những truy binh kia, khoảng cách La Trinh chính là càng gần. La Trinh một cái quay thân tránh đi những thứ này cựu đầu xà công kích thời khắc, ánh mắt lập tức động lại, lúc này mới phát hiện đi theo mà đến lại là Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt. Chương 2343: Hắc thủy vực. Chương 2.403 hát thủy vực hàm ra ba người hình thành một cái đặc thù pháp trận trong đó hàm lưu tô cầm đầu hàm thương yên cùng hàm sơ nguyệt tức thì ở vào hai bên ba người thế tới cực nhanh la trinh tại cửu đầu xà ngăn trở hạ hơi có dừng lại ba người đã đi theo mà đến trong chuyển thế chi địa la trinh đã biết được bí mật của hàm thanh đế càng là biết rõ ba người bọn họ ký ức chi hỏa đều bị bôi biến mất hiện tại ba người này cũng không phải hắn lúc trước biết ba người la trinh đánh giá ba người liếp mắt hắn cũng không có chút nào dừng lại hiện tại đi theo mà đến chẳng qua là hàm ra ba người nếu là chờ một chút chỉ sợ cũng không phải là đại viên mãn chân thần rồi mà là a thánh thánh nhân rồi hắn ngược lại là muốn trợ giúp hàm lưu tô bọn hắn khôi phục ký ức chi hỏa nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc la trinh như mây mù bình thường từ chín cái đầu trong mặt sau khi đi qua lập tức chạy xa mà đi hành động này tựa hồ đem cựu đầu xà này chọc giận chúng đuổi không kịp la trinh đúng là đem lửa giận thích đặt ở hàm ra ba trên thân người ngao ngao tất cả đầu rắn đồng thời mở ra nhắm ngay đám người hàm lưu tô phun ra từng đạo huyết cầu cầm đầu từ trong cặp mắt hàm lưu tô ánh sáng tím nhẹ nhàng lóe lên ba người chỗ bố trí pháp trận ở bên trong đông nhiên lóe ra một cỗ hào quang màu tím nhạt đạo của hàm sơ nguyệt cùng hàm thương yên bao hàm thông qua pháp trận này đều chuyển đưa cho hàm lưu tô Tử Diễm Kiếm. Pháp trận này nguyên lai like là một cái hợp kích đại trận, chính là hàm thanh đế tự tay bố trí xuống. Hàm ra ba đứa con tâm ý tương thông, phối hợp hợp kích đại trận này, thực lực thì là gia tăng gấp mấy lần. Mắt thấy ít cựu đầu xà kia phun ra huyết cầu bay vụt mà đến, hàm lưu tô trong tay một chút tử sắc hỏa kiếm nhẹ nhàng giơ lên. Xẹt xẹt xẹt. Tử sắc hỏa kiếm lập tức chia ra thành mấy chục cây kiếm nhỏ. Những thứ này tiểu kiếm phân loạn nổ bắn ra đi, một ít tiểu kiếm xuyên thấu huyết sắc quang cầu về sau liền đem cái kia huyết cầu cháy sạch sẽ mà càng nhiều nữa tiểu kiếm tức thì đánh về phía cựu đầu xà kia nay cựu đầu xà hình thể to lớn nhưng tốc độ rất là chậm chạp trong nháy mắt những cái kia tiểu kiếm liền đã đánh vào này cựu đầu xà trong thân thể những thứ này tiểu kiếm bất quá bàn tay một kích cỡ mà cựu đầu xà mỗi một cái đầu rắn đều có dài hàng trăm trượng rộng vài trượng cho nên đánh vào trong cơ thể nó căn bản nhìn không ra thương thế hàm lưu tô trong mắt tử mang lại lần nữa lóe lên trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ bạo soát cái kia chín cái đầu trên cổ của lập tức huyết tán ra nóng bỏng ngọn lửa tím cựu đầu xa khổng lồ này một bên chu lên một bên ngã xuống biển nham thạch nóng chạy trong mà cái kia ngọn lửa tím cũng là vô cùng hung hãn dù cho lẫn vào trong nham thạch như cũ mãnh liệt thiêu đốt lên Bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đem cựu đầu xà này đốt sạch sẽ, thậm chí biển nham thạch nóng chảy mặt ngoài hình thành một đạo phóng lên trời tử sắc hỏa diễm. Lưu Tô bước vào đại viên mãn về sau, màu tím tiết dị hỏa trở nên càng cường đại rồi. La Trinh bay về phía trước trốn mau trốn thời khắc, cũng quay đầu xem trường sau lưng tình hình. Tuy nói cựu đầu xà này không tính là đặc biệt cường đại hung vật, La Trinh cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, chỉ là hắn vì bỏ chạy, tự nhiên sẽ không xuất thủ đánh chết giữ nó lại đến ngược lại có thể ngăn trở thoáng một phát hàm ra ba người không nghĩ tới hàm lưu tô vừa ra tay liền đem cựu đầu xà này đốt sạch sẽ 67-356 đuổi theo hàm lưu tô lãnh đạm nói một câu trong ba người trong pháp trận hào quang loại lên nhanh chóng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn theo đuôi la trình đuổi theo mắt thấy ba người mới vừa rời đi mục huyết dung đông phương thái thanh phương hận thiếu mấy người cũng theo tới trải qua lần trước thảm bại bọn hắn đã biết chính mình cũng không phải là đối thủ của la trinh đọc trùy hệ lời có thể chúng chính là không cam lòng la trinh tại bọn họ trước mắt đào tẩu huống chi tại bọn họ đằng sau còn có trong tộc ca thánh hàm lưu tô tiểu nha đầu kia mới vừa vặn bước vào đại viên mãn lại có như năng lực này mục huyết dung trải qua cái kia cựu đầu xà bị thiêu hủy giờ địa phương nhìn xem biển nham thạch nóng chạy trên quần cuộn thiêu đốt tử hỏa ánh mắt không ngừng loại ra. Ba người bọn hắn, rất kỳ quái, vô luận là tính tình hay là thực lực, đều trở nên thập phần quỷ dị đông phương thái thanh sắc mặt ngưng trọng nói. Liên vào lúc đó, từ sau lưng của bọn hắn lại có ba bóng người bay vút đến, đương nhiên đó là đông phương cầu, mục thiên thủ, đường sầu ba tên A Thánh. Này ba tên Á Thánh là đã lấy được chỉ thị của Đông Phương Thuần Quân sau mới xuất động, tự nhiên là muốn chế một chút, nhưng bây giờ đã đuổi theo tới tiên tiến hậu hậu mấy đám người ở nơi này biển nham thạch nóng chạy trên không ngừng mà bay vút lấy khí tức nóng rực từ biển nham thạch nóng chạy trên búp hơi đi lên ánh chiếu vào la trinh trên mặt hắn xác mặt tuy rằng bảo trì bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có một tí lo nghĩ không có con quái ngư kia dẫn đường căn bản không biết phía trước chô đến nơi nào vạn nhất lâm vào có chút cường đại chô ở sao huyệt có thể gặp phiền toái hơn nữa người đứng phía sau càng là không thể thoát khỏi hàm ra ba người theo sát phía sau càng xa xăm mấy đạo độn quang trong để lộ ra khí tức càng cường đại hơn ít nhất có được á thánh tu vi ngay tại la trinh suy tư như thế nào thoát thân thời khắc liên miên không dứt biển nham thạch nóng chạy đã đến phần cuối thay vào đó thì là một cái màu đen đường ven biển mới đầu la trinh chứng kiến này màu đen đường ven biển còn có chút kỳ quái Chờ cho hắn tới gần nơi này đường ven biển về sau, ánh mắt cẩn thận ngưng tụ phía dưới, lúc này mới thấy rõ, đây căn bản cũng không phải là cái gì đường ven biển, mà là một mảnh màu đen thủy lùi hải vực. Này màu đen đường ven biển là hai mảnh thủy vực điểm tụ, chỉ có điều một bên là nham thạch nóng chảy, một bên là hát thủy. Giữa hai người giới hạn vô cùng rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Đây là địa phương quỷ gì? Phía trước mở mịt hát thủy ở bên trong lộ ra một tia quỷ dị. Phảng phất là một mảnh tuyệt đối từ địa, không có chút nào tức giận. Nếu như là lúc khác đụng phải loại địa phương này, nếu như không tất yếu, La Trinh tuyệt đối sẽ đi vòng. Nhưng hiện tại hắn căn bản không có lựa chọn khác. La Trinh chẳng qua là hơi có do dự, liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi bén nhọn tiếng rít. Chíu. U. Một đạo không ngừng quanh quẩn tử sắc hỏa kiếm đã thẳng đến La Trinh mà đến hàm lưu tô lại cách mấy ngàn trượng khoảng cách đánh ra một kiếm la trinh xoay người một cái phía dưới tránh được một cái này hỏa kiếm lại lần nữa triển khai lôi xí trốn vào này hát thủy khu vực hàm ra ba người không chút do dự tiếp tục đuổi tiến vào nhưng đông phương cầu mục thiên thủ đường sâu còn có mục huyết dung cùng đại viên mãn đã đến nơi đây sau trên mặt tức thì toát ra vẻ mặt ngưng trọng đây là cái gì thủy vực đen thui không có chút nào tức giận Đông Phương Cầu nhiễu mày nói ra. Nơi đây dù sao cũng là Thâm Nguyên Ma Vực, khắp nơi đều là tuyệt địa, hiểm địa. Dù cho tu vi của bọn hắn cực cao, nhưng quá đa số thời điểm đều không thể không thận trọng. Mặc kệ, chỉ cần đừng để cho tiểu tử kia chạy thoát. Mục huyết dung nhìn qua xa xa nói ra. Tuy tiện tiến vào bên trong, chỉ có thể là chịu chết mục Thiên Thủ suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Dung Nhi, mấy người các ngươi đi về trước đi đuổi giết chuyện của La Trinh liền giao cho ta đám tốt rồi. Tại mấy vị Á Thánh trưởng bối trong mắt, mục huyết dung bọn hắn là có cơ hội kế thừa Thâm Viên Ma Vực đấy, như vẫn lạc trong đó thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa đối phó La Trình, ba người bọn họ là đủ. Làm ra quyết đoán về sau, ba tên Á Thánh liền truy vào nhập hát Thủy Vực. Chương 2344 nói toạc ra. Chương 2.404 nói toạc ra. Này ít đại viên mãn chân thần cũng không nguyện ý buông tha cho. Chẳng qua là trưởng bối phân phó xuống, bọn hắn lại không thể không nghe. Hùng chi thực lực của La Trinh bây giờ, vượt qua xa bọn hắn có thể địch nổi. Cuối cùng, mục huyết dung khe cắn môi chỉ có thể lựa chọn đi vào vèo. Vèo. Một đạo tử sắc hỏa kiếm, tại trên không hắc thủy vực xẹt qua, hướng phía La Trinh nổ bắn ra mà tới. Hàm lưu tô liên tiếp hai bà già tay công kích La Trinh thân thể của la trinh đột nhiên hướng xuống ngốn léo tử xác hỏa kiếm kia cũng là theo đuôi tới theo la trinh đột nhiên sách khởi thân hình đã mất đi chính xác tử xác hỏa kiếm trực tiếp đánh hát thủy trong tử xác dị hỏa va chạm vào hát hỏa sau lập tức dập tắt biến mất không còn một mảnh này hát thủy la trinh thấy một màn như vậy mặt bên trên lập tức xuất hiện vẻ thận trọng hắn biết rõ hàm lưu tô tử sắc dị hỏa kia đáng sợ hầu như không gì không thiêu cháy nhất là hàm lưu tô hiện tại tu vi tiến nhanh phía dưới vừa rồi không chỉ có đem cựu đầu xà kia đốt sạch sẽ thậm chí đem trong thâm viên ma vực biển nham thạch nóng chảy đều đốt mà khi tử sắc dị hỏa kia đụng phải hát thủy về sau đúng là bỗng nhiên dập tắt không biết này hát thủy đến cùng là cái gì chính đang suy tư thời khắc sau lưng truyền đến một thanh âm lãnh đạo người đi qua chuyển thế chi địa đúng không hàm lưu tô mở miệng hỏi ba người bọn họ làm một thể phi độn tốc độ so với la trinh còn muốn mo hơn một chút cùng la trinh khoảng cách ở giữa dần dần rút ngắn phải thì sao la trinh thản nhiên nói ngươi đang ở đây chuyển thế chi địa gặp được cái gì hàm lưu tô lại hỏi la trinh quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua cách đó không xa hàm lưu tô tại sao phải nói cho ngươi biết thật sao hàm lưu tô trên mặt trồi lên một hơi khí lạnh ngón tay có chút vừa bấm bên người nàng hàm sơ nguyệt cùng hàm thương yên đồng thời cũng kích phát trung ương đại trận từ xác dị hỏa đại thịnh phía dưới dường như dây leo bình thường trên không trung sinh trường tốt biến thành một cái tử hỏa đại trận hướng phía la trinh bao phủ xuống la trinh có lòng muốn né tránh nhưng đã là không kịp vèo 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 đem la trinh vây khốn đồng thời hàm lưu tô hàm sơ nguyệt còn có hàm thương yên ba người nhất thời tách ra ngật đứng ở tử hỏa đại trận này ba cái phương vị bên trên này ba cái phương vị chính là tử hỏa đại trận này ba cái tâm trận 67-356 khốn thiên tỏa long trận này phối hợp tử sắc dị hỏa của ta đỉnh phong á thánh đều ra không được hàm lưu tô cười lạnh nói hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết tử sắc dị hỏa của hàm lưu tô hết sức đặc thù một khi thiêu cháy đã liền thánh nhân cũng muốn tránh lui ba người bọn họ liên thủ lợi dụng từ sắc dị hỏa này bảy trận hoàn toàn chính xác có khả năng vây khôn thánh nhân khốn thiên tỏa long trận điểm trọng yếu nhất đó là có thể khóa bế không gian cho dù là đỉnh phong á thánh bị khốn trụ sau cũng không cách nào vận dụng đại na di. trong thâm nguyên ma vực này nguyên bản là không cách nào đại na di. hoàn cảnh càng là đối với bọn hắn có lợi sừng sững trong khốn thiên tỏa long trận ương la trình, sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì hắn quan sát một chút ngọn lửa này đại trận lập tức hỏi khốn thiên tỏa lòng trận này hẳn là hàm thanh đế sáng chế thật là thập phần tuyệt diệu vâng thì như thế nào hàm lưu tô trên mặt hiển lộ ra một tia đắc ý la trinh lại nhìn chằm chằm vào hàm lưu tô nói nói ba người bọn họ cũng đã bị ngươi nắm trong tay cho nên mới có tư cách bố trí ra bực này huyền diệu trận pháp ngươi chính là hàm thanh đế ta nói đúng không hàm lưu tô nhàn nhạt lườm la trinh liếc mắt này không có quan hệ với ngươi. Hai đời đều có thể phong thánh, ngươi là người có đại khí vận, thần vực không xử bạc với ngươi, vì báo thủ, đem các nữ nhi của chính mình đều ngồi, đáng giá sao?" La Trinh lại nói. "Có ý tứ gì?" Hàm Lưu Tô thần sắc châm xuống. "Không phải ta phải nói được hiểu thêm sao? Liêu Thánh." La Trinh trực tiếp gọi phá thân phận của hắn. Nghe được câu này, Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt hàm thương yên còn có trên tuyệt vọng bình nguyên hàm thanh đế sắc mặt cũng là lớn biến bốn người thần sắc đúng là giống như đúc la trinh kia suy đoán của hắn hàm thanh đế căn bản không quan tâm cuối cùng hàm lưu tô các nàng bước vào đại viên mãn chân thần cũng là đưa tới không ít người hồ nghi nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng cái gì có thể hàm thanh đế bí mật lớn nhất cuối cùng bị trước mắt người này một câu khiếu phá đây mới là hắn kiên kỵ nhất đấy từ khi hơn hai mươi năm trước kiếp trước của hàm thanh đế trí nhớ sau khi thức tỉnh hắn vẫn ý đổ dựa vào gần đông phương thuần quân đông phương thuần quân đối với hàm gia thái quá mức cảnh giác vẫn không có quá lớn cơ lại lần này thâm huyên ma vực nhất hành hắn thế tất phải tìm được một cái thời cơ xuất thủ hắn muốn chung kết cả đông phương gia thậm chí toàn bộ hào môn liên minh như một khi để cho đông phương thuần quân biết được thân phận của hắn kết quả có thể nghĩ làm sao ngươi biết là thạch lâm thử nói cho ngươi biết Hàm lưu tô sắc mặt âm chấm hỏi. La Trinh đúng vai, vâng, cũng không phải, nó chẳng qua là nói cho chủ nhân của ta nó biết là nhạc ngâm liễu, ta lại theo trí nhớ của nhạc ngâm liễu điều tra tiếp, hết thể tự nhiên sẽ hiểu. Thì ra là thế hàm lưu tô khẽ gật đầu, gương mặt âm trầm kia trên mơ hồ phát ra mỉm cười, có thể tra được thân phận này, thật là quá để cho ta ngoài ý muốn, nhưng đáng tiếc ngươi không có cơ hội nói đi ra, hóa thành cho tàn đi. Tiếng nói hạ xuống, vây quanh khốn thiên tỏa long trận của La Trinh trong trận hình, tử hỏa đại thịnh. Xem ra hàm thanh đế thế tất yếu đem La Trinh khốn sắt trong đó. Nhìn chăm chăm vào này hừng hực giấy lên hỏa diễm, La Trinh ngược lại là khẽ lắc đầu, xem ra người đối với Lưu Tô vẫn là không có như vậy quan tâm. Có ý tứ gì? Hàm Lưu Tô cau mày hỏi. Hàm Lưu Tô không có nói cho người biết, nàng tử sắc dị hỏa này có thể đốt cháy hết thảy duy chỉ có không đốt cháy ta sao? La Trinh mỉm cười, mạnh miệng, hàm thanh đế tất nhiên là không tin. Trên tuyệt vọng bình nguyên chính hắn tâm niệm nhất động, hàm Lưu Tô nghe theo hắn mệnh lệnh liền thúc giục khốn thiên tỏa long trận, cái kia bốn phương tám hướng hỏa diễm lập tức hướng phía La Trinh chen trúc mà đến, đưa hắn hoàn toàn bao bọc trong đó, điên cuồng cháy lên. Hàm Lưu Tô đông lại tử sắc dị hỏa, coi như là thánh nhân nhiễm phải cũng sẽ tương đối phiền thoái, huống chi La Trinh chính là đại viên mãn chân thần. Rầm rầm thân hình của la trinh trong tử sắc dị hỏa này chậm rãi phấp phới chờ cho hắn từ trong tử sắc dị hỏa đi ra đúng là lông tóc không bị tổn thương chẳng qua là bên ngoài thân hiện ra vô số kim quang giống như mạ một lớp vàng bạc phật tượng thấy một màn như vậy tuyệt vọng chi trên đất hàm thanh đế cùng la trinh đối diện hàm lưu tô dường như thấy được khó tin một màn lúc này thời điểm hàm thanh đế mới mơ hồ nhớ rõ Hàm thiên tiếu lúc trước bẩm cáo với hắn sau la trinh tựa hồ có nào đó không sợ ngọn lửa thân thể, nhưng lúc đó la trinh mới chính là hạ vị chân thần, hàm thanh đế cũng chưa từng để ở trong mắt, ở đâu còn nhớ rõ. Hàm thanh đế sở dĩ lựa chọn khống chế hàm ra ba người, hay là bởi vì hàm lưu tô có đặc thù dị hỏa. Hắn trong vòng thời gian ngắn lợi dụng thạch lấm thử giao phó năng lực của hắn, đem ba người bọn họ thúc nhập đại viên mãn cảnh về sau liên thủ thực lực thậm chí có thể giết chết đỉnh phong á thánh dựa đúng là tử sắc dị hỏa của hàm lưu tô hiện tại la trinh căn bản không sợ tử sắc dị hỏa ba người bọn họ chỗ dựa lớn nhất cũng không có bệnh la trinh tại lao ra tử hỏa về sau chính là thẳng đến hàm lưu tô mà đi hàm lưu tô phản ứng cũng là không chậm chỉ lui về phía sau một bước mà hàm thương yên cùng hàm sơ nguyện tức thì tiến lên một bước Ba người bọn họ chính là lợi dụng khốn thiên tỏa lòng trận đến cùng la trinh của nhau. Nhưng mà trận pháp này chỗ lợi hại, bất quá là cái kia tử hỏa căn bản không có khả năng vây khốn khóa lại la trinh. Chương 2345 cuốn vọng. Chương 2.405 cuốn vọng. Hào hào hào. Trong nháy mắt la trinh đã phá tan mấy tầng màn lửa vọt tới trước mặt của hàm lưu tô. Một tay giống như như tia chớp thò ra, năm ngón tay bắt được đầu của hàm lưu tô cửu ngũ nhị thất nhờ vào ngươi trong lòng la trinh thầm nói hiện tại hàm lưu tô cùng hàm sơ nguyệt đều là hàm thanh đế bản thân khôi lỗi hoặc có lẽ là ở vào khoảng giữa nhân loại cùng khôi lỗi ở giữa kết quả linh hồn của các nàng còn hoàn hảo nhưng ký ức chi hỏa nhưng biến mất thay vào đó chính là vô tận ký ức chi hỏa mảnh vỡ những cái kia lung tung kia trong trí nhớ chỉ có quan hệ với các loại tu luyện cùng cảm nộ trí nhớ đã đã mất đi nguyên bản nhân cách độc hữu từ trên ý nghĩa này mà nói, các nàng chính là khôi lỗi. để cho nàng đám khôi phục chỉ có một biện pháp, chính là đem thuộc về ký ức chi hỏa của các nàng một lần nữa rót vào linh hồn. nhưng trước đó, cần biến mất trong linh hồn các nàng những thứ ngổn ngang kia chi nhớ, đồng thời đào thoát khống chế của hàm thanh đế. một điểm này la trinh không cách nào làm được, cũng chỉ có thể giao cho cựu ngũ nhị thất. la trinh mới vừa bắt lấy đầu của hàm lưu tô, cựu ngũ nhị thất đã chui vào hàm lưu tô não hải. Linh hồn của Hàm Lưu Tô cuộn thành một đoàn, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong đó. Nhưng ở linh hồn của nàng phía sau, tức thì có một cái màu vàng nhạt trùng thể, nằm dạp xuống tại trên lưng nàng. Này trùng thể đầu khuôn mặt liền cùng Hàm Thanh Đế giống như lúc. Đây là cái gì? Hàm Thanh Đế chứng kiến cựu ngũ nhị thất cái kia màu xanh tiểu quang cầu, tràn đầy vẻ kỳ quái. Nhưng mặc kệ là vật gì, xâm nhập Hàm Lưu Tô não hải cuối cùng là gây bất lợi cho hắn cái kia trùng thể mặt ngoài phát ra nhạt hào quang màu vàng chất liền hướng phía cựu ngũ nhị thất đã phát động ra linh hồn công kích đi tìm chết nhạt hào quang màu vàng liền biến thành từng đám cây linh hồn gai nhọn hướng phía quả cầu ánh sáng màu xanh lục cọ rửa mà tới tuy nói cựu ngũ nhị thất với tư cách đẳng cấp thấp nhất linh hồn thể cũng không hẳn như vậy cường đại có thể nó cuối cùng là hỗn độn cổ thần phân hồn đối kháng hàm thanh đế bố trí linh hồn còn sâu nhỏ hay vẫn là rất dễ dàng cái kia màu vàng nhạt linh hồn gai nhọn cũng tính là là cực kỳ lợi hại linh hồn công kích rồi tầm thường đại viên mãn chân thần linh hồn cũng không thể chịu được ở có thể đánh vào màu xanh lá bóng mặt ngoài thân thể đúng là không có phản ứng chút nào cựu ngũ nhị thất bên ngoài thân lục quang nhẹ nhàng loay lên trong quả cầu hương lộ ra một cái màu xanh nhạt lông tuyến xúc tu này nhanh chóng biến ảo hình dạng hóa thành hình dáng của đao hướng phía màu vàng nhạt trùng thể khe khe chém một cái cái kia trùng thể liền lặng yên không tiếng động bể hai đoạn từ hàm lưu tô linh hồn sau lưng đeo rất xuống này màu vàng nhạt trùng thể cuối cùng là linh hồn chi thể nó lại ý đồ bỏ chạy nhưng căn bản không kịp từ hàm lưu tô nao hải bỏ trốn cựu ngũ nhị thất đã ruôi ra cái kia màu xanh nhạt lông tuyến gắt gao quấn ở trùng trên hạ thể sau đó cựu ngũ nhị thất sẽ đem trùng thể trực tiếp quăng vào trong linh hồn của nó tuy nói cựu ngũ nhị thất cũng không có lớn mạnh tự thân cần bản chủ hòa não chủ cũng không cho phép chúng những thứ này phân hồn trạng thái bất quá tướng ở bên ngoài quân mạng có thể không nhận hiện tại cựu ngũ nhị thất dần dần đã có ý thức của chính mình tự nhiên không có nhiều như vậy ước thúc như vậy thôn phệ linh hồn cơ hội nó tự nhiên sẽ không bỏ qua giết chết này trùng thể sau tương đương với cắt đứt hàm lưu tô cùng hàm thanh đế ở giữa liên hệ tốt rồi cựu ngũ nhị thất đem một mặt ý thức truyền đưa cho la trinh từ kiểu ngũ nhị thất chui vào hàm lưu tô não hải, tiêu diệt cái kia màu vàng trùng thể, cũng không quá đáng một cái hô hấp thời gian. Lúc này hàm lưu tô đã đã mất đi ý thức, đầu đã đứng thẳng kéo ở một bên, hai mắt đã là vô thần. 67-356 La Trinh một chút khoác ở cánh tay của hàm lưu tô, chờ cho kiểu ngũ nhị thất linh hồn phản hồi thời khắc, thân hình hắn đã là lại lần nữa lóe lên, lại hướng phía cách đó không xa hàm sơ nguyệt năm tới bắt trước làm theo. Hàm Sơ Nguyệt trong đôi mắt nguyên bản tràn đầy vẻ đạm mạc, nhưng đã mất đi khống chế của Hàm Thanh Đế về sau, đạm mạc liền biến thành không biết giải quyết thế nào. Đã mất đi ký ức chi hỏa về sau, mặc dù nàng còn có được linh hồn, nhưng vẫn xưa cũng là một thể xác. Ra dưới tay, liền đem hai nữ tử trong khống chế của Hàm Thanh Đế giải thoát ra, bây giờ còn thừa mục tiêu kế tiếp, chính là Hàm Thương yên rồi. Nhưng lúc này đây La Trinh còn không có ra tay hàm thương yên đã là trốn bán sống bán chết hướng phía phản phương hướng cấp tốc bỏ chạy tiểu tử này làm sao có thể trên tuyệt vọng bình nguyên sắc mặt của hàm thanh đế muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn hàm ra ba đứa con bố trí ra khốn thiên tỏa long trận cũng là một đại sát thủ giản có thể đã khinh địch như vậy bị phá hắn làm sao có thể tiếp nhận mới vừa loại tình huống đó hàm thanh đế cũng chỉ có thể để cho hàm thương yên chạy trước nói sau nếu như hàm thương yên cũng bị la trinh đoạn xuống dưới hàm thanh đế hắn kia chỉ sợ thật sự phiền thoái dùng hàm thanh đế thánh nhân tu vi thì không cách nào kế thừa thâm nguyên ma vực đấy hắn tự nhiên không hy vọng cuối cùng một hàm thương yên cũng mất đi không chế ngay tại hàm thanh đế lo lắng la trinh ngược lại đuổi theo hàm thương yên thời khắc sắc mặt của hắn lại lần nữa trầm xuống hát thủy vực trên không lại có ba người cùng hàm thương yên đối với hướng mà đi đương nhiên đó là đồng phương cầu mục thiên thủ đường sầu ba người như tiểu tử này không nói toạc ra chính mình thân thế còn còn tốt nếu là vạch trần hiện đang sợ là muốn vạch mặt rồi trong mắt của hàm thanh đế hiện lên một tia vẻ lo lắng có lẽ dùng thực lực của hắn cũng không ý kỵ đông phương thuần quân nhưng hắn cũng không cho rằng bây giờ là một thời điểm tốt bởi vì hắn còn không có bắt được chân chính thẻ đánh bạc trong hát thủy vực đông phương cầu mục thiên thủ cùng đường sầu ba tên á thánh cùng hàm thương yên lướt qua nhau bọn hắn chẳng qua là nhàn nhạt liếc qua cũng không có ngăn lại hàm thương yên cuối cùng mục tiêu của bọn hắn chính là la trinh không hổ là có thể lấy một địch mười đại viên mãn chân thần một người có thể xâm nhập thâm viên ma vực tầng thứ sáu thật sự là để cho ta cùng thán phục đông phương cầu cười ha ha một tiếng cũng là hàm ra ba người ngăn trở la trinh bọn hắn ba tên á thánh mới có thể nhanh chóng đuổi theo la trinh cũng không có lựa chọn bỏ chạy hắc thủy vực này thái quá mức quỷ dị Hắn cũng không nguyện ý xâm nhập quá nhiều. Nếu như Truy binh chẳng qua là a thánh, chính mình cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu như đều thán bội phục, vậy cũng có thể rời đi La Trinh nhàn nhạt đáp lại một câu. Dứt lời, đan điển của La Trinh chỗ phát ra một hồi quang mang nhàn nhạt. Hắn muốn đem hàm sơ nguyện cùng hàm lưu tô đặt thể nội thế giới, chờ cho La Trinh thu hồi ký ức chi hỏa của các nàng, có thể để cho nàng đám khôi phục vốn là trí nhớ ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tương đối khá mục thiên thủ tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào la trinh lành lạnh nói ra ba tên a thánh đã đầy đủ có uy hiếp lực rồi bọn hắn ba tên đỉnh phong a thánh đối mặt một tên thánh nhân đều có năm chắc tất thắng huống chi la trinh chính là đại viên mãn ba cái a thánh liền để cho ta thúc thủ chịu trói la trinh nhàn nhạt lắc đầu chỉ sợ còn chưa đủ cuồng vọng đường sâu ở đâu có thể dung nhẫn một cái đại viên mãn chân thần tại trước mặt chính mình lớn lối như thế trong lúc nhất thời sát tâm tăng vọt nhưng lại tại đường sâu lộ ra sát nghiệm trong tích tắc trên đỉnh đầu của la trinh bỗng nhiên hiện ra một cái viên cầu viên tiêu bóng phát ra cách một tiếng ròn rã lập tức vỡ tan trong đó một đạo trấn hồn kiếm tản mát ra một cỗ làm thánh nhân đám đều hết sức sợ hai khí tức hướng phía đường sâu bay đi cái ẩn giả thần thông thứ một lại vào lúc đó có hiệu quả chương 2346, của ta cậy vào chương 406 của ta cậy vào trên đầu của la trinh một mực treo bảy cái ẩn giả thần thông bất quá những thứ này viên cầu cúp sau một thời gian ngắn liền ẩn nút sẽ không ở trên thị giác hiện ra la trinh điều tra cái ẩn giả thần thông thứ một chính là sát nghiệm phản chế khi có người đối với la trinh lộ ra địch lý thời khắc đạo này ẩn giả thần thông thì sẽ có hiệu quả. Cái kia trong quả cầu chấn hồn kiếm nổ bắn ra phía dưới, đã liền La Trinh cũng nhịn không được rụt cổ lại, hào hùng linh hồn uy áp phóng xuất ra, lại để cho linh hồn của La Trinh đều một hồi cứng ngắc. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là uy lực còn lại mà thôi. Đông Phương cầu cùng mục thiên thủ ở vào đường sầu hai bên, ba người bọn hắn là chính hai mặt đối với cái thanh này chấn hồn kiếm. Khi bọn hắn đối mặt cái thanh này linh hồn chi kiếm lúc, cảm giác mình như là kiến hơi nhỏ bé, cái kia mênh mông linh hồn uy áp chính là một cái vô cùng lớn cự nhân, bọn hắn căn bản không có tư cách phản kháng, cũng không có năng lực chạy trốn, cho nên ba vị á thánh cũng giống như mảnh gỗ bình thường đứng thẳng đứng ở chỗ cũ, cho đến chấn hồn kiếm đã đánh vào đường sầu não hải ba, mọi người nghe được một đạo nhẹ nhàng rên, chấn hồn kiếm tàn sát linh hồn của đường sầu về sau, mai một tại đường sầu não hải trong trong hai mắt của đường sầu tách ra một đạo lóa mắt kim quang chờ cho kim quang kia tàn đi hai mắt đã là một mảnh vô thần mờ mịt vèo đã mất đi linh hồn thể xác hướng phía phía dưới hát thủy rơi xuống đông vương cầu cùng mục thiên thủ sợ hãi hoàn toàn không có đem thân thể của đường sầu giữ chặt mặc cho kia rơi vào hát thủy bên trong xa xa còn phi độn mà chạy hàm thương yên cũng là đột nhiên quay đầu lại trên tuyệt vọng bình nguyên hàm thanh đế Thông qua hàm Thương Yên cảm nhận được một màn này, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy âm tình bất định chi sắc. Đó là cái gì? Làm sao sẽ sinh ra mạnh mẽ như vậy linh hồn công kích? Loại trình độ này linh hồn công kích, cả trong thần vực sợ đều không có ai có thể tiếp được, cho dù là bị ngạn cảnh cường giả cũng mới xúc chi tất tử. La Trinh trên mặt cũng tương tự tràn đầy vẻ hối tiếc. Hắn tuy rằng mơ hồ cảm nhận được gần giả thần thông này tương đối lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới chấn hồn kiếm kia kinh khủng như thế. Đừng nói là A Thánh đấy, chính là Thánh Nhân, bị ngạn cảnh, chỉ sợ đều có thể một kiếm chém tới linh hồn. Chém dụng đường ra một tên A Thánh, có chút lãng phí. Này sát nghiệm phản chế, chỉ cần sản sinh sát nghiệm thì sẽ phát động, vì sao trước đây cũng không phát động. Trong lòng La Trinh có chút hồ nghi. Hắn này một đường đi tới, sợ là cũng không thiếu sinh linh đối với La Trinh có sát tâm. Thì như những cái kia ác ma, lại tỉ như hàm lưu tô bọn hắn. Vì sao sớm không có phát động, chậm trễ không có phát động, hết lần này tới lần khác đối mặt đường sầu liền chém ra một kiếm này. Cuối cùng những cái kia đám ác ma đối với mình cũng có sát tâm. Bởi vì làm ác ma cũng không phải là chân chính sinh linh, mà hàm lưu tô các nàng chẳng qua là khôi lỗi kiểu ngũ nhị thất đông nhiên giải thích nói, ẩn giả thần thông là vì ứng đối có chút đặc thù tình trạng mà gây ra tại gây ra lúc trước cần rất hơn kiện đặc biệt là sát nghiệm phản chế dù sao sẽ không bởi vì một con kiến đối với ngươi sản sinh sát nghiệm nó liền đi giết chết một con kiến nó cần phân rõ đối tượng 67-356 nghe được kiểu ngũ nhị thất giải thích là trinh khẽ gật đầu vào lúc mấu chốt thứ này không chỉ có thể bảo vệ tính mạng càng là có thể tạo được nịch chuyển tác dụng tuy nói đã phát động ra một đạo ẩn giả thần thông hắn còn thừa lại sáu cái mục thiên thủ đồng tử co rút nhanh nhìn chằm chặp la trinh bọn hắn thật không nghĩ đến chính mình còn chưa kịp ra tay trước hết vẫn lạc một tên a thánh thực lực của đường sâu này không thể so với mục thiên thủ cùng đông phương cầu hắn yếu nếu là đây là la trinh thực lực chân chính hai người bọn họ hẳn quay đầu chạy đây là thủ đoạn gì đông phương cầu trầm giọng hỏi hắn cảm giác yết hầu có chút căng lên tiếng nói đều hơi mất tự nhiên la trinh ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm hắn rất hài lòng chấn hồn kiếm vi lực tại sao phải nói cho ngươi biết đây không phải năng lực của ngươi mục thiên thủ híp mắt nói ra cho dù là bị ngạn cảnh đại năng cũng không cách nào thi triển thủ đoạn như vậy hẳn là từ loại nào duy nhất một lần phát bảo tuy rằng la trinh cũng không vận dụng pháp bảo gì từ bọn hắn xem ra chấn hồn kiếm kia dường như đột nhiên bắn ra nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng suy đoán của mục thiên thủ ẩn giả thần thông nói theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn chính xác tương đương với những cái kia duy nhất một lần phát bảo chỉ là khi nào phát động lúc nào có hiệu quả không bị người sử dụng khống chế thiên thủ nói đúng thần thông như vậy há lại ngươi có thể nắm giữ dùng qua một lần kia tiên có thể sử dụng lần thứ hai ngươi nếu không có những thứ khác cậy vào cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết đông phương cầu nói xong lông mi giơ lên veo thoáng một phát từ bên hông rút ra một chút xà mâu trong mắt của đông phương cầu chỉ cần La Trinh không vận dụng vậy chờ thần thông cũng không đáng sợ bọn hắn thế nhưng là hai tên á thánh tại Phu Đảo mười mấy tên á thánh trong cũng thuộc về đỉnh phong như liên thủ liền chỉ là đại viên mãn chân thần đều không cầm được đáng thương đường sầu huynh rồi ta tự sẽ báo thù cho hắn Mục Thiên Thủ chia tay nhẹ nhàng nắm chắc từ trong miệng hắn phun ra một đạo đạo kim quang những cái kia kim quang hóa thành hình thủ kỳ quái phụ chú phụ chú dung hợp lẫn nhau về sau liền biến thành một cái thanh kim kiếm đặt trong tay hán đây là kim chú vô hình kiếm cũng là mục thiên thủ từ trong cương kim thần đạo đạo lĩnh ngộ bên ngoài thần thông la trinh ngạo nghệ đứng thẳng trên không trung to lớn lôi xí ngẫu nhiên phát ra hồ quang điện nổ tung thanh âm nhìn xem hai vị xúc thế đãi phát giá thánh khoe miệng của hắn nhẹ nhàng cười nói vậy thần thông xác thực chỉ có thể sử dụng một lần nhưng ta đích sắc còn có những thứ khác cậy vào hắn nói mà liền đem thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng nâng lên liền một câu nói kia lập tức lại để cho hai vị a thánh sắc mặt đại biến muốn nói không lo lắng nhất định là lời nói dối bọn hắn sợ la trinh lại móc ra như vậy pháp bảo khủng bố hai người bọn họ a thánh mười lần cũng không đủ cái chết cuối cùng la trinh là bị ngạn cảnh cường giả đưa vào thần vực đấy ai biết cái kia ít bị ngạn cảnh cường giả tặng cho la trinh pháp bảo gì lợi hại bất quá thừa ảnh kiếm là ngẩng lên nhưng cũng không có động tĩnh gì người dựa là cái gì mục thiên thủ có chút tức giận hỏi hắn cảm giác mình bị chơi xỏ dĩ nhiên chính là chính ta vừa mới nói xong la trinh sau lưng một đôi lôi xì ẩm ẩm triển khai bộc phát ra một đạo kinh thiên lôi minh đúng la trinh hóa thành một đạo lôi điện tay cầm thừa ảnh kiếm đã thẳng đến mục thiên thủ mà đi mục thiên thủ thật vẫn hoài nghi la trinh có hậu thủ gì hoặc là cất giấu cái gì giúp đỡ mới có thể bình tĩnh như vậy chợt nghe như vậy một cái trả lời hắn mặt mũi tràn đầy không biết nên khóc hay cười chi sắc hắn không biết một cái đại viên mãn chân thần lấy cái gì đến đối mặt hai vị đỉnh phong a thánh bất quá la trinh tiếng nói vừa vừa dứt một ít trôi thừa ảnh kiếm hướng phía mục thiên thủ vào đầu bổ chém xuống đến chỉ bằng ngươi mục thiên thủ trong mắt lộ ra một chút khinh miệt kim chú vô hình kiếm đã hướng lên nhẹ nhàng đón đỡ hắn hiển nhiên không có đem la trinh một kiếm này để ở trong mắt loảng xoảng thế nhưng là hai kiếm chạm nhau cái kia thanh kiếm vàng đúng là trực tiếp tán loạn biến thành mấy trăm cái màu vàng chú văn thấy một màn như vậy mục thiên thủ lại ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào đều dự liệu được có thể hoàn toàn không ngờ tới la trinh có thể chém vỡ kim chú vô hình kiếm của hắn cương kim thần đạo dùng cương dũng uy manh xưng Kim chú vô hình kiếm càng là từ cường kim thần đạo viên mãn giai trong hóa gia đạo ngoại thần thông, không phải dễ dàng như vậy giải tán. Chương 2347, mắt đen. Chương 2,407 mắt đen. Kiếm này vì mục thiên thủ tự ngạo chi vật, nếu bàn về chắc chắn, tại thần vực các loại pháp bảo trong có thể đứng hàng mười thứ hạng đầu tồn tại. Cung thưa ảnh kiếm nhẹ nhàng đụng vào, nhẹ nhõm tán loạn tại trước mặt mục thiên thủ, hắn tự nhiên khó mà tin được theo kim chú vô hình kiếm tán loạn đồng thời la trinh một kiếm kia đã thuận thế chém xuống cương giả giao thủ phán đoán sai lầm thường thường thì phải bỏ ra cánh mạng của chính mình la trinh nhất định nên nắm chắc cơ hội như vậy hơn nữa mục thiên thủ không cách nào đại na di khoảng cách gần như vậy hắn chắc chắn phải chết mắt thấy thừa ảnh kiếm đã đến đỉnh đầu của mục thiên thủ cách đó không xa đông phương cầu xà mâu đã hướng phía la trinh đâm tới trong lòng đông phương cầu cũng là giật mình không nhỏ nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem mục thiên thủ bị La Trinh chém, ra dưới tay, chính là thẳng đến mặt của La Trinh. Hắn không cầu đánh chết La Trinh, chẳng qua là muốn đem La Trinh bước lui. Bệnh! Một cỗ tinh thuần mà đồng bột lực lượng, từ kia xả mâu trong nổ bắn ra. Đông phương cầu thân là đông phương ra Á Thánh, thực lực của bản thân càng là so với bình thường Á Thánh cường đại hơn một bậc. Nếu thật luận thực chiến, như lưu gia tạ ra Á Thánh chưa chắc đã là đối thủ của hắn bất quá hắn cuối cùng chẳng qua là a thánh không có phong làm thánh nhân không cách nào cấu trúc hoàn vũ cuối cùng không thể vô hạn lần phục sinh mặt đối với đông phương cầu toàn lực nhất kích là trinh khẽ to mày như hắn cố ý chém giết mục thiên thủ chính mình chỉ sợ cũng xà mâu trực tiếp xuyên thủng không chết cũng muốn trọng thương rơi vào đường cùng thân hình chỉ có thể đột nhiên uốn éo bát khúc phi yên thân thể của la trinh nguyện như trang giấy bình thường dán xà mâu bay múa hướng lên manh thoan phía dưới, lại lại lần nữa thẳng hướng Đông Phương Cầu. Đến thật tốt. Đông Phương Cầu hét lớn một tiếng, cái thanh kia xả mâu đột nhiên nhắc tới. Xà mâu trên khuyết tán ra tầng tầng đạo ẩn, đặc biệt là mũi thương bên trên, mơ hổ trồi lên một đạo huyết văn. Sắt thần đạo. Phi vũ quỷ thần âm. Nông đậm đến mức tận cùng sát ý khuyết tán ra, liền đem la trinh vòng vào bên trong đó sau đó đông phương cầu xà mâu như thoi đưa một dạng trong nháy mắt đâm ra vô số lần mỗi một lần đều lưu lại một đạo xà mâu hư ảnh liếc mắt nhìn qua phảng phất có thổi phồng huyết sắc hoa tươi trong tay hắn nở rộ nhưng không có đâm chúng một thương la trinh dung hợp đạo pháp tự nhiên chân ý bát khúc phi yên có thể nói là tài năng như thần mỗi một lần xà mâu đâm phía dưới thân thể của la trinh tổng có thể tùy ý tránh đi mà lại mỗi một lần đều là sai một ly có ý tứ tuy nói thân pháp của la trinh tài năng như thần có thể đối thủ của hắn cuối cùng là đỉnh phong a thánh một phen gai nhọn không có kết quả sau đông phương cầu đã có phá giải chi pháp 67-356 đông phương cầu sắc mặt trầm ổn xà mâu đột nhiên vừa thu lại lúc này đây hắn là xà mâu không hề đâm về la trinh mà là dùng la trinh làm tâm điểm đâm về chung quanh của la trinh thân pháp của la trinh dù cho lại huyền diệu đúng là vẫn còn bắt khúc phi yên chẳng qua là sáp nhập vào đạo chi chân ý về sau lại để cho kia trở nên thần kỳ lên có thể cái này thân pháp có một khuyết điểm trí mệnh chính là chỉ có thể mượn lực lượng của người khác tiến hành né tránh đông phương cầu nhìn ra điểm ấy về sau xà mâu vây quanh quanh thân của la trinh mà đầm chính là đem la trinh khóa bế tại một không gian nhỏ hẹp trong thiên thủ huynh tiểu tử này đã không thể né tránh ra tay đi đông phương cầu cơ xà mâu Đồng thời đối với sau lưng Mục Thiên thủ nói ra. Vừa rồi Mục Thiên thủ có thể thiếu chút nữa mắc bẫy của La Trình, nếu không phải Đông Phương Cầu ở lúc mấu chốt ra tay, hắn chỉ sợ đã bị La Trình chém thành hai đoạn. Không có gì sánh kịp lực lượng, còn có quỷ thần khó lường thân pháp. Này sẽ là của ngươi dựa. Mục Thiên thủ khẽ miệng lại lần nữa hiện ra một nụ cười khinh bỉ, đặt ở đại viên mãn chân thần ở bên trong, ngươi đích xác là nổi tiếng. Có thể chỉ bằng vào những thủ đoạn này đã nghi đánh bại chúng ta mỗi khi đông phương cầu xà mâu đâm về la trinh một bên thân hình của la trinh liền biên độ nhỏ chấn động một lần nhưng thủy trung không cách nào đều rời đi ra đông phương cầu khống chế phạm vi chính là ở trong lúc cấp bách la trinh còn có thể hồi đáp là có thế nào vậy ngươi quá coi thường chúng ta mục thiên thủ lại lần nữa giơ cánh tay lên nguyên bản phân tán những cái kia màu vàng phụ trú lại lần nữa tung bay mà đến không ngừng mà lẫn nhau leo lên ngưng kết lại lần nữa hóa thành cái thanh kia kim chú vô hình kiếm. Chỉ thấy mục thiên thủ thò tay hướng phía kim kiếm chỉ một cái, nay kim kiếm va chạm phía dưới, khuyết tán ra đậm đà hơn cương kình thần đạo đạo ẩn. Ô! 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 NG! Một đạo sáng trói trí cực kim quang bắn mạnh ra, dường như lăng không ra đời nhất khỏa tinh thần vậy. Dù cho trong hát thủy vực này lại ảm đạm tại thời khắc này, phương viên mười dặm phạm vi cũng bị chiếu sáng như ngày mặt trời không lặn dùng thực lực của mục thiên thủ ta cùng thánh nhân khác nhau bất quá là tầng kia hôn thể vĩnh sinh mà thôi đơn thuần thực lực lại có vài tên thánh nhân thắng vào ta thanh âm của mục thiên thủ lạnh lùng truyền ra ngoài hôn thể vĩnh sinh ý tứ chính là đem bản thân cùng hoàn vũ hòa chung một chỗ hình thành vĩnh sinh chi thể a thánh đám cuối cùng là hướng tới năng lực này đấy cuối cùng a thánh thực lực có mạnh hơn nữa lớn cơ hội vĩnh viễn chỉ có một lần mà thánh nhân đã chết lại có thể lặp lại quang liền năng lực này mà nói sinh mạng cấp độ đã là hoàn toàn khác nhau ô ô ô NG. mục thiên thủ nhẹ nhàng nâng kiếm kim quang tùy theo chết đi dường như nắm ở trên kiếm ngôi sao màu vàng cũng do hắn trưởng không vậy ngươi nếu chỉ có điểm ấy dựa vậy đi chết đi mục thiên thủ thản nhiên nói đông phương thuần quân cho bọn hắn ra lệnh chính là đuổi giết la trinh nếu như có thể bắt sống tự nhiên là được, nếu như bắt sống không được, đem giết chết cũng không tệ. Mục thiên thủ hiển nhiên không có tính toán để cho La Trinh sống sót định đi, một kiếm kia đã không chút lựa chọn đâm ra. Đốt kim diệt kiếm. Bệnh. Một ít đạo kim sắc ánh sao sáng trói, thẳng đến La Trinh mà tới. Một kiếm này rất mạnh, nhưng không cách nào lấy tính mạng của ta, ta có thể thông qua ẩn giả thần thông làm ra bực này phán đoán sao. La Trinh giờ phút này lại còn có nhàn hạ cùng cửu ngũ nhị thất đối thoại. Ngoại trừ sát nghiệm phản chế ra, hắn não hải trong còn có phong vân độn ẩn giả thần thông này. Mà ẩn giả thần thông này tức thì là hắn được đến tử vong uy hiếp về sau, đưa hắn truyền tống ra một khoảng cách, dùng để tránh đi hiểm địa. La Trinh cũng tò mò ẩn giả thần thông là như thế nào phân biệt cái gì là tử vong uy hiếp. Chẳng lẽ ẩn giả thần thông thật có thể tự hành làm ra phán đoán? Hẳn là như thế cửu ngũ nhị thất hồi đáp, ẩn giả thần thông làm được một điểm này cũng không khó. Hiện tại phong vân độn nếu như không có đạt hiệu quả, La Trinh tự nhiên cũng tin tưởng, này ánh sao sáng chói hoặc hứa lệ hại, nhưng mình chưa hẳn không tiếp nổi. Chíu! U! La Trinh đồng dạng cũng là đưa tay, thừa ảnh kiếm tại ngược quét ngang. Cặp mắt của hắn ở giữa tình cảm trong nháy mắt cũng vô ảnh vô tung biến mất, một cố lạnh lùng khí chất nổi lên mi tâm của hắn. Chạm tinh thần đạo coi như la Trinh kích phát chạm tình thần đạo đồng thời hắc thủy vực ngay phía dưới một cặp mắt đen nhánh một mực đang len lén theo dõi đây hết thảy vô luận thượng phong á thánh đám tranh đoạt như thế nào kịch liệt cặp kia ngấp trong hắc thủy hạ ánh mắt của đều là bình tĩnh dị thường dường như hoàn toàn đưa thân vào thế ngoại mà khi la Trinh thi chuyển ra chạm tình thần đạo về sau cái kia cặp mắt đen đột nhiên co rút nhanh dường như thấy được khó tin thứ đồ vật chạm tinh thần đạo Tại sao có Trạm Tình Thần Đạo? Chẳng lẽ trong thần vực đạo này đã mở? Chương 2348: Diệt khẩu. Chương 2.408 Diệt khẩu. Cái kia cặp mắt đen nhìn chòng chọc vào La Trinh, tưởng muốn từ trên thân La Trinh nhìn ra manh mối gì. Ngay tại đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới, La Trinh đem trường kiếm đột nhiên quét ngang. Một đạo chất pháp không màu mẹ kiếm chiêu đã sử dụng ra. Dịch thân nhất kiếm theo la trinh tại trên trạm tình thần đạo càng chạy càng xa hắn hỗn hợp tại kiếm chiêu trong đồ vật cũng càng ngày càng nhiều lực lượng cường đại dung đạo năng lượng càng thuần túy sát chiêu nhưng chiêu kiếm của hắn trụ cột vẫn như cũng là dịch thần nhất kiếm cặp kia tiềm phục tại hát thủy trong hai mắt nguyên bản còn có chút hoang mang khi nhìn đến một kiếm này về sau cặp mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên dường như xác định một tin tức một dạng tất cả nghi hoặc đều biến mất không còn một mảnh Chỉ theo La Trinh dung hợp thần đạo càng nhiều, càng trọn vẹn, dung đạo năng lượng buộc phát ra huy lực cũng tăng lên gấp bội. La Trinh chém ra một kiếm này, hóa thành một đạo nhàn nhạt kiếm quang lan truyền mà ra. Mục Thiên Thủ chém ra một đạo kia phần kim diệt kiếm, đã là triển khai cực lớn sát tâm. Một kiếm này chém ra, nhất định phải đem La Trinh chém nát ấy. Lợi hại hơn nữa đại viên mãn chân thần, cuối cùng là tồn tại cực hạn hắn căn bản không tin tưởng la trinh có thể đem hắn một kiếm này kế tiếp bất quá ngay khi một kim một bạch hai đạo kiếm mang ra hội thời khắc ánh mắt của mục thiên thủ vẫn còn có chút khẩn trương la trinh cuối cùng không phải là bình thường đại viên mãn hơn nữa hắn đường đường đỉnh phong a thánh nếu như thua ở một tên đại viên mãn chân thần cái kia loại cảm giác thất bại là hắn khó có thể tiếp nhận hí kiếm quang cùng kiếm quang ở giữa lẫn nhau xé rách buộc phát ra một hồi bén nhọn gào thét này tiếng rít đủ để xé rách bình thường mảng nhĩ của chân thần làm cho người ta hoa mắt vắng đầu tại lẫn nhau xé rách đồng thời tách ra từng đạo xích điểm sáng màu vàng nóng những điểm sáng này dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra một ít điểm sáng đánh vào trên người của đông phương cầu lập tức lưu lại một thật sâu cảm ấy đông phương cầu khó có thể chịu được những điểm sáng kia loạn xạ chỉ có thể buông tha cho dùng xà mâu vây khốn la trinh lựa chọn triệt thoái phía sau Phần kim diệt kiếm của mục thiên thủ, hẳn đầy đủ giết chết La Trinh rồi, hắn một bên lui về phía sau trong nội tâm vừa nghĩ. Có thể mục thiên thủ bản thân còn lâu mới có được lạc quan như vậy. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn chầm chầm vào một kim một bạch hai đạo kim mang. Ngay từ đầu phần kim diệt kiếm của hắn thật là chiếm thượng phong, trong nháy mắt, liền đem kiếm mang màu trắng xâm nuốt 1 phần ba. Có thể ngầm chiếm đến một nửa thời khắc, phần kim diệt kiếm mà bắt đầu kịch liệt rút ngắn, mà la trinh chém ra một kiếm kia đúng là càng áp chế càng mạnh mẽ phần kim diệt kiếm mục gia á thánh áp dương tuyệt học thật là cực kỳ cương mãnh kiếm chiêu đáng tiếc trong thần vực này lại có cái gì có thể cùng chạm tình thần đạo thúc đẩy sinh trưởng kiếm chiêu địch nổi hắc thủy trong cặp mắt kia đem phía trên hết thẻ sạch thu đáy mắt nhìn xem hai đạo kiếm mang giao thoa này cặp mắt chủ người đã có phán đoán quả nhiên chẳng qua là trong nháy mắt Phần kim diệt kiếm chém ra kiếm quang màu vàng, đã vô ảnh vô tung biến mất. Mà dịch thần nhất kiếm chém ra kiếm mang màu trắng, tức thì hướng phía mục thiên thủ phản công mà đến. mươi ừ. 67356. Mục thiên thủ lạnh rên một tiếng, này trong điện quang hỏa thạch giao phong, hắn chỉ có thể thừa nhận mình thì không bằng la trinh đấy. Sau đó hắn cầm theo chuôi này kim chú vô hình kiếm lại lần nữa chém ra một kiếm phần kim diệt kiếm là mục thiên thủ mạnh nhất một trong sát chiêu một kiếm này tiêu hao đạo hởn khá nhiều cho dù hắn thân là a thánh nhiều nhất cũng chỉ có thể liên tục chém ra tam kiếm nếu là cương ép thúc giục đan điền chém ra nhiều kiếm hắn thể nội thế giới đạo hởn không đủ liền cần chân nguyên đền bù này sẽ làm bị thương hắn thể nội thế giới căn cơ bất quá kiếm thứ hai như vậy đủ rồi chính là đại viên mãn chân thần chém ra vừa rồi một kiếm kia chỉ sợ cũng là cực hạ không có khả năng thúc giục ra kiếm thứ hai ngươi mặc dù có tất cả thiên phú cuối cùng là không thể tránh khỏi cái chết trong lòng mục thiên thủ âm thầm nghĩ bệnh đạo thứ hai phần kim diệt kiếm lại lần nữa bán ra nhưng này một ánh kiếm mới vừa chém ra sắc mặt của mục thiên thủ lập tức cứng đờ đây chuyện này phía trước la trinh tay cầm thừa ảnh kiếm hướng phía mục thiên thủ lằng không chém bay từng đạo kiếm mang màu trắng giống như phiêu tán trên không trung sợi tơ, hình thành một cái phức tạp cái góc, hướng phía mục thiên thủ vào đầu chém tới. La Trinh trong nháy mắt đúng là chém ra bảy tám kiếm. Lùi lại. Hai má của mục thiên thủ lại lần nữa run rẩy, trong lòng có một cái vô cùng rõ ràng vấn đề dâng lên. Gia hỏa này thật là đại viên mãn, mà không phải thánh nhân sao. Nếu không phải La Trinh chưa từng tại trên thánh nhân Sơn Lưu Danh, hắn cũng hoài nghi La Trinh là một vị thánh nhân ngụy trang bất quá vấn đề này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất hắn hiện tại chỉ là một vị bay nhanh lui về phía sau ba 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 ba. những cái kia bay nhanh chém tới kiếm quang đã sớm đem phần kim diệt kiếm của hắn nuốt mất mắt thấy mục thiên thủ sẽ bị là trinh bệnh vong kiếm bao phủ lại cách đó không xa đông phương cầu đột nhiên loại lên một còng tay tại trên vai của mục thiên thủ một cái khác xà mâu đột nhiên điểm ra kia xà mâu mỗi một lần chỉ vào không trung liền sinh ra một vòng xoáy khổng lồ đông phương cầu liên tiếp điểm ra tầm mười lần thì có hơn mười cái đại tuyển qua vắt ngang tại hắn cùng la trinh trước đó những thứ này đại tuyển qua tại tốc độ cao xoay quanh phía dưới càng đem ánh kiếm của la trinh dẫn chạy đông chạy tây chạy hỗn loạn dị thường bất kể như thế nào đông phương cầu xem như ngăn trở thế công của la trinh nhưng la trinh không ra tay thì thôi ra tay liền không có tính toán lưu lại này hai tên á thánh hắn tử sẽ dốc toàn lực ứng phó. Theo ánh mắt hắn khẽ hiếp một cái, sau lưng lôi xí đột nhiên một cái, liền hướng phía hai tên Á Thánh phóng đi. Trên tuyệt vọng bình nguyên, hàm thanh đế hướng phía nơi xa đông phương thuần quân chắp tay một cái, chân nguyên truyền âm nói, thuần quân huynh, con ta nữ gặp nạn, không thể không cứu. Ném những lời này về sau, hàm thanh đế đã hướng phía tuyệt vọng bình nguyên bên trái bay trốn đi. Đông phương thuần quân như cũ đang cùng ra lục các chiến lấy mặc dù hắn cùng mục hải cực đường luân liên thủ chiếm thượng phong có thể là ác ma khôi phục năng lực thật sự là thái quá mức biến thái trận này nghiêng về đúng một bên chiến đấu lại biến dài quá một cuộc đánh rằng co đông phương thuần quân có lòng muốn đem hàm thanh đế ở lại tuyệt vọng bình nguyên có thể hàm thanh đế bỏ xuống lấy cớ này đông phương thuần quân cũng khó có thể ngăn trở vèo hàm thanh đế lao ra tuyệt vọng bình nguyên về sau liền hóa thành một đạo thanh mang dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trong hát thủy vực bay trốn đi hàm thương yên lui về sau một khoảng cách về sau cũng không có đào tẩu bằng vào hàm thương yên hắn có thể nhanh chóng tìm được la trinh thân phận của hắn bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài một khi để cho đông phương thuần quân biết được đối với hắn mà nói chính là thai hỏa ngập đầu bảo đảm nhất phương pháp chính là lấy tốc độ nhanh nhất ra tay giết chết la trình cho nên hắn mới không để ý đông phương thuần quân nghi kỵ cương ép ly khai tuyệt vọng bình nguyên. Ta như khống chế này hào môn liên minh, nhất định phải tiếc tài ngươi. Đáng tiếc ngươi biết nhiều lắm. Trong mắt của hàm thanh đế phát ra điểm sắc cơ. Hắn cùng với La Trinh vốn không có quá lớn cứu hận, hơn nữa biểu hiện của La Trinh cũng vô cùng trói mắt, như có thể gia nhập hắn hàm ra, đương nhiên cũng có thể đảm nhiệm trọng dụng. Hiện tại hàm thanh đế vì không sơ hở tí nào, không thể không ra tay diệt trừ La Trinh. Chương 2349 lập tức xoắn giết. Chương 2.409 lập tức xoắn giết. Đối mặt La Trinh hùng hổ dọa người thế công, ngay từ đầu Mục Thiên Thủ còn mà còn có khương phục. Có lẽ chiêu kiếm của La Trinh lợi hại, có thể chỉnh thể thực lực chưa chắc đã là đối thủ của hắn, huống chi hắn cùng với Đông Phương Cầu Liên Thủ đã liền Thánh Nhân đều có thể một trận chiến. Trong cơn tức giận Mục Thiên Thủ, đúng là lại lần nữa lựa chọn đối kháng chính diện La Trinh có thể kết quả phi thường tàn khốc kim chú vô hình kiếm của hắn lại lần nữa toái diệt về sau tính cả một tay của chính mình cánh tay đều bị la trinh một kiếm chém vỡ nếu không phải đông phương cầu đột nhiên kéo một phát phía dưới hắn sợ là tại chỗ đã bị la trinh chém thành hai đoạn đến lúc này mục thiên thủ mới lựa chọn tin tưởng chính mình đích sắc không phải là đối thủ của la trinh so sánh dưới đông phương cầu nhìn phải hiểu nhiều đơn thuần thực lực mục thiên thủ có lẽ so với đông phương cầu mạnh hơn như vậy một chút xíu có thể luận tầm mắt đông phương cầu cao hơn mục thiên thủ ra nhiều lắm tại la trinh vận động trảng tình thần đạo thời khắc đông phương cầu đã có tránh lui tâm tư khi hắn nghĩ đến tầng thứ sáu thông hướng thượng tầng thông đạo đã phong bế la trinh chắc cánh cũng thì không cách nào ly khai thâm nguyên ma vực đấy chúng ta không có bắt được la trinh cũng không coi vào đâu chuyện mất mặt chỉ cần đông phương thuần quân nắm trong tay thâm nguyên ma vực Tưởng muốn đem tiểu tử này từ trong thâm viên ma vực loại bỏ, còn không phải một cái ý niệm trong đầu chuyện tình. Tội gì muốn cùng tiểu tử này dốc sức liều mạng. Chẳng qua là mục thiên thủ là một chết đầu góc, hiện tại chọc la trinh từng bước đổi giết, hắn cũng tương đối bất đắc dĩ. Kim kiếm ngưng. Mục thiên thủ tuy rằng chỉ còn một cánh tay, nhưng vẻ này lòng dạ không tán, trong mắt như trước tràn ngập lệ mang cùng chiến ý. Đinh 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 đinh. Kim chú vô hình kiếm kia cản trở mấy lần về sau, La Trinh nhẹ nhàng nhổ ra một cái vỡ chữ. Trên thừa ảnh kiếm bùng nổ lực lượng đông nhiên lớn hơn gấp mười lần. loảng xoảng, Kim kiếm lại lần nữa bại thành một mảnh ánh vàng rực rỡ chú văn. Mắt thấy La Trinh thuận thế muốn một kiếm đâm giết mà đến, Đông Vương cầu xà mâu lại lần nữa một cái, từ một cái khôn khéo góc độ sỏ xuyên qua mà đi. Cái góc độ này để cho La Trinh thập phần khó chịu hắn một kiếm này cố nhiên là có thể ám sát mục thiên thủ có thể mình cũng cũng bị xà mâu xuyên thủng không chết cũng muốn trọng thương tại thâm nguyên ma vực bực này trong lịch cảnh nếu như người bị trọng thương thật là không lựa chọn sáng suốt la trinh cũng chỉ có thể lựa chọn tránh đi đông phương cầu một nhát này không hổ là a thánh trong lòng la trinh im lặng nói luận thuần túy thực lực la trinh cũng không có đem hai người để ở trong mắt có thể nhãn giới của bọn hắn cùng phán đoán Hoàn toàn không phải bình thường đại viên mãn chân thần có thể so sánh đấy. Ngay tại La Trinh lựa chọn lui về phía sau trong tích tắc, Đông Phương Cầu trong mắt tinh mang lóe lên, rõ ràng được một tức lại muốn tiến một thước, cầm theo xả mâu ép tới. Chiếu. U! Kia xả mâu đông nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay quanh, hình thành một cỗ kinh khủng bạo phát lực. Đông Phương Cầu ẩn nhẫn lâu như vậy, đúng là tại lúc này vận dụng sát chiêu, hoàn toàn chính xác ra ngoài dự liệu của La Trinh càng là loại tình hình này càng là không thể bối rối tâm tính của la trinh không có biến hóa chút nào nhưng trong tay thừa ảnh kiếm thì là một cái trẻ dọc lại nhẹ nhàng nhảy lên lại đem thân kiếm đột nhiên quét ngang 67-356 loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng hắn liên tiếp sử dụng ra sáu chiêu thưa ảnh kiếm cũng tại cực nhỏ trong phạm vi xây dịch nhanh chóng tiêu khó hiểu thế công của đồng phương cầu hay hay Tiêm phục tại hát thủy trong trong cặp mắt kia thần sắc càng ngày càng hưng phấn hắn nhìn thấy la trinh sử ra kiếm chiêu vừa là vui mừng lại là nghiêm nghị tuy nói dịch thần nhất kiếm là hắn sáng chế có thể kiếm pháp này cũng không hoàn toàn hoặc có lẽ là ngoại trừ cái kia nhất cực hạn một kiếm bên ngoài bộ kiếm pháp kia còn chất chứa rất nhiều khuyết điểm mà la trinh chỗ vận dụng mỗi một chiêu đều hoàn mỹ đối với đáp dường như hắn trời sinh chính là vì chạm tình thần đạo mà sống Đôi mắt này tự nhiên không biết La Trinh tu cực giản kiếm đạo, nguyên bản cung dịch thần kiếm hết sức phù hợp, chính vì vậy La Trinh mới đi đến trên Trạm Tỉnh Thần Đạo mà đến, mà phía sau quan sát thủy sơ kiếm pháp về sau, tại trình độ trên kiếm đạo càng là đang phong đến cực điểm. Đông Vương cầu liên tiếp sát chiêu lại không có hiệu quả chút nào, hắn ngược lại là không có gì tiếc nuối, đem La Trinh ép ra một khoảng cách về sau, hắn quay người kéo một cái Mục Thiên Thủ liền muốn bỏ chạy có thể la trinh như trước cắn chặt ở phía sau nhưng vào lúc đó liền ở phía xa một đạo thanh mang vụt sáng tới thánh nhân đông phương cầu trong mắt hơi híp lóe ra một tia cảnh giác hàm thanh đế mục thiên thủ thì là cười ha ha được có thánh nhân đích thân tới là hàm gia thánh nhân ta nhìn ngươi lại khả năng bao lớn ngươi có bản lãnh có thể từ thánh nhân thủ hạ mạng sống mục thiên thủ là muốn diệt trừ la trinh sau nhanh bất đắc di thực lực của chính mình không đủ hiện tại chợt thấy một tên thánh nhân xuất hiện đúng là vui mừng quá đỗi một điểm đều không có một tên á thánh phong cách có thể trong lòng đông phương cầu lại là mặt khác một phen ý tưởng đừng nhìn đông phương thuần quân cho phép hàm thanh đế bước vào thâm huyên ma vực nhưng hắn thủy chung đối với người này tồn tại nghi kỵ cuối cùng hàm thanh đế lúc trước là ngông cuồng như thế đem hàm ra đẩy vào phù đảo về sau Thế nhưng là liên tiếp hai ba đẩy xuống hào môn liên minh thịnh tình mời, thậm chí không từng đem đông phương thuần quân để ở trong mắt. Có thể mấy thập niên này bỗng nhiên thái độ đại biến, đổi ai trong nội tâm đều sinh nghi. Chíu! U! Cho dù là cách hơn 10 dặm khoảng cách, hàm thanh đế đã hướng phía bên này bắn ra chỉ một cái. Một ít đạo thanh sắc chỉ mang, xét qua 40, 50 dặm khoảng cách, chính xác đánh về phía La Trinh đem la trinh cùng hai tên á thánh ở giữa không gian bổ ra bước mà la trinh không thể không lui về phía sau nhìn xem phân cách không gian một đạo kia chỉ mang la trinh sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái đối mặt á thánh la trinh lại vừa có lực đánh một trận thậm chí có thể áp chế á thánh có thể đối mặt chân chính thánh nhân trong lòng la trinh hoàn toàn không có chắc húng chi hàm thanh đế tại thánh nhân ở bên trong cũng thuộc về cực hạn tầng kia nếu hắn không là không có khả năng đơn thương độc mã đem hàm ra đẩy vào hào phú trước người hàm thanh đế từ xa mà đến gần bất quá hai cái hô hấp thời gian đã đi tới bên người của mục thiên thủ cùng đông phương cầu đa tạ hàm gia thánh nhân xuất thủ cứu giúp mục thiên thủ chắp tay nói ra tên của hàm thanh đế trong có một đế chữ nếu bàn về tôn trọng hoàn toàn có thể xưng hô hắn một câu đế thánh bất quá hàm thanh đế tại hào môn liên minh bên trong nguyên bản không có địa vị gì như vậy tên nói phải không đủ tư cách gọi ánh mắt của hàm thanh đế không từng từ la trinh trên mặt dịch chuyển khỏi khoe miệng của hắn có chút nổi lên mỉm cười đối với mục thiên thủ nhàn nhạt nói ai nói ta ra tay cứu các ngươi rồi hả nghe được hàm thanh đế lời này mục thiên thủ hơi sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm mà ánh mắt của đông phương cầu ngưng tụ trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái có chút không tốt đoán trước nổi lên trong lòng hàm gia thánh nhân chuyện đó nói như thế nào mục thiên thủ cười theo nói tẩu tác nửa phù sinh bách luyện thành thần hàm thanh đế nhàn nhạt nói ta chỉ là lo lắng sợ la trinh giết không sạch sẽ để cho ngươi đam có một đám phân hồn chạy trở về có thể gặp phiền thoái dứt lời đông phương cầu cùng mục thiên thủ có sắc mặt lập tức đại biến người ngu đi nữa nghe nói như thế cũng biết đại sự không ổn mắt thấy hai tên á thánh muốn trốn bán sống bán chết hàm thanh đế tay trái tay phải đồng thời sờ lập tức sinh ra hai cỗ đối với hướng mà đến xoắn giết lực mục thiên thủ chẳng qua là rên khẽ một tiếng toàn bộ người đã biến thành mảnh vỡ mà đông vương cầu cũng là nộ quát một tiếng hàm thanh đế người dám sau đó cũng biến thành mảnh vỡ cứ như vậy biến mất ở trong tay của hàm thanh đế chương 2350, cứu rút chương 410 cứu rút một chút thịt người mảnh vỡ từ trên không trung bay xuống tích táp rơi vào trong hát thủy vực hai tên thánh nhân đều không có cơ hội đào tẩu từ thân thể đến linh hồn đều bị tiêu diệt sạch sẽ hai tay của hàm thanh đế duy trì lấy khi trước tư thế hắn ngật đứng ở hát thủy phía trên dùng lãnh đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào la trinh ánh mắt của la trinh cũng có chút âm tinh bất định tuy nói hắn biết rõ thực lực của hàm thanh đế không yếu nhưng thủ đoạn này còn là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn chẳng qua là tiện tay phong thích ra lực lượng có thể đánh giết trong chớp mắt hai tên đỉnh phong A thánh phần thực lực này chỉ sợ cùng đông phương thuần quân đều không kém bao nhiêu ngươi không nên vạch trần thân phận của ta hàm thanh đế dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào la trinh hai mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu công tác chuẩn bị một tia sắc cơ đông phương thuần quân cũng là địch nhân của ta ta sớm muộn sẽ có một ngày lấy đi tánh mạng của hắn là ngươi không nên làm như vậy trả giá con gái của chính mình tính mạng la trinh ngưng mi nhìn xem hàm thanh đế về mặt khí thế lại không chút nào thua hai người bọn họ mục tiêu là nhất trí chẳng qua là la trinh càng thêm có điểm mấu chốt hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hy sinh hàm lưu tô cùng hàm sơ nguyệt loại chuyện này phát sinh so sánh dưới hàm thanh đế thì là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nghe ý tứ của ngươi ta nên gởi gắm hy vọng trên người ngươi khoe miệng của hàm thanh đế có chút cong lên mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo. hắn đích sắc cũng rất thưởng thức la trinh nhưng hắn rõ ràng hơn trông chờ la trinh quật khởi giết chết đông phương thuần quân căn bản chính là si nhân nằm mơ mà thôi hàm thanh đế là người của hai thế giới không có bất kỳ người nào đáng giá hắn tín nhiệm dứt lời hàm thanh đế thỏ tay đột nhiên một chảo thần binh đến không gian bị hàm thanh đế kéo ra một cái rộng lớn khe hở tại kẽ hở kia lại bắt đầu không ngừng mà ngưng kết hóa thành một chuôi đen nhánh trường thương hàm thanh đế một tay lấy hát sắc trường thương nắm trong tay mũi thương chỉ vào la trinh nói ra ta trả hết thảy đều gấp mười 10, gấp trăm lần từ trên thân đông phương thuần quân đòi lại còn ngươi trước hay là chết mất rồi hay nói ngày sau ta có thể hay không đưa ngươi phục sinh thì nhìn tâm tình của ta chứng kiến hát sắc trường thương này sắc mặt của la trinh cũng là bỗng nhiên biến đổi trong thâm nguyên ma vực không gian pháp tắc là bị cấm chế ngoại trừ ác ma nhất tộc kiến tạo không gian chi môn bên ngoài đã liền thánh nhân cũng không cách nào vận dụng đại na có thể la trinh trong hát sắc trường thương này cảm nhận được một cỗ nồng nặc không gian pháp tắc chi lực cây súng này đã vượt qua thâm viên ma vực hạn chế la trinh ngưng mi nói ra ha 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 ta cũng đã sớm nói ngươi cái gì cũng không biết dựa vào cái gì chuyến này một tranh vào vũng nước đủ chiếu u hàm thanh đế đem trường thương chỉ vào không trung vây quanh mũi thương kích xạ ra một luồng sáng màu đen hắc mang này hiện lên chật hẹp hình quạt Lướt qua bên thai của La Trinh, một đường lan tràn đến mấy vạn trượng phạm vi bên ngoài. Sau đó này hình quạt không gian hai bên nhanh chóng khép lại, giống như một cái thật lớn cái kéo bình thường khép lại, biến thành một vệt đen. Nếu như La Trinh mới vừa ở vào này hình quạt bên trong, hiện tại đầu lâu chỉ sợ đã bị cắt bỏ. Nay thái hòa thần Thương, cho dù ở cả thâm Viên ma vực tín ngưỡng vũ khí trong bài danh, cũng hẳn là cực kỳ cao hàm thanh đế nhìn biểu tình của La Trinh có chút thỏa mãn hắn tại trước mặt đông phương thuần quân biệt khuất lâu như vậy có thể là để cho hảo trong môn bọn tiểu bối nhìn quá nhẹ 67-356 hiện tại hắn đúng là thỏa thích tại trước mặt la trinh tìm về cái kia vẻ tôn nghiêm tín ngưỡng vũ khí ánh mắt của la trinh nhẹ nhàng loại lên chứng kiến cái kia súng đạn phi pháp không vâng lời quy tắc của thâm nguyên ma vực trong lòng la trinh thì có suy đoán không nghĩ tới thật sự như thế đời trước ta liền trong thâm nguyên ma vực lấy được này đem tín ngưỡng vũ khí còn bình yên trốn chạy thâm nguyên ma vực điều này nói rõ hàm thanh đế ta đích sắc có được cơ vận lớn hàm thanh đế trong mắt lóe ra điên cuồng thần thái ta muốn nắm trong tay không chỉ là chính là một thâm nguyên ma vực lời hắn nói mới vừa nói xong cầm trong tay thái hỏa thần thương chính hắn bỗng nhiên biến mất đại na trong lòng la trinh âm thầm cả kinh người khác cũng không thể đại na nhưng gia hỏa này lại có thể làm được dễ dàng điều này cũng hơi quá đáng cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng cả người hắn hướng xuống đột nhiên trầm xuống vèo trong hư không thái hòa thần thương đã đột nhiên đâm ra cơ hồ là dọc theo đỉnh đầu của la trinh xuyên thẳng qua mà qua tiểu tử phản ứng ngược lại là nhanh có thể ngươi có thể mỗi một lần đều tránh đi sao hàm thanh đế tử trong hư không chân trước mới vừa bước ra chân sau lại lần nữa bước vào hư không mà cả người hắn còn không có tiến vào hư không thời khắc đâm vào hư không trường thường từ một phương hướng khác một cái khác phương vị hướng phía la trinh ở trước mặt đâm tới loại thủ đoạn này có thể nói huyền diệu vèo bát khúc phi yên thân hình của la trinh biến đến mức dị thường linh động giống như tờ giấy mềm mại mảnh gián thái hỏa thần thương phấp phới lên thú vị thân pháp cho dù là đông phương cầu đều có thể trong nháy mắt nghĩ ra phá giải la trinh thân pháp phương pháp xử lý huống chi hàm thanh đế chứ chỉ thấy hắn đưa lưng về phía la trình liên tiếp hai ba đâm ra mấy thương mỗi một thương đều mặc phá hư không xuất hiện ở chung quanh của la trinh con cong con cong, cong. liên tiếp mười hai súng về sau mũi thương liền kéo lại một mảnh dài hẹp ngang dọc thẳng tắp vết nứt không gian những thứ này vết nứt không gian hình thành một cái chính chính phương phương không gian lồng giam đem la trinh hoàn toàn giam ở trong đó lúc này đây nhìn ngươi như thế nào tránh hàm thanh đế cười nói La Trinh bị vây ở không gian này bóng trong lồng, hoàn toàn không có né tránh không gian. Nhưng không có nghĩa là hắn không có biện pháp ứng đối. Hàm thanh đế có thái hòa thần thương, La Trinh có thể là có cái viên này xóa bỏ thời gian Ngọc Tỷ. Bất quá Ngọc Tỷ là không đủ để trợ giúp La Trinh đào thoát nơi này. Ngọc Tỷ này chỉ có thể xóa bỏ một đoạn thời gian ngắn, như hàm thanh đế tưởng chặn đánh giết chính mình, chỉ muốn tiến hành báo hòa công kích. Tiếp tục vượt qua ba cái hô hấp thời gian kích giết hắn, Liền có thể đem hắn chân chính giết chết, mặc dù thủ tiêu thời gian cũng không dùng được. Nhưng La Trinh còn có phong vân độn ẩn giả thần thông này. Tuy rằng thâm huyên ma vực không gian pháp tắc bị cấm chỉ, nhưng này phong vân độn có thể không phải là người tầm thường vật lưu lại, hẳn có thể trợ giúp chính mình chạy trốn nơi đây. Nhưng vì cái gì phong vân độn còn không có hiệu quả? La Trinh thầm nói, ngay tại hàm thanh đế lại lần nữa hướng trong hư không đâm ra nhất thường, mũi thương kia xuyên qua hư không? thẳng đến La Trinh mà đến hết sức. Chiếu! U! Bình tĩnh trong hát thủy vực, đông nhiên nổi lên gọn sóng. Một đạo sắc bén dây nhỏ, phá vỡ hát thủy vực bình tĩnh, hướng phía phía trên chém tới. Cắt! Cục! Này một sợi dây nhỏ trực tiếp chạm nát chói buộc không gian của La Trinh lao lung, sau đó lại chém vào thái hỏa thần thương phía trên. Này sợi dây nhỏ uy lực to lớn, hầu như để cho hàm thanh đế nắm cầm không được thái hỏa thần thương. Trạm tình thần đạo. La Trinh hơi sướng sở, đối với trạm tình thần đạo đạo ẩn quen thuộc đến cực điểm. Này dây nhỏ trong tích chứa đạo ẩn, hắn mắt nhắm lại đều có thể cảm ngộ ra tới. Hơn nữa này đạo ẩn hết sức cô đọng, hiển nhiên đã là đại thành. Tựa như cái kia cặp mắt đen chứng kiến La Trinh thi triển trạm tình thần đạo lúc khiếp sợ giống nhau, La Trinh hiện tại cũng là cực độ khiếp sợ. Đang khiếp sợ ngoài, hắn ngược lại là nhớ tới một người chân hoang dịch kiếm chính là tu luyện dịch thần nhất kiếm chính là dùng chạm tình thần đạo nhập đạo hơn nữa hắn cũng trốn vào thâm viên ma vực không biết sống chết